Khương Phàm không có cố kỵ ánh mắt của mọi người, tự mình mang theo Lăng Vi đi lên phía trước. Theo ta được biết, giữa Thiên Mộng Đảo cùng Hải Thần Đảo cũng không có bao nhiêu qua lại, tại sao các ngươi lại muốn tới tham gia cuộc hôn lễ này? Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo đều là hoàng tộc tại Thần Dụ Chi Hải, nắm trong tay gần 1/10 hải vực, ảnh hưởng vô số thế lực sinh tồn phát triển. Đại hôn giữa bọn họ có ý nghĩa đặc biệt, cũng sẽ đối với hải vực của bọn họ, hay thậm chí là toàn bộ thần vực chi hải, đều sinh ra ảnh hưởng. Thiên Mộng Đảo chúng ta về tình về lý đều hẳn là nên tới. Chuyện kết giao bình thường này, không có nguyên nhân gì phức tạp cả. Lăng Vi bồi tiếp Khương Phàm đi lên phía trước. Gió biển ướt át thổi lên mái tóc dài, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Khương Phàm cười nhạt một tiếng, nói. Vì sao lại phái Lăng Vi cô nương tới? Nếu như Thiên Mộng Đảo để ý ảnh hưởng thông gia sinh ra thật, lẽ ra nên an bài một vị trưởng bối tới. Thân phận Lăng Vi bù đắp được trưởng bối trong tộc nhỉ. Lăng Vi nhìn Khương Phàm, bỗng nhiên cảm thấy hắn tìm mình bắt chuyện có phải có mục đích gì, mà không phải nịnh nọt giữa nam nữ. Lăng Vi cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn xác định cô nương là tới vì mình, hay là vì Thiên Mộng Đảo mà tới. Ta, đại biểu Thiên Mộng Đảo mà tới. Khương Phàm yên lặng đi về phía trước một hồi, sau khi kéo ra khoảng cách cùng đám người, mới nói. Xin tha thứ ta ngay thẳng, vì sao Lăng Vi cô nương lại mặc tang phục bên trong? Biểu hiện của Lăng Vi chợt thay đổi, vô ý thức dừng lại. Khương Phàm tông sư, ta không rõ người đang nói cái gì. Khương Phàm nhìn chằm chằm Lăng Vi, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Lăng Vi cô nương không nên hiểu lầm, Khương Phàm ta nhìn không thấu y phục, cũng sẽ không đi nhìn trộm y phục nữ tử. Ta, chỉ cảm giác có phải cô nương là vì người nào đó chết mà tới. Mặt ngoài tham gia hôn lễ, thực tế là đi tế điện vị kia. Vừa rồi là thuận miệng nói, cũng là đang thăm dò. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lăng Vi bỗng nhiên cảm giác luyện đan sư độc nhãn này không đơn giản giống như chính hắn nói. Khương Phàm đúng là chỉ suy đoán. Là căn cứ vào nói quan hệ giữa Dương Biện và nàng, cùng địa vị đặc thù của Thiên Mộng Đảo. Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo thông gia, rõ ràng mang theo lợi ích sắc thái rất lớn, càng là vì chuẩn bị cho khiêu chiến địa vị hoàng đạo. Nếu Thiên Mộng Đảo giữ vững trung lập tuyệt đối liền sẽ không nên phái người đến, nếu không sẽ rước lấy vô số phiền phước. Nếu như nhất định phải đến, hẳn là trưởng bối, mà không phải hài tử. Dù là thân phận Lăng Vi có đặc biệt như thế nào thì ít nhất cũng phải có trưởng bối cùng đi. Cho nên Lăng Vi đơn độc đến đây, hẳn là bởi vì Dương Biện. Nhưng Dương Biện chết rồi, nàng đến để làm cái gì? Tế điện, là đã từng liên quan, làm chấm dứt. Cho nên Khương Phàm cố ý nói cái tăng phục, ngay thẳng lại bén nhọn. Mà phản ứng kịch liệt của Lăng Vi đã chứng minh hắn đoán đúng. Trong lòng Khương Phàm đã có mới tính toán. Ta là vì vấn đề này, nên mới quyết định hỏi vì sao Lăng Vi cô nương tới đây. Ta tới vì hôn lễ ngày mai. Lăng Vi thần tình nghiêm túc, thật sự đã bị hù dọa. Nàng cùng Dương Biện xác thực đã phát sinh qua một chuyện nào đó, nhưng đó là chuyện bí mật giữa bọn hắn. Nàng chưa bao giờ nhắc qua cùng bất cứ kẻ nào, cũng biết rõ hai người không thể nào có tương lai. Cho nên sau khi Dương Biện cố gắng lấy lòng, nàng đều giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng, rõ ràng là tên Khương Phàm này đã biết được gì đó. Ai nói cho hắn biết? Dương Biện khẳng định không thể nào nói khắp nơi cùng người khác với loại chuyện bí mật không có kết quả này. Khương Phàm khẽ cười nói. Lăng Vi cô nương từ từ cân nhắc, ta tùy thời hoan nghênh ngươi bái phỏng. Tin tưởng ta, cô sẽ có được đáp án cô không tưởng tượng được. Lăng Vi đưa mắt nhìn Khương Phàm rời khỏi, đáy mắt dần dần nổi lên gợn sóng, muốn nhìn trộm Khương Phàm. Nhưng Khương Phàm ở phía trước giơ tay lên, lung lay ngón tay, im ắng cảnh cáo nàng không được mạo phạm. Tiểu thư, thế nào? Hai vị thị vệ chạy tới, sắc mặt rất khó coi. Mặc dù là luyện đan sư cao quý, nhưng mang tiểu thư nhà bọn hắn ra xa như vậy, sau đó vứt đi một mình, thật sự là quá phận. Hắn khẳng định có thân phận khác, thậm chí còn có mục đích khác. Lăng Vi tỉnh táo lại, càng cảm thấy tên Khương Phàm này không đơn giản. Có mục đích khác, hắn nói cái gì rồi? Thị vệ kinh ngạc. Lăng Vi chậm rãi lắc đầu, lâm vào trầm tư. Hứa Đan mang theo Lý Dần đã trở về, đi theo Khương Phàm. Bắt được. Khương Phàm thản nhiên khẽ nói. Người đã tìm được, đồ cũng đã đưa đến.
không có để lại vết tích. Sư phụ yên tâm. Khương Phàm đứng trước ánh mắt của vô số thế lực, biến mất trong màn đêm. Kỳ thật rất nhiều người đã có lòng kết giao, luyện đan sư thiên phẩm linh văn, mà chỉ là linh hồn cảnh đã thể hiện ra thuật luyện đan phi phàm, tương lai rất có thể sẽ trưởng thành đến đan thánh. Đan thánh, xưng hô thần thánh đến cỡ nào? Thân phận làm cho người kính úy đến cỡ nào? Mà đưa tầm mắt nhìn khắp thần dụ chi hải này, luyện đan sư cấp bậc đan thánh chỉ giải rác được mấy người mà thôi. Không phải bị cung phụng bên trong hoàng đạo thì chính là đang ở hòn đảo cực kỳ đặc biệt nào đó, không phải ai cũng có thể tùy tiện nhìn thấy, càng là mời đến. Trình độ tôn quý của đan thánh, thậm chí ngay cả thánh nhân chân chính cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Chỉ là bọn hắn bây giờ còn đang ở hải thần đảo, Khương Phàm lại là tới khiêu chiến với Ngụy gia, thực sự không tiện công nhiên đi qua kết giao. Sau khi Khương Phàm trở lại đình viện, Thiết Long cổ thụ đã mang theo Ngụy Vô Cực đang hôn mê chui ra ngoài, về tới trong thanh đồng tiểu tháp. Ngụy Vô Cực, Dương Biện rốt cuộc cũng đợi được, người sống, không kịp chờ đợi tiến lên, một chân đá vào trên đầu Ngụy Vô Cực. Trước đó quan hệ giữa bọn hắn rất tồi tệ, bây giờ càng không cần phải lưu tình. Ngụy Vô Cực mở mắt ra, chỉ là còn có chút hoảng hốt, chậm một lát mới đột nhiên nhớ tới mình ở trong rừng cây bị một gốc quái thụ tập kích. Ai dám tập kích ta, thật là lớn. A, à, Ngụy Vô Cực vừa muốn quát mắng, đột nhiên nhìn thấy Dương Biện, toàn thân giật mình, tóc đều suýt chút nữa nổ đứng lên. Dương Biện, mẹ ơi, ta đã chết rồi sao? Nơi này là nơi nào? Ta đang nằm mơ sao? Ngụy Vô Cực tê cả da đầu, đầu ong ong loạn hưởng. Sao lại nhìn thấy Dương Biện rồi? Ta chết rồi. Ta chết rồi. A, à, ta còn không có sống đủ. Ngươi chết hay không, quyết định bởi biểu hiện của ngươi. Giọng Khương Phàm quanh quẩn trong thanh đồng tiểu tháp. Ai, là ai đang nói chuyện? Ngụy Vô Cực vừa khẩn trương lại sợ hãi, nhìn Dương Biện đầy dữ tợn ở trước mặt, nhìn lại hoàn cảnh trống trải sáng tỏ xung quanh, đột nhiên bóp quất mặt mình vài bàn tay, dùng sức lắc đầu, lại nhìn chăm chú nhìn về phía Dương Biện. Vẫn còn ở đây. Đây là có chuyện gì? Dương Biện hung tợn nói. Chính là ta, Dương Biện, ta từ địa ngục trở về. Nói đùa cái gì vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Cũng dám giả mạo Dương Biện. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời tốt, cho ngươi thống khoái. Hỗn trướng, rốt cuộc các ngươi là ai? Nơi này là hải thần đảo, dám bắt Ngụy Vô Cực ta, các ngươi chán sống sao? Ngụy Vô Cực miễn cưỡng kịp phản ứng, cao giọng quát lớn. Vấn đề đầu tiên, thân tộc ta bây giờ như thế nào? Dương Biện nhìn thẳng mắt Ngụy Vô Cực. Các ngươi rốt cuộc là ai? A, à, Ngụy Vô Cực vừa muốn giận dữ mắng mỏ, bất chợt một cây trà cây sắc bén đâm xuyên qua bụng của hắn, mang theo cả máu tươi. Ngụy Vô Cực khó có thể tin được mà cúi đầu xuống nhìn, hoảng hốt một lát, đang muốn quay người, hai trà cây khác đột nhiên đâm xuyên qua đầu gối của hắn, đâm xuyên qua xương cốt. A, à, Ngụy Vô Cực gào thét. Lập tức phải quỳ xuống, nhưng ngay sau đó hai trà cây khác lại đâm xuyên cánh tay của hắn, kéo cả người hắn thành chữ lớn, giơ lên giữa không trung. Rốt cuộc các ngươi là ai? A a a, thả ta xuống. Ngụy Vô Cực là luyện đan sư cao quý, chưa bao giờ nhận qua loại tra tấn này, hắn thậm chí còn sợ máu, bây giờ lại bị đâm xuyên cơ thể, máu tươi chảy ngang. Giọng Khương Phàm quanh quẩn trong thanh đồng tiểu tháp. Trả lời vấn đề, nếu không sau một khắc. Ta thiến ngươi. Thiết Long cổ thụ duỗi chạc cây ra, chui qua chỗ dưới của Ngụy Vô Cực. Ngụy Vô Cực ớn lạnh. Ngươi dám, a a a, thả ta xuống, khốn kiếp, ta đang chảy máu, các ngươi không nhìn thấy sao? Thân tộc ta, rốt cuộc đã thế nào? Dương Biện đi đến phía trước, cao giọng quát hỏi. Hỗn đản, các ngươi, a. À. Ngụy Vô Cực vừa muốn gào thét, phía dưới đột nhiên tê dần, máu tươi lập tức phun tung tóe ra ngoài. Dương Biện nắm lấy tóc Ngụy Vô Cực, thô lỗ kéo đến trước mặt. Nói, mẫu thân của ta thế nào, thân tộc ta thế nào? Lưu đày. Ngụy Vô Cực gào thét, đau mặt đều đang vặn vẹo. Nói rõ cho ta. Thức thời đều thuộc về phụ Dương Thiên Hữu, ngu xuẩn đều bị lưu đày. A, à, nhanh cầm máu cho ta, cầu xin các ngươi, cầm máu cho ta. Lưu đày ở đâu? Dương Biện nghĩ đến một nơi đáng sợ. Hắc Thủy Hải Vực. Tang Thi Đảo, một trong 9 đảo đại lưu vong. Bọn họ đều còn sống không? Dương Biện gắt gao nắm chặt nắm đấm, trên mặt bò đầy gân xanh.
Ngươi cứ nói đi, trong tang thi đảo tràn ngập tang hồn mê vụ, khắp nơi đều có phệ hồn trùng, bọn hắn sẽ dần dần đánh mất ký ức, đánh mất tình cảm, cuối cùng biến thành hành thi tẩu nhục, tại lẫn nhau nuốt bên trong chết đi. Khương Phàm ở bên ngoài khẽ nhíu mày, Lưu Vong, xác không hồn. Tại sao Dương gia lại đối đãi với người thân Dương Biện như thế? Vì sao, tại sao lại xử trí bọn họ như thế? Dương Biện gầm thét, nhưng thanh âm lại xuất hiện rung động. Tang thi đảo, nơi đó là tang thi đảo, bọn họ sẽ từ từ biến thành một cái xác không hồn, ký ức biến mất, cơ thể khô héo, linh hồn hòa tan, sau khi chết. Khó mà được luân hồi. Tại sao lại phải tàn nhẫn như vậy? Ta đã làm sai điều gì? Bọn họ đã làm sai điều gì? Ta không biết. Nói. Ta không biết. Nói cho ta. Dương Biện phát cuồng, nắm lấy mặt Ngụy Vô Cực điên cuồng cào cấu, máu thịt be bét, con mắt lộ ra ngoài. A! À, Ngụy Vô Cực kêu thảm giống như ác quỷ, toàn thân run rẩy kịch liệt, lại bị chạc cây gắt gao khống chế ở nơi đó. Nói, nếu không ta ăn ngươi. Dương Biện phát cuồng đến run rẩy. Ngụy Vô Cực kêu thảm. Bởi vì cái chết của ngươi, nhất định phải là ngoài ý muốn. Ai cũng không thể nào truy cứu, càng không thể có bất cứ tin đồn gì ở bên ngoài nhấc được. Bọn họ không chịu đi đến khuôn khổ, chỉ có thể bị lưu vong. Không có bị trực tiếp xử tử, đã coi như là khai ân đặc biệt của tộc trưởng Dương gia các ngươi. Tại sao Dương Thiên Hữu muốn giết ta? Hắn ở đâu ra lá gan? Ta, nói. Dương Biện điên cuồng lung lay Ngụy Vô Cực. Ngụy Vô Cực đau đớn, hắn càng đau đớn hơn. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn khó mà chấp nhận được. Những người kia không chỉ là phụ mẫu của hắn, là thân tộc của hắn, càng là phụ thân, chính thê của hắn, là người thân của hắn. Mà, hắn chỉ ở địa ngục hơn 20 ngày, bên ngoài lại đã là hơn 4 năm. Mẫu thân và mọi người lại ở tang thi đảo đã tiếp nhận tra tấn đau đớn 4 năm. Họ, còn có hy vọng còn sống không? Phốc phốc. Cành của thiết long cổ thụ trong cơ thể Ngụy Vô Cực lan tràn ra số lượng lớn chạc cây sắc bén, đâm xuyên nội tạng, máu tươi chảy ngang. À, Ngụy Vô Cực đau đến suýt chút nữa thì ngất đi. Nói tình hình thực tế cho ta. Ngươi thật muốn biết. Đương nhiên ta muốn biết, nói cho ta. Ngụy Vô Cực đột nhiên ngẩng đầu, dữ tợn nhìn Dương Biện. Không phải Dương Thiên Hữu muốn giết ngươi, cũng không phải mẫu hệ thân tộc của hắn muốn giết ngươi. Bọn hắn đều không có lá gan lớn như vậy. Đó là ai? Là ai? Cùng với tiếng gào thét của Dương Biện, thiết long cổ thụ lại lần nữa tăng sinh chạc cây, đâm xuyên nội tạng Ngụy Vô Cực, quấn quanh hài cốt của hắn. Ngụy Vô Cực kêu thảm, giọng trở nên khàn khàn, lên tiếng hô to. Là phụ thân ngươi muốn giết ngươi, là tam đại gia hải thần đảo muốn giết ngươi. Dương Biện tức giận đến tím mặt. Nói bậy nói bạ, ta là truyền nhân mạnh nhất đương đại của hải thần đảo. Ta muốn đại biểu hải thần đảo chinh chiến bách tộc chiến trường, tại sao bọn hắn muốn giết ta? Ngụy Vô Cực đau đớn hô to. Ta chỉ biết đến như vậy, đây là trong lúc vô tình Ngụy Vô Đạo để lộ với ta. Người bọn hắn thật sự muốn bồi dưỡng, thật ra là Dương Thiên Hữu. Mà ngươi, chỉ là một vật hy sinh, cái chết của ngươi, rất nhiều năm trước đã được định ra. Đánh giám. Đây là sự thật, ngươi, đã sớm là người chết. Không thể nào. Nhanh cầm máu cho ta, nhanh cứu ta sắp chết, ta cảm thấy ta sắp chết rồi. Nhẫn không gian của ta có đan dược, nhanh cho ta. Toàn thân Ngụy Vô Cực bị máu tươi thấm ướt, đau đớn cùng suy yếu thúc đẩy ra cảm giác sợ hãi cái chết trong hắn. Giọng Khương Phàm giá lạnh quanh quẩn thanh đồng tiểu tháp. Trong nửa phút, người sẽ lâm vào hôn mê, sau đó đổ máu mà chết. Muốn sống, trong nửa phút này, những gì mà ngươi biết, hãy nói ra toàn bộ đi. Ta thật sự là cái gì cũng không biết. Dương Biện chết, rất đột nhiên, ở trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì, thật sự ai cũng nghĩ không ra. Nhưng sau khi hắn chết, tộc trưởng tam đại tộc còn có các lão tổ toàn bộ đều ra mặt, không đến trong vòng nửa ngày, toàn bộ hải thần đảo không được lên tiếng, không có bất kỳ người nào còn dám nhắc tới chuyện này, tựa như chưa từng xảy ra. Ngày thứ hai, mẫu hệ thân tộc của Dương Biện toàn bộ bị ước đàm, sau khi giết một nhóm, quỳ một nhóm, lưu đầy một nhóm. Từ đó về sau, trong hải thần đảo thật giống như chưa từng có Dương Biện. Lúc đầu chúng ta đều suy đoán, là Dương Thiên Hữu chủ mưu sát hại Dương Biện, cướp đoạt vị trí tộc trưởng. Sau đó hải thần đảo liên hợp không được lên tiếng,
cũng là bởi vì bất đắc dĩ, nếu Dương Biện đã chết, bọn hắn cũng không thể lại mất đi Dương Thiên Hữu. Cho nên, bọn hắn không muốn làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến bầu không khí các tộc, càng không muốn bên ngoài nghị luận, ảnh hưởng đến thanh danh Dương Thiên Hữu, vị tộc trưởng tương lai này. Cho đến khi năm ngoái, khi ta bồi tiếp Ngụy Vô Đạo luyện đan, trong lúc vô tình hắn đã để vài câu, ta mới biết được chuyện có ẩn tình khác. Là tộc trưởng Dương gia muốn giết Dương Biện, là các lão tổ tông Hải Thần Đảo muốn giết Dương Biện. Ngụy Vô Cực bắt đầu hoảng hốt, thanh âm càng ngày càng yếu. Dương Biện ngơ ngác đứng ở nơi đó, vô ý thức lắc đầu, trong miệng thì thào khẽ nói. Không thể nào, điều đó là không thể nào, ta không làm sai cái gì, ta. Không làm sai cái gì. Khương Phàm cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao? Cái này thật sự không hiểu nổi. Phốc phốc, Thiết Long cổ thụ rút tất cả sợi đằng ra khỏi. Ngụy Vô Cực rơi trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Khương Phàm ngồi trong phòng, lông mày càng nhăn càng chặt. Vốn cho rằng đây chỉ là một trận tàn sát giữa các huynh đệ, là một trận cạnh tranh vị trí tộc trưởng. Hắn cũng ôm lấy vài tia huyễn tưởng đối với phụ thân của Dương Biện, cho là sau đó không có xử trí Dương Thiên Hữu vấn đề là xuất phát từ gia tộc, không thể lại xử lý hắn, ngược lại phải bảo đảm giữ bí mật. Nhưng bây giờ xem ra, trong này tuyệt đối có ẩn tình khác. Có thể làm cho Dương gia, thậm chí toàn bộ cao tầng Hải Thần Đảo liên hợp lại xử tử Dương Biện, nhất định là thâm mưu đã lâu. Mà, loại, xử tử, này, không phải là thù hận. Dù sao Dương Biện có thiên phú rất mạnh, càng là khâm định người nối nghiệp Dương gia, xem như phạm sai lầm lớn đến đâu lầm, cũng chỉ là trừng phạt mà thôi, không thể nào lại khiến cho tam đại tộc liên hợp hành động được. Trừ phi Dương Biện dính đến một loại bí mật rất lớn nào đó. Vẻ mặt Khương Phàm rất nghiêm trọng, nhất định phải rời khỏi nơi này. Tuyệt đối không thể ở lâu, càng không thể lại đụng tới Lôi Tú. Dương Biện ngồi liệt bên trong thanh đồng, toàn thân giống như là bị rút sạch sức lực, vẻ mặt hốt hoảng, tự mình lẩm bẩm. Ta đã làm sai điều gì? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ta là kiêu ngạo của Dương gia, ta là truyền nhân mạnh nhất thế hệ này của Hải Thần Đảo. Ta đang nỗ lực làm đến tốt nhất, ta đã tận hết khả năng làm cho tất cả mọi người đều vì ta mà kiêu ngạo. Tại sao lại muốn giết ta? Phụ thân ta muốn giết ta, các gia gia muốn giết ta. Toàn tộc của ta đều muốn giết ta, ta đã làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ cũng là bởi vì bình thường ta kiêu ngạo sao? Tộc trưởng, không có kiêu ngạo, sao là uy tín? Đây là phụ thân dạy ta. Dương Biện ngẩng đầu, nước mắt kéo qua gương mặt. Ta đã làm sai điều gì? Vì sao ta nhất định phải chết? Khương Phàm nhìn Dương Biện ở bên trong, trong lòng đột nhiên có chút đau tiếc. Mặc dù bên ngoài đã là 4 năm lâu. Nhưng đối với Dương Biện mà nói, chỉ là hơn 20 ngày. Mà trong hơn 20 ngày này, cả đời người của hắn đều bị sụp đổ. Bị đệ đệ tàn sát, bị sinh tử ngâm lấy đi cảnh giới. Nữ tử mình yêu mến xuất giá, người thân bị lưu vong. Thật vất vả phải hiểu rõ tình huống, lại lâm vào tuyệt vọng cùng đau đớn càng sâu. Đối với thiếu chủ hoàng tộc đã từng cao cao tại thượng mà nói, phần đả kích này thật sự là quá tàn khốc chút. Khương Phàm đều thầm than ở trong lòng, ông trời, ngươi là muốn triệt để phá vỡ hắn sao? Giọng Khương Phàm truyền vào thanh đồng tiểu tháp, tiếc nuối nói. Rất xin lỗi, chúng ta phải rời khỏi. Ta không muốn 10 năm ước hẹn với ngươi nữa, nhưng ta sẽ vẫn cung cấp đan dược cho ngươi, cho đến ngươi khôi phục thực lực. Dương Biện có chút hoảng hốt, từ trong thất thần tỉnh táo lại, chỉ là ánh mắt còn có chút trống rỗng. Giúp ta làm rõ ràng, ta muốn biết nguyên nhân. Đây là cơ mật tối cao của Hải Thần Đảo, trừ phi bắt lấy Ngụy Vô Đạo, Dương Thiên Hữu, nếu không sẽ không ai nói cho ngươi nguyên nhân. Vậy thì bắt bọn họ. Ta bắt Ngụy Vô Cực, đã nhắc lên nguy hiểm rất lớn. Nếu như lại đụng đến Ngụy Vô Đạo, Hải Thần Đảo chắc chắn sẽ phong bế toàn đảo, chúng ta đều phải ở lại nơi này. Ta rất hiểu ngươi tâm tình, nhưng... Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Dương Biện mang theo nước mắt, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Thật đáng tiếc, ta thật bất lực. Ta muốn biết nguyên nhân, ta muốn biết tại sao bọn hắn muốn giết ta. Dương Biện, ta sẽ đi theo ngươi 10 năm, 20 năm, 30 năm. Hãy làm rõ ràng cho ta. Ta không cần ngươi đi theo, ta cũng không tra rõ ràng. Ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi. Giọng Khương Phàm biến mất khỏi thanh đồng tiểu tháp. Khương Phàm, làm rõ ràng cho ta.
Ta muốn biết nguyên nhân. Vì sao, ta đã làm sai điều gì? Khương Phàm, người đi ra cho ta. Dương Biện giằng co, gào thét trong thanh đồng tiểu tháp. Đau đớn, tuyệt vọng. Suy yếu, bi thương. Hắn thật đã sắp bị phá vỡ rồi. Sư phụ, thế nào? Lý Dần nhìn thấy Khương Phàm mở mắt ra, lập tức hỏi. Khương Phàm lắc đầu, nói. Là tộc trưởng Dương gia muốn giết hắn. À, vì sao? Hứa Đan không tin được, giết truyền nhân thiên phẩm. Vị tộc trưởng này đầu bị rót nước biển sao? Trong này khẳng định có dính đến một loại hành động nào đó của hải thần đảo. Vậy chúng ta, đừng lại đi tiếp xúc với Lôi Tú, cũng đừng làm bất cứ thăm dò gì nữa. Chúng ta đợi sau khi hôn lễ kết thúc khiêu chiến xong Ngụy gia, mau mau rời khỏi nơi này. Lý Dần mặc dù cảm thấy Dương Biện rất đáng thương, nhưng có thể làm cho phụ thân nhẫn tâm giết trưởng tử, lại còn là truyền nhân thiên phẩm, trong này khẳng định dính đến bí mật cực lớn. Nếu như bọn hắn mạo hiểm thăm dò, hải thần đảo tức giận tuyệt đối sẽ nuốt hết bọn hắn, nuốt đến không còn hài cốt. Hứa Đan im lặng, xác thực không nên xen vào sự vụ hoàng tộc. Hải thần đảo, so với hải dương đều sâu, chỉ là, Lôi Tú phải làm sao bây giờ? Ngày mai, nàng đã phải gả cho Dương Thiên Hữu. Trong trang viên, sau khi tất cả thị nữ đều rời khỏi, Lôi Tú nhìn sáo trúc cùng chữ bằng máu trên bàn, yên lặng ngẩn người. Chàng, còn sống không? Thế nhưng, chàng rõ ràng đã chết 4 năm rồi. Nhưng sáo trúc là vật đính ước của bọn hắn, chữ bằng máu nhắc đến tình cảnh, càng là hồi ức đẹp nhất giữa hai người bọn họ. Trừ hắn ra, không có những người khác biết. Chàng thật còn sống sao? Chàng, đang ở hải thần đảo sao? Lôi Tú tự lẩm bẩm, hốc mắt dần dần đỏ lên. Không, chàng đã chết. Đây cũng là Dương Thiên Hữu đang thăm dò thôi. Có lẽ, bây giờ Dương Thiên Hữu đang chờ phản ứng của nàng. Nhưng, nếu thật là chàng thì sao? Nếu như chàng còn sống thì sao? Lôi Tú cầm lấy sáo trúc, hai mắt dần dần mông lung. Là chàng sao? Ta rất sợ hãi. Bành! Cửa phòng đột nhiên bị đạp nát, khí lãng cùng với mảnh vỡ văng vào trong phòng. Tiểu Bằng Vương uy mãnh lao tới trong phòng như một bóng ma to lớn. Đại ca! Lôi Tú bừng tỉnh, cuống quýt đứng dậy, gắt gao nắm sáo trúc ở trong tay. Lấy ra! Tiểu Bằng Vương mang theo ánh mắt bén nhọn tiếp cận Lôi Tú. Cái gì? Lôi Tú ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt đã tái nhợt, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Cây sáo trúc kia, còn có huyết thư. Muội, muội không biết đại ca đang nói cái gì. Vân Nhi run rẩy đứng ở sau lưng Tiểu Bằng Vương. Tiểu thư, đúng, thật xin lỗi, hắn đã chết, ngài không nên lại có huyễn tưởng, cái này. Đây nhất định Dương Thiên Hữu thăm dò. Nô tỳ, là vì tốt người. Nô tỳ, thay người làm quyết định. Vân Nhi ngươi. Lôi Tú khẽ giật mình, vội vàng nhào về phía cái bàn, cầm lấy huyết thư liền muốn nhét vào trong miệng. Bành! Một đoạn lôi chiều đập vào mặt, đánh trên người Lôi Tú. Lôi Tú kêu thảm bay ra ngoài, huyết thư vừa tới trong miệng cũng bị phun ra ngoài. Tiểu Bằng Vương một phát bắt được huyết thư, quét mắt nhìn chữ bằng máu phía trên, tiếp cận Lôi Tú. Đưa sáo trúc cho ta. Lôi Tú giãy giụa đứng lên, quỳ ở trước mặt Tiểu Bằng Vương. Đại ca, đây là vật đính ước giữa muội và huynh ấy, đây là huyễn tưởng duy nhất của muội, đây là. Bành! Tiểu Bằng Vương đưa chân đá văng Lôi Tú, túm lấy sáo trúc, lạnh lùng cảnh cáo. Ta nhắc nhở qua ngươi bao nhiêu lần, bắt đầu từ đêm nay, ngươi đã không còn là ngươi. Mặc kệ là làm chuyện gì, đều phải nghĩ cho rõ ràng, ngươi là đang đại biểu ai, ngươi tới nơi này là làm cái gì. Lôi Tú quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Đại ca, muội cầu xin huynh, nếu như không phải thông gia lần này, kẻ sỉ nhục như ngươi đây sẽ chỉ ở Thánh Bằng đảo làm công cụ sinh dục. Là hải thần đảo cho ngươi cơ hội được tôn trọng, nắm lấy thật chắc cho ta, đừng không biết tốt xấu. Tiểu Bằng Vương giận dữ phất tay, cầm sáo trúc cùng huyết thư rời khỏi. Vân Nhi, đi theo ta. Đại ca, Lôi Tú rên rỉ, nhào vào trên mặt đất. Sâu trong hòn đảo của Dương gia, tân phòng của Dương Thiên Hữu. Nơi này không phải như đình viện mà những tộc nhân khác ở, mà là một cung điện xa hoa khổng lồ, còn có số lượng lớn cường giả trấn thủ. Bởi vì Dương Thiên Hữu là thiên linh văn trong đại tân sinh Dương gia, ngày mai càng được khâm định là thiếu tộc trưởng,
còn đại biểu cho Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo thông gia, cho nên hôm nay chính thức tiến vào tẩm điện, Thiếu Dương Điện, của tộc trưởng. Dương Thiên Hữu, người đây là ý gì? Tiểu Bằng Vương mang theo Vân Nhi tìm tới nơi này. Trong cung điện xa hoa nhưng không dung tục, bên trong trang nhã còn để lộ Trương Dương. Dương Thiên Hữu đang sửa sang áo bào, thản nhiên nói. Còn một giờ, trời sắp sáng rồi, Tiểu Bằng Vương có chuyện gì, không thể chờ đến sau khi hôn lễ kết thúc. Trong phòng còn có hai người khác đang ngồi, một người anh tuấn nho nhã, tôn quý càng kiêu ngạo, một người tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt. Bọn hắn chính là hai đại thiên văn khác của Hải Thần Đảo, Ngụy Vô Cực, Dương Hùng. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, bây giờ Tiểu Bằng Vương không nên tới nơi này. Lý Hùng cao lớn uy mãnh, thẳng tắp như thanh tùng. Mười ngón tay đều mang ngọc cốt trắng đen xen kẽ, mỗi một cái đều là do mai rùa to lớn dung luyện mà thành, là Thương Uyên Đảo dâng tặng lễ vật cho hắn. Tiểu Bằng Vương cao tới 5 mét, thể phách hùng tráng lộ ra khí thế kinh khủng, hắn ném sáo trúc cùng huyết thư xuống đất, cao giọng quát hỏi. Giải thích rõ ràng cho ta, đây là ý gì? Hôm nay là ngày đại hỷ, chuyện gì cũng đều không đáng đến làm to chuyện. Ngươi cứ nói đi. Dương Thiên Hữu vẫn đối mặt với ngọc kính, loay hoay y phục của mình, ngữ khí lãnh đạm, không quan tâm. Nơi này là Hải Thần Đảo, còn xin Tiểu Bằng Vương hiểu chút quy củ. Ví dụ như, bỏ đồ đến trên mặt bàn, mà không phải. Ném dưới mặt đất. Lý Hùng nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là dùng ánh mắt tiếp cận Tiểu Bằng Vương. Dương Hùng, bớt phách lối cho ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Năm đó Dương Biện đều chỉ có thể đánh ngang tay với ta, huống chi là ngươi. Tiểu Bằng Vương uy thế thịnh long, ánh mắt bén nhọn giống như hai đường lôi điện chân thực quét về phía Dương Hùng. Lý Hùng tức giận đứng dậy. Nơi Dương Biện cùng ngươi giao thủ là tại Thánh Bằng Đảo, bây giờ ngươi là đang ở Hải Thần Đảo. Khụ khụ. Ngụy Vô Đạo ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở. Tại ngày đại hỷ này, cái tên đó vẫn không cần đề cập đến. Tiểu Bằng Vương quay người rời khỏi. Nhặt đồ trên đất lên, chính các ngươi nhìn, nhìn kỹ, lại đi tìm ta. Yêu thú chính là yêu thú, thô lỗ. Lý Hùng hừ lạnh hai tiếng, nhấc lên kình khí, thổi mãnh vải lên. Hồng thạch, thác biển, vân thủy giản. Đây là ý gì? Ngụy Vô Đạo hỏi nữ nô Vân Nhi đang run rẩy ở ngoài cửa. Chỉ mấy chữ này, đáng để Tiểu Bằng Vương tức giận đến muốn gây chiến như vậy. Cái này. Không phải là các ngài đưa đi sao? Vân Nhi nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu nhìn ba vị thiên linh văn trong phòng. Ánh mắt Lý Hùng lạnh lẽo, khí thế lạnh thấu xương đè tới phía Vân Nhi. Chúng ta, ngày đại hôn, chúng ta đưa ngươi huyết thư. Vân Nhi run rẩy, quỳ trên mặt đất. Chữ bằng máu phía trên này, là, nơi định tình, giữa tiểu thư nhà nô tỳ cùng. Dương Biện, sáo trúc trên đất là tín vật đính ước của bọn họ. Bọn chúng đột nhiên được đưa đến phòng của chúng ta tưởng rằng các ngài đang thử thăm dò tiểu thư, cho nên liền. Dương Thiên Hữu rốt cuộc cũng dừng lại, nhướng mày, nhìn về hướng huyết thư đang bay xuống, còn có sáo trúc lẳng lặng nằm dưới đất. Sắc mặt Lý Hùng, Ngụy Vô Đạo, hơi đổi, cũng đều nhìn về phía Dương Thiên Hữu. Thân hình Dương Thiên Hữu to lớn, nhưng bước chân trầm ổn, khí thế hùng hậu. Hắn nhặt miếng vải lên, đưa tới trước mũi nhẹ nhàng lung lay. Ai đưa qua? Bị đặt ở trong hộp gấm đưa qua, phía trước đều là trang sức, cái cuối cùng là bọn chúng. Vân Nhi run rẩy quỳ ở nơi đó, thực sự không chịu nổi khí tức áp bách của những cường giả thiên phẩm này. Lý Hùng cùng Ngụy Vô Đạo đều nhìn Dương Thiên Hữu. Không phải ngươi đưa. Dương Thiên Hữu nhắm mắt lại, lặp lại ngửi mùi máu tươi trên vải, ngữ khí lãnh đạm, lại có uy thế không hiểu. Nói tiếp. Nói, a, à, nói. Đúng, sáo trúc hẳn là trên người Dương Biện, ba nơi được viết bên trên đều là chuyện tư mật phát sinh qua chỉ có tiểu thư cùng Dương Biện biết đến, nhiều nhất còn có nô tỳ biết, là vào ban đêm tiểu thư kéo nô tỳ ra nói thì thầm. Những người khác, hẳn là cũng không biết. Sắc mặt Vân Nhi tái nhợt, âm thanh run rẩy. Nàng bỗng nhiên sợ hãi, chẳng lẽ không phải bọn hắn đưa đi thăm dò tiểu thư sao? Nếu như không phải bọn hắn, thì là ai? Dương Thiên Hữu lẻ lưỡi. Liếm liếm vết máu bên trên, nhẹ giọng một câu. Là hắn. Hắn. Ngụy Vô Đạo cùng Lý Hùng bỗng nhiên biến sắc. Ai? Dương Biện sao? Hắn không phải đã chết 4 năm rồi sao? Lý Hùng âm trầm sắc mặt, nói.
không thể nào là hắn, hẳn là ai đó đang làm trò đùa quái đản. Ngụy Vô Đạo lắc đầu nói, ai dám cầm loại chuyện này ra làm trò đùa, lại còn là vào đêm đại hôn này. Dương Thiên Hữu cầm lấy sáo trúc, cẩn thận lật xem. Những thị nữ đưa trang sức kia đâu, gọi toàn bộ qua cho ta. Sau đó không lâu, bọn thị nữ đi đưa trang trước đó sức toàn bộ quỳ gối trong phòng, nói rõ chi tiết từ khâu chuẩn bị trang sức đến trên đường đi đưa trang sức, cùng với tình huống sau đó. Ngụy Vô Cực, Ngụy Vô Đạo kỳ quái, làm sao hắn lại tới trang viên đó, còn muốn kiểm tra hộp gấm. Đại hôn của Dương gia, hắn là người của Ngụy gia, bận tâm cái gì? Ngụy Vô Cực là đệ đệ của ngươi, ngươi mời. Dương Thiên Hữu nhìn Ngụy Vô Đạo, nhìn như hỏi thăm, nhưng kỳ thực mệnh lệnh. Ngụy Vô Đạo phân phó nói, đi gọi Ngụy Vô Cực tới cho ta. Nhưng cho đến khi hừng đông, lại đến khi bắt đầu hôn lễ, bọn hắn đều không tìm được Ngụy Vô Cực. Ngụy Vô Cực cứ đột nhiên biến mất như vậy, không có bất kỳ vết tích gì. Bọn người Dương Thiên Hữu đều cảm giác chuyện không được ổn. Nhưng bọn hắn không nói chuyện này cùng trưởng bối trong tộc, tựa như cái gì cũng đều không có phát sinh. Sau khi hừng đông, hôn lễ vẫn được cử hành như thường lệ, không có gây nên bất cứ rối loạn gì. Hòn đảo của Ngụy gia. Khương Phàm cẩn thận cảm nhận được bầu không khí trên hòn đảo, không có phát hiện vấn đề gì. Rất an tĩnh, xem ra Lôi Tú không có đem chuyện truyền sáo trúc đi. Lý Dần nói, nếu nàng không nói với người khác, nói rõ trong nội tâm nàng hẳn là còn hiểu Dương Biện, cũng kỳ vọng Dương Biện còn sống. Vậy chúng ta phải dẫn nàng rời khỏi sao? Khương Phàm lắc đầu. Các ngươi đều rõ ràng, chúng ta không mang nàng đi. Trước đó còn có hy vọng, bây giờ là tuyệt đối không thể đụng tới nàng. Hứa Đan bất mãn nói. Vậy làm sao bây giờ, nàng ở lại nơi này? Dương Biện đã đủ đáng thương, chúng ta cũng không thể làm chút gì. Khương Phàm mỉa mai nàng. Trước kia ta thật không có phát hiện cô lương thiện như vậy, thời điểm cô giết chết ta làm sao lại mạnh mẽ như vậy. Ngươi, Hứa Đan hừ một tiếng. Ta rất muốn mang nàng rời khỏi, nhưng chúng ta xác thực không thể đụng vào nàng, nếu không Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo sẽ liên hợp lùng bắt, kỹ càng điều tra tất cả mọi người, kiểm tra tất cả vũ khí không gian. Đến lúc đó, coi như bọn hắn không phát hiện được Dương Biện, Lý Hoàng cũng có khả năng chủ động làm bại lộ thân phận của chúng ta. Lúc đó, chúng ta đều phải chết. Khương Phàm rất đồng cảm với Dương Biện, nhưng còn không đến mức mất lý trí. Toàn bộ Hải Thần Đảo tựa như là hải triều mãnh liệt, lúc nào cũng có thể nhấc lên sóng to gió lớn, nuốt hết bọn hắn. Vậy chúng ta cứ chờ nhìn Lôi Tú bị Dương Thiên Hữu chà đạp. Hứa Đan rất uất ức, có thể là do mình đã trở thành nữ tử, loại chuyện thực tế như thế này có chút không tiếp thụ được. Dương Thiên Hữu sẽ không đụng Lôi Tú. Cái này cũng không cần lo lắng. Ngươi cả cái này cũng biết rồi. Hứa Đan tiếp tục khinh khỉnh hắn. Lôi Tú là yêu thú. Dương Thiên Hữu là con người. Trừ phi là như Dương Biện chủ động để cho mình tiếp nhận hôn nhân, mới xem nàng như nữ tử, không nhìn chủng tộc khác. Ngươi cho rằng Dương Thiên Hữu sẽ đụng vào nàng sao? Huống chi còn là do hắn tự tay hại chết ca ca của hắn. Hắn là thiên phẩm linh văn, bất kỳ thiên phẩm gì cũng đều có cao ngạo của mình. Hắn coi như lại tà ác, đều khó có khả năng ác tâm như vậy. Khương Phàm nghiêm túc đánh trả Hứa Đan. Liền xem như ngươi hiểu thấu. Hứa Đan bĩu môi, không còn nói thêm gì nữa. Tuy nhiên trong lòng cũng thoáng an tâm chút, chỉ cần không bị chà đạp, còn tính là có thể tiếp nhận. Khương Phàm nói với Thiết Long cổ thụ. Thừa dịp Lôi Bằng nơi đó đều rời khỏi, ngươi lại ẩn núp đến trong trang viên, đưa cho Lôi Tú chút đồ. Chúng ta mặc dù không thể nào mang nàng đi, nhưng chúng ta có thể cho nàng chút kỳ vọng, để nàng chậm rãi trở lấy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở lại cứu nàng. Trong thanh đồng tiểu tháp, Dương Biện sắc mặt tái nhợt, bộ dáng tiểu tụy, nhưng miễn cưỡng xem như tỉnh táo chút. Khương Phàm nói, vô cùng tiếc nuối, ta không thể nào mang Lôi Tú đi, càng không thể dẫn ngươi đi nhìn nàng. Nhưng ta có thể giúp ngươi để lại cho nàng câu nói, để nàng biết ngươi còn sống. Đồ của ta đưa qua, nàng không có cái gì phản ứng sao? Dương Biện ngẩng đầu, nhãn thần trống rỗng, thanh âm khàn khàn. Không có phản ứng không phải là phản ứng tốt nhất sao? Dương Biện lắc đầu đắng chát, thì thào khẽ nói. Ta đã từng nghĩ là ta không gì không làm được, ta sẽ là chủ nhân hoàng tộc cao ngạo, bao trùm phía trên dân chúng, nhưng bây giờ.
ta ngay cả chính nữ tử của ta, đều không gặp mặt được. Khương Phàm than nhẹ, ta hiểu ngươi, ngươi không hiểu, ta hiểu, ta đã từng có được hết thảy, kết quả là, vẫn lại phải bắt đầu lại từ đầu. Ý thức Dương Biện rất hoảng hốt, không có lĩnh hội ý tứ của Khương Phàm, hắn lắc đầu, mệt mỏi đứng lên. Lại đưa giúp ta câu nói, để cho ta liếc nhìn nàng từ xa một chút là được. Khương Phàm muốn cự tuyệt, nhưng bây giờ không đành lòng. Ta sẽ an bài đồ đệ của ta đi qua tìm kiếm tình huống, nếu như thật sự là cho phép, ta có thể cân nhắc mang ngươi tới. Nhưng nếu có nguy hiểm, ngươi cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Dương Biện kéo xuống miếng vải, dùng máu tươi viết xuống bốn chữ, chờ ta trở lại. Nhất định đưa đến. Khương Phàm lấy huyết thư từ trong thanh đồng tiểu tháp đi. Còn có một chuyện. Dương Biện, chúng ta không thể nào lại đụng bọn người Ngụy Vô Đạo. Mang ta đi Lưu Vong Đảo. Dương Biện, mang ta đi đi, cầu xin ngươi. Lần này nếu ta như đi, sau này trở lại chính là 3 năm, đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ ngay cả đốt xương cũng không tìm được nữa. Nữ tử của ta, ta không thể chạm vào, không gặp được, mang không đi. Thân tộc của ta, ta cũng không thể nào lại trơ mắt mất đi bọn hắn. Dương Biện đứng lên, ánh mắt yên tĩnh lại mang theo vài phần hoảng hốt, hắn khẽ nói một tiếng, sau đó quỳ xuống. Cứu mẫu thân ta, cứu thân tộc ta, mệnh Dương Biện ta. Cho ngươi. Trong hòn đảo Dương gia, hôn lễ náo nhiệt đang được tiến hành. Thời khắc vinh quang vốn nên thuộc về Dương Biện, giờ phút này lại hoàn toàn rơi xuống trên người Dương Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu dưới sự chúc phúc của các tộc nhân cùng chứng kiến của các tân khách, cưới nữ nhi tộc trưởng Thánh Bằng Đảo, Lôi Tú. Tộc trưởng Dương gia, Dương Thiên Khuyết càng cao điệu tuyên bố, Dương Thiên Hữu sẽ thành gia chủ hạ nhiệm của Dương gia, dẫn dắt Dương gia thậm chí Hải Thần Đảo, trở lại đỉnh phong hoàng tộc. Bên ngoài trang viên của Lôi Tú lại bị đề phòng nghiêm ngặt. Thân vệ của Dương Thiên Hữu và Lý Hùng bí mật tiềm phục tại sâu trong trang viên. 3 con lôi bằng khổng lồ xoay quanh vạn mét trên bầu trời. Dương Thiên Hữu không làm kinh động bất cứ kẻ nào, chính là hy vọng kẻ cầm đầu lần nữa xuất hiện. Trong cánh rừng ngoài trang viên, Thiết Long Cổ Thụ đang lặng lẽ ẩn núp đến nơi này. Vì lý do an toàn, Khương Phàm lại an bài Lý Dần tới. Bởi vì muốn chui vào trang viên, Lý Dần cùng Thiết Long Cổ Thụ đều đã vô cùng cẩn thận. Thiết Long Cổ Thụ toàn thân khuếch tán ra lay động kỳ diệu, như là năng lượng. Đụng vào dễ già rậm rạp bên trong địa tầng, dần dần theo chân chúng nó sinh ra liên hệ vi diệu, sau đó thông qua bọn chúng cảm giác thế giới bên ngoài. Đây là nó năng lực đặc thù, khống chế rừng rậm. Thực lực càng mạnh, vòng tuổi càng nhiều, phạm vi điều khiển của nó sẽ càng lớn. Tại niên đại xa xưa, mỗi Thiết Long Cổ Thụ đều là lãnh tụ tự nhiên được rừng rậm mênh mông dựng dục ra tới. Bọn chúng có được chiến kỹ siêu cường, bất diệt chiến khu. Càng có được quyền trưởng khống tuyệt đối với rừng rậm mênh mông. Mặc dù cái cây này của Khương Phàm còn rất nhỏ tuổi, nhưng vẫn có thể tùy tiện khống chế mấy trăm mét đến mấy ngàn mét rừng cây. Khi gợn sóng xẹt qua, sợi rễ dưới mặt đất đều sinh ra liên hệ cùng nó, truyền lại hình ảnh ở bên ngoài. Thế nào? Lý Dần tiềm phục ở dưới mặt đất, nắm chặt tờ giấy trong tay. Mặc dù phía trên chỉ là thật mấy chữ đơn giản, nhưng lại làm cho trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Người đã từng yêu đang bị gã đi, nhưng người ôm nàng lại không phải mình. Hắn rõ ràng ở ngay chỗ này, lại ngay cả cơ hội nhìn một chút đều không có, cho dù là trực tiếp nói cho nàng, hắn còn sống. Nhân gan bi tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chờ tương lai trở lại lục địa, hắn cùng Hứa Đan sẽ đi theo con đường nào? Bọn hắn thật sẽ có tương lai sao? Đúng vào lúc này, Thiết Long Cổ Thụ đột nhiên giật mình, ôm chặt Lý Dần, nhanh chóng rời khỏi. Thế nào? Lý Dần khẩn trương. Thiết Long Cổ Thụ mang theo Lý Dần phóng ra mấy chục dặm ở dưới đất, mới thoáng thả chậm tốc độ, sau đó lại đi thẳng đến khi hòn đảo của Ngụy gia. Có đề phòng. Khương Phàm lĩnh hội ý tứ của Thiết Long Cổ Thụ, sắc mặt lập tức nghiêm trọng lên. Hứa Đan khẩn trương nói. Chẳng lẽ Lôi Tú đã thông báo tin tức cho đám lôi bằng? Nàng là không nhận ra những vật kia, hay là nàng nhận ra? Khương Phàm lắc đầu nói. Không phải Lôi Tú bị phát hiện, chính là Lôi Tú chủ động giao ra. Vì sao, không phải Dương Biện nói hai người rất ân ái sao? Hứa Đan tranh thủ thời gian chạy đến cửa sổ nhìn quanh, nếu đã bắt đầu đề phòng, vì sao nơi này lại không có động tĩnh?
Chẳng lẽ là cố ý giả bộ như không có xảy ra cái gì, sau đó dẫn xà xuất động. Nguy hiểm thật, may mắn không có mù quáng đi qua đưa tin tức. Bọn người của hải thần đảo này thật là đáng sợ, loại chuyện này vậy mà cũng có thể nhịn được, sau đó âm thầm ẩn núp. Khương Phàm lắc đầu, trầm ngâm nói. Tình cảm giữa Dương Biện cùng Lôi Tú từ ban đầu cũng không phải là xây dựng trên cơ sở thưởng thức lẫn nhau. Dương Biện đầu tiên là muốn thay đổi liên quan hôn nhân, sau đó lại là thương hại, che chở, cuối cùng sinh ra tình cảm. Lôi Tú thì là dựa vào, sùng bái, đội ơn, sau đó mới sinh ra tình cảm. Đối với Dương Biện mà nói, hắn chỉ là đã chết rồi sống lại, ngắn ngủi hơn 10 ngày mà thôi, chút tình cảm này không có tách ra qua. Nhưng đối với Lôi Tú mà nói, chút tình cảm này đã gãy mất 4 năm. Mà, Lôi Tú trời sinh tính nhát gan, năm đó thật vất vả mới được quý giá, lại đột nhiên bị ném bỏ, bây giờ lại bị kéo đẩy lên phía trước, nàng cũng không dám lại mạo hiểm, sợ lần nữa bị ném bỏ, cho nên rất có thể nàng sẽ không tin tưởng Dương Biện thật còn sống. Hứa Đan bĩu môi. Từ khi nào mà ngươi thành đại sư tình cảm rồi? Khương Phàm lắc đầu. Cái này gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, kẻ trong cuộc u mê. Lý Dần, quản tốt nương môn nhi của ngươi. Lý Dần cười khổ lắc đầu. Hứa Đan, tôn trọng sư phụ. Hừ, người sư phụ này của ngươi đi, quỷ tinh, tặc tinh, không phải thứ tốt. Hôm nay đột nhiên nghĩ thông suốt. Ban đầu hắn ở địa ngục để cho ngươi cùng ta ký kết khế ước linh hồn liền đã đoán được chúng ta sẽ tiến tới với nhau. Trước khi rời khỏi, lại còn làm bộ kích thích ta, quả thực là tên hỗn đản. Khương Phàm thản nhiên nói. Ta đoán được các ngươi sẽ cùng một chỗ, nhưng ta không có đoán được Lý Dần lại vô năng như vậy. Lý Dần khẽ giật mình, làm sao còn vô năng? Ta có thể, ta rất có tài đấy, mỗi lần đều rất dễ chịu, rất hòa hài. Người phàm là để nàng bụng trống phồng lên, liên quan giữa chúng ta bây giờ cũng sẽ không xấu hổ như thế. Một câu của Khương Phàm để Lý Dần và Hứa Đan lập tức đỏ cả mặt. Khương Phàm lắc đầu. Tại thời điểm an bài Lý Dần ký khế ước cùng Hứa Đan liền biết hai người sẽ ở cùng một chỗ, địa ngục nguy hiểm, âm trầm đáng sợ, cô nam quả nữ mỗi ngày trình diễn sinh tử, nghĩ cách cứu viện, không nháo ra tình cảm mới là lạ. Nhưng đây cũng chính là mong đợi của Khương Phàm. Bởi vì tình cảm so với khế ước càng kiên cố hơn. Chỉ có sinh ra tình cảm chân chính, lại phát sinh liên quan, hắn mới không cần lo lắng Hứa Đan hãm hại Lý Dần, cũng không cần lo lắng nàng đánh lén hắn. Về phần tương lai xử lý Hứa Đan như thế nào, Khương Phàm mong mỏi Lý Dần làm lớn bụng Hứa Đan. Có hài tử, mối quan hệ giữa hai người bọn họ liền triệt để kiên cố, rất nhiều chuyện tương lai cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc kệ cuối cùng Khương Phàm cùng Chí Tôn Kim Thành náo thành cái dạng gì, chí ít hài tử có thể buộc Hứa Đan ở bên cạnh Lý Dần. Kết quả, vậy mà bụng không có lên nổi. Hứa Đan tức giận. Khương Phàm, đó có phải là lời mà trưởng bối hay không? Ngươi là tên vô sỉ hỗn đản. Ai, không thành tài. Ngươi không chịu thua kém. Ngươi thật không chịu thua kém. Làm lớn bụng Ngô Khuynh Thành, còn sinh hai hài tử, ngươi thật không chịu thua kém. Ngô Khuynh Thành sống rất tốt. Có ý gì? Ta không có biến thái như vậy. Khương Phàm chuyển ý thức vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, nhưng chưa hề nói tình hình thực tế. Dương Biện, đồ đã đưa đến, nàng sẽ chờ ngươi trở về. Nhưng nơi đó có lôi bằng trấn thủ, ta chỉ sợ không thể nào dẫn ngươi đi gặp nàng. Dương Biện cô độc ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt hốt hoảng. Hôm nay, là hôn lễ. Nàng đã mặc hỷ phục. Nhưng người ôm nàng lại không phải là hắn. Dương Biện đau đớn, nhưng lại vô lực. Giờ khắc này, hắn thậm chí đã hối hận khi từ địa ngục trở về, cũng hối hận khi vận dụng sinh tử ngâm. Nếu như mình thật đã chết rồi, cũng sẽ xong hết mọi chuyện, không cần phải trải qua những đau đớn này, không cần phải tiếp nhận loại dày vò này. Chẳng lẽ, đây chính là cái giá khi trở về từ cõi chết sao? Thân thể chết một lần, linh hồn cũng muốn chết một lần. Khương Phàm nhìn Dương Biện ở bên trong sắp sụp đổ, trong lòng than nhẹ, nói. Ta đồng ý ngươi, chúng ta đi tang thi đảo, tìm kiếm thân tộc ngươi, nếu như còn sống, chúng ta mang đi, nếu như chết rồi, ta giúp ngươi tìm toàn thi cốt. Ta cũng đồng ý ngươi, tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, gặp được nguy hiểm lại lớn gì, ta đều sẽ thay ngươi mang Lôi Tú đi ra ngoài. Dương Biện nằm ở nơi đó, hoảng hốt lại cô đơn, thân thể hùng tráng chậm rãi rút lại. Trong hốc mắt trống rỗng yên lặng rơi nước mắt.
Hôn lễ háo nhiệt bận rộn đến xế chiều, nhưng trong trang viên Lôi Tú từ đầu đến cuối đều không có đợi được người xa lạ nào tới gần. Không có người đi qua. Dương Thiên Hữu lợi dụng thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi, tiếp kiến thị vệ của hắn. Nơi đó rất an tĩnh. Ngụy Vô Cực đâu? Người của chúng ta đang bí mật tìm kiếm, nhưng... Thị vệ lắc đầu, thật đáng tiếc cũng rất khó hiểu, nơi này chính là Hải Thần Đảo, người của chính bọn hắn vậy mà lại biến mất ở ngay trong nhà mình. Ngụy Vô Đạo ngồi ở bên cạnh, sắc mặt âm trầm. Chẳng lẽ là Dương Biện khống chế Ngụy Vô Cực? Lý Hùng bất mãn nói. Không thể nào là Dương Biện được, hắn đã chết, chúng ta đã tận mắt thấy. Vậy vết máu kia thì sao? Tín vật đính ước kia thì sao? Ngụy Vô Cực lại vì sao mà mất tích? Ngụy Vô Đạo cũng không tin Dương Biện còn sống, nhưng chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng. Ta hoài nghi là Ngụy Vô Cực cố ý tại đe dọa Lôi Tú. Hắn không có lý do gì. Vậy ngươi giải thích, tại sao tối hôm qua hắn lại xuất hiện ở ngoài trang viên? Ta không nghĩ ra, nhưng hẳn là Ngụy Vô Cực lúc ấy bị khống chế. Bị ai? Vấn đề là đang ở chỗ này, sẽ là ai? Ai có lá gan lớn như vậy, ai lại có lý do như vậy? Dương Thiên Hữu trầm ngâm một lát, nói. Trong tân khách tới có ai khác thường không? Tân khách tất cả đều là bằng hữu được mời mà đến. Đúng, Thiên Mộng Đảo không mời mà tới, cái này có chút khả nghi. Nhưng Thiên Mộng Đảo là thế lực trung lập, không có liên quan đặc biệt với chúng ta, hẳn chỉ là đến quan sát trận thông gia này. Bọn hắn không có lý do gì đụng tới Ngụy Vô Cực, lại không dám làm như vậy. Ngoại trừ bọn hắn, chính là cái tên Khương Phàm kia. Dương Thiên Hữu nói, Khương Phàm là ai? Luyện đan sư thiên phẩm linh văn, trong vòng một ngày liên tục thành hình hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm, Đại La Xích Dương đan cùng Thiên Nhân đan. Hắn tự xưng là đồ đệ của luyện đan sư ẩn thế nào đó, khổ tu nhiều năm, rốt cuộc cũng xuất sư. Tuyên bố muốn khiêu chiến 800.000 luyện đan sư của thần dụ chi hải. Trận đầu liền tuyển định tại Ngụy gia chúng ta. Thiên phẩm luyện đan sư. Dương Thiên Hữu có chút ngoài ý muốn, ngoại trừ hoàng tộc gia, thần dụ chi hải lại còn có một thiên phẩm linh văn. Ngụy Vô Đạo lại lắc đầu. Trước khi hắn vào Hải Thần Đảo là đờ nác luyện đan, sau khi tiến vào Hải Thần Đảo cũng là đang luyện đan. Hắn mang tới hai thị vệ, cũng đều làm bạn toàn bộ hành trình. Bọn hắn hẳn là không liên quan cùng chuyện này. Lúc này, bên ngoài có thị vệ đến thúc giục. Tân lang tân nương nên đi bái kiến lão tổ tông. Tiếp tục tra. Dương Thiên Hữu để lại một câu nói, sau đó mang theo Lôi Tú run nhẹ nhẹ ở bên cạnh, rời khỏi phòng. Ngụy Vô Đạo trầm ngâm một lát, nói. Là thời điểm thông báo các thúc bá. Khi tin tức Ngụy Vô Cực mất tích, và máu của Dương Biện đi theo tế vật xuất hiện ở gian phòng Lôi Tú. Đưa đến trong tay các tộc lão Dương gia, Ngụy gia, cùng Lý gia, rốt cuộc Hải Thần Đảo cũng bắt đầu cẩn thận bí ẩn điều tra. Từ giám sát tân khách các phương, đến điều tra những con thuyền ở bên ngoài, từ dò xét vết tích của Ngụy Vô Cực, đến kiểm tra vết máu trên vải, biện pháp có thể sử dụng bọn hắn đều dùng. Cho đến khi yến tiệc buổi tối kết thúc, tân khách các phương tản ra, vẫn không có bất cứ phát hiện gì. Miếng vải này là từ y phục Dương Biện mặc trước khi chết. Vết máu đúng là máu của Dương Biện, lại còn rất mới. Sơ bộ hoài nghi, Dương Biện còn sống. Tộc trưởng Dương gia, Dương Thiên Khuyết phán đoán để sắc mặt trong phòng tộc lão các tộc chợt thay đổi. Hắn còn sống. Cái này sao có thể? Lúc ấy bọn hắn đã tận mắt nhìn hắn chết, mà nguyên hỏa sinh mệnh có liên hệ với Dương Biện cũng xác thực đã dập tắt. Dương Biện chết rồi, xác nhận không thể nghi ngờ. Dương Thiên Khuyết cầm miếng vải. Trong đôi mắt thâm thúy lóe ra ý lạnh. Nhưng, cũng không bài trừ là có người cố ý hành động. Máu tươi thì giải thích thế nào? Dương Thiên Hữu chau mày. Dương Thiên Khuyết nói. Có thể là máu ngay lúc đó, bị ai đó đặc biệt giữ lại. Có khả năng. Tộc lão các tộc đều tiếp nhận suy đoán này. Dù sao xác thực Dương Biển cũng đã chết rồi, người chết không thể nào sống lại. Huống chi với tính cách Dương Biển, nếu quả như hắn thật ở chỗ này, khẳng định sẽ đại náo hôn lễ, tuyệt đối không thể nào để Lôi Tú gả cho Dương Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu vẫn còn có chút cảnh giác. Chuyện Sáo Trúc giải thích thế nào? Dương Thiên Khuyết liên tục suy nghĩ, nói. Hẳn là mấy tên thân tộc Dương Biện trước khi lựa chọn đầu nhập kia, bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ sự kiện bên trong kia đi ra tới. Lần này hôn lễ lại kích thích bọn hắn,
cho nên làm ra chuyện ngây thơ hoang đường như thế này. Đảo của Ngụy gia. Sau khi tiệc tối kết thúc, Lăng Vi đi đến đỉnh viện Khương Phàm. Khương Phàm tông sư, quấy dày. Lăng Vi đi tới, khẽ vuốt cằm. Dáng người yểu điệu, khí chất ưu nhã, chỉ là đứng ở nơi đó, gian phòng thật giống như đã tươi đẹp hơn. Mùi thơm thản nhiên, lượn lờ tung bay, thấm vào ruột gan. Lý Dần cũng nhịn không được mà nhìn nhiều vài lần, trên dưới dò xét. Chỉ là không đợi tán thưởng, chỗ eo đột nhiên có nhiều thêm một bàn tay, bỗng nhiên vặn một cái, hắn đau đến toàn thân đều siết chặt. Hứa Đan Yên Nhiên cười khẽ. Xem được không? Lý Dần chịu đựng đau nhức kịch liệt, nhè răng nhếch miệng. Đẹp mắt, đẹp mắt. Hứa Đan lại là vặn một cái. Muội đẹp mắt, người nào đẹp mắt, người nào cũng đẹp. Hứa Đan hừ một tiếng, lại vặn hai cái nữa, lúc này mới tha cho hắn. Lăng Vi cô nương, hôn lễ như thế nào? Khương Phàm ra hiệu hai người bọn họ đi ra ngoài trước. Lý Dần và Hứa Đan đi đến chỗ thị vệ Lăng Vi, mang theo bọn hắn cùng rời khỏi. Náo nhiệt, cũng long trọng, Dương Thiên Hữu còn được chính thức xác định là tộc trưởng hạ nhiệm, gia chủ Dương gia, Dương Thiên Khuyết càng không e dè nói thẳng muốn trở lại hoàng đạo. Lăng Vi lắc đầu. Mặc dù không khí hiện trường khá sốt ruột, quần tình xúc động, tất cả đều là thanh âm chúc mừng, nhưng trong không khí lại là tràn ngập khói lửa chiến tranh. Cái này cũng mang ý nghĩa sau khi hôn lễ kết thúc, Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo chính thức chuẩn bị chiến tranh đến Thiên Khải. Ngắn thì 10 năm, lâu là 20 năm, chiến tranh chắc chắn sẽ bộc phát. Nếu như thắng, Hải Thần Đảo trở lại thân phận Hoàng Đạo Thiên Khải, nếu như thua, Hải Thần Đảo sẽ nhận trọng thương. Bất luận là kết quả nào đều sinh ra ảnh hưởng to lớn đối với vô số thế lực trên mấy chục vạn dặm hải vực tại thần vực chi hải. Lôi Tú, còn tốt chứ? Khương Phàm hỏi một câu. Lăng Vi lắc đầu. Không có người để ý đến Lôi Tú, tiêu điểm toàn trường đều là ở Dương Thiên Hữu. Mà, Dương Thiên Hữu từ đầu đến cuối, ngay cả tay của nàng cũng đều không có chạm qua. Khương Phàm mời Lăng Vi ngồi xuống. Lăng Vi cô nương vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, vì sao các ngươi lại tới đây? Tham gia hôn lễ, chứng kiến thông gia ở giữa Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo. Lăng Vi ngồi xuống, hai mắt thâm thúy lại sáng tỏ, nhưng thật giống như bị một tầng hơi nước che đi, hiện ra gợn sóng thản nhiên để khí chất cả người nàng nhiều hơn mấy phần linh hoạt kỳ ảo, nhiều hơn mấy phần thần bí. Ha ha, ta nghĩ Lăng Vi cô nương đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới tới. Nếu như cô nương chỉ là tới tham gia hôn lễ, ta cũng chỉ tới khiêu chiến Ngụy gia, giữa chúng ta chỉ sợ là không có đề tài gì để nói với nhau. Khương Phàm tông sư giống như đã nhớ lầm, không phải ta muốn tới, là ngươi mời ta tới. Ta xác thực có chuẩn bị lễ vật cho Lăng Vi cô nương, nhưng ngươi thật giống như không quá hứng thú. Khương Phàm thử thăm dò Lăng Vi, cũng đang kích thích Lăng Vi cho thấy thái độ. Ngươi không lấy ra nhìn, làm sao biết ta không có hứng thú? Lễ vật, ta đã chuẩn bị tốt, nhưng có qua có lại, Lăng Vi cô nương có lễ gặp mặt không? Lăng Vi nhìn chằm chằm Khương Phàm, hàm xúc uyển chuyển mà nói. Ta mặc ở ngoài bộ đồ mới là vì hôn lễ mà tới. Mặc tang phục bên trong, cũng là vì hôn lễ mà tới. Khương Phàm cười nhạt một tiếng. Lăng Vi cô nương có thể mặc tang phục đích thân tới Hải Thần Đảo, Khương Phàm ta rất bội phục. Lễ vật của ngươi đâu? Lăng Vi tới đây gặp Khương Phàm, thật ra là có chút mong đợi, nhưng đến tột cùng là đang chờ mong cái gì, ngay cả chính nàng cũng không biết. Lễ vật của ta chính là, cô nương, có thể thu tang phục lại. Vì sao? Mặc tang phục có vẻ hơi còn sớm một chút, hãy đợi mấy trăm năm nữa đi. Lăng Vi càng hiếu kỳ, nhưng vẫn tỉnh táo ứng phó. Người chết liền nên tế điện, vì sao phải kéo dài trăm năm? Thần dụ chi hải chúng ta giống như không có tập tục như thế này. Khương Phàm nói. Không phải tập tục, là còn chưa tới thời điểm để cô nương mặc tang phục. Thiên phẩm, nếu như thuận lợi, bước lên thánh nhân, hẳn là có thể sống 500 năm. Ánh mắt Lăng Vi có chút sáng tỏ, nhịn không được lại phải nhìn trộm Khương Phàm. Mắt phải Khương Phàm đột nhiên bắn ra cường quan chói mắt, xuyên thấu qua mặt nạ, bạo kích đôi mắt của Lăng Vi. A. Lăng Vi nghẹn ngào gào lên, đầu ông âm thanh, giống như bị một loại uy thế kinh khủng nào đó đảo loạn ý thức. Bành! Hai thị vệ nam nữ trung niên phía ngoài lập tức đạp cửa đi vào. Tiểu thư, ngài làm sao?
Hứa Đan và Lý Dần theo sát lấy xông tới, làm cái gì? Sao động như thế sao? Không có việc gì, ta không sao. Hơi thở của Lăng Vi thoáng lộn xộn, toàn thân lại ngăn không được mà nhẹ nhàng run rẩy. Ta tôn trọng Lăng Vi cô nương, cũng hy vọng Lăng Vi cô nương có thể tôn trọng ta. Mắt phải Khương Phàm dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ý thức của Lăng Vi truyền ra trận trận nhói nhói, ra hiệu hai vị thị vệ rời khỏi. Thế nhưng, hai vị thị vệ lo lắng. Ta không sao, ra ngoài. Hai vị thị vệ do dự một chút, sau đó lại cùng Lý Dần và Hứa Đan rời khỏi, một lần nữa đóng cửa phòng lại. Nhưng bốn người đều nhấc lên tinh thần, cảnh giác nhau, cũng lắng tai nghe động tĩnh trong phòng. Lăng Vi càng ngày càng hiếu kỳ về thân phận Khương Phàm. Chúng ta không cần phải đi vòng vèo. Ta mặc tang phục là mặc vì hắn, hắn đã từng đứng rất cao, sau khi chết cũng không thể thê thảm như thế, ngay cả một người tế bái cũng đều không có. Hắn, không cần để người khác mặc tang phục cho hắn. Hắn, cũng không tới cần người khác tới tế bái. Hắn đã chết. Cô nương thấy được. Khương Phàm hỏi lại một câu, để khuôn mặt Lăng Vi có chút động, hai tay trong tay áo đang dùng sức nắm chặt. Khương Phàm tông sư, người đang nói cái gì? Lần đầu gặp mặt, nên có qua có lại. Ta chuẩn bị lễ vật, không biết Lăng Vi cô nương, chuẩn bị gì? Người đưa ta một cái, ta đưa ngươi một cái. Bắt đầu chứ? Hắc hồn hải câu, bị nhốt ba ngày, hắn, mạo phạm qua ngươi. Hai mắt Lăng Vi trong nháy mắt mông lung, cái này vốn là hồi ức xấu hổ mà nàng không chịu nổi nhất, càng là bí mật thâm tàng của nàng, lại tại giờ phút này thực sự đã xúc động nội tâm. Ta không hận hắn. Vì sao không tiếp tục liên hệ? Ta là người của Thiên Mộng Đảo, hắn là người của Hải Thần Đảo, chúng ta là không thể nào. Nếu như không có hạn chế thân phận thì sao? Ta không biết. Nếu như tình huống không liên lụy tới Thiên Mộng Đảo, người có thể làm chút chuyện cho hắn hay không? Cái này phải xem hắn ở đâu. Khương Phàm trầm mặc một lát. Có người, từ địa ngục, trở về. Đầu Lăng Vi lại ông ông. Đã làm tốt các loại chuẩn bị, cũng đã có chờ mong, nhưng khi thật sự nghe được, giờ khắc này, nàng vẫn quá hoảng hốt. Trở về rồi. Nói cách khác, hắn đã sống lại. Khương Phàm nói. Ta đến là để điều tra chuyện nào đó, nhưng chuyện có chút vượt quá dự liệu của ta, ta cần Lăng Vi cô nương có thể mang bọn ta rời khỏi. Danh nghĩa chính là người đại biểu Thiên Mộng Đảo, mời ta đi qua làm khách, thậm chí cố ý mời ta, vĩnh viễn ở lại Thiên Mộng Đảo. Thiên Mộng Đảo ẩn thế, từ trước tới giờ không nhúng tay chuyện khác. Cứ như vậy, nếu như sau khi Khương Phàm rời khỏi không còn khiêu chiến bốn chỗ, cũng có thể nói còn nghe được. Hải Thần Đảo cũng không hoài nghi đến trên người hắn được. Chứng minh cho ta xem. Hô hấp Lăng Vi dần dần lộn xộn, vẫn không dám tin tưởng. Dương Biện chết, không thể nào là ngoài ý muốn, nếu như không phải ngoài ý muốn liền khẳng định sẽ bị xử lý sạch sẽ, làm sao Dương Biện có thể còn sống. Hải Thần Đảo đã bị kinh động, đang bí mật điều tra. Nếu như ta phóng xuất hắn, sau một khắc tòa đình viện này sẽ liền bị bao vây. Vậy làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? Ta có thể mang cô đi gặp hắn. Hắn ở đâu? Khương Phàm đụng đụng thanh đồng tiểu tháp ở trước ngực. Cô dám vào đi không? Có gì không dám? Lăng Vi không có chút gì do dự. Nàng là nữ nhi của đảo chủ Thiên Mộng Đảo, không người nào dám tổn thương nàng. Huống chi lại còn đang ở Hải Thần Đảo, ở dưới tình huống này. Buông lỏng cảnh giác, ta mang cô nương đi đến. Khương Phàm khống chế thanh đồng tiểu tháp dâng lên mê vụ nồng đậm, vây quanh qua Lăng Vi. Lăng Vi vô ý thức muốn chống cự, nhưng vẫn nhịn được. Mê vụ cuồn cuộn, cửa sắt hiển hiện, một sợi xiềng xích cuốn lấy thân thể của nàng, kéo vào tầng thứ hai, lại chuyển đến tầng đầu tiên. Dương Biện đang nằm ở nơi đó, hồn bay phách lạc. Đau đớn, thống khổ. Dương Biện. Một thanh âm nhẹ nhàng lại mang theo rung động quanh quẩn trong thanh đồng tiểu tháp. Lăng Vi dùng sức che môi đỏ, khó có thể tin được mà nhìn thân ảnh tiểu tụy trong đại điện trống trải kia. Nơi này là mộng cảnh sao? Không phải. Là mộng hồn sư, nàng có thể phân biệt được cái gì là mộng cảnh cái gì là hiện thực. Lăng Vi. Đôi mắt trống rỗng của Dương Biện hơi rung nhẹ, nhìn nữ tử xinh đẹp phía xa tựa như ảo mộng. Thật là ngươi sao? Lăng Vi đi đến trước mặt Dương Biện, nhìn nam tử đã từng uy mãnh kiêu ngạo, bây giờ lại suy yếu tiểu tụy, nàng thật sự vẫn không thể tin được. Tại sao ngươi lại tới Hải Thần Đảo?
Dương Biện hoảng hốt, trong ánh mắt hiện lên phức tạp. Trước khi hắn đính hôn đã cùng Lăng Vi gặp nhau, vừa gặp đã cảm mến, lại hoang đường kết thúc. Hắn biết rõ hai bên không khả năng sẽ có tương lai, thái độ sau đó của nàng cũng đã nói rõ ràng cho hắn. Hắn đã dần dần quên đi nàng. Không nghĩ tới, vậy mà nàng lại tới Hải Thần Đảo, lại còn là vào ngày đại hôn hôm nay. Những năm này, người đã trải qua những gì? Lăng Vi trần trờ giơ tay lên, đụng vào mặt Dương Biện. Dương Biện mệt mỏi co người lên, nhưng vẫn bị nàng ôm lấy gương mặt. Hai mắt Lăng Vi nổi lên gợn sóng, nhìn chăm chú Dương Biện, hai ngón tay ngọc giơ lên hồn tia yếu ớt, thấm vào thân thể Dương Biện. Ý thức Dương Biện dần dần hoảng hốt, ý thức suy yếu lại yếu ớt căn bản không chống đỡ được lực lượng cường đại của Lăng Vi. Gợn sóng khuếch tán trên đáy mắt Lăng Vi, bện lấy mộng cảnh cho Dương Biện, dẫn hắn đi vào mê man chiều sâu. Dần dần, từng màn bi tình đau đớn tái hiện ở trong mộng cảnh của hắn, cũng truyền vào ý thức Lăng Vi. Bao gồm cả ngày giết chóc khiến hắn chết thảm đó, cũng bao gồm cả khi hắn chật vật rơi xuống địa ngục. Bao gồm cả tình cảnh gặp nhau với Khương Phàm, cũng bao gồm cả lúc trải qua ở địa ngục. Càng có tưởng niệm của hắn đối với Lôi Tú, thống hận đối với gia tộc. Không phải Dương Thiên Hữu giết ngươi, là của ngươi phụ thân muốn giết ngươi, là tam đại gia tộc Hải Thần Đảo muốn giết ngươi. Tiếng gào thét kịch liệt tái hiện lại trong mộng cảnh của Dương Biện, cũng kích thích ý thức của Lăng Vi. Lúc Lăng Vi đang muốn tiếp tục truy tra, thân thể của nàng bỗng nhiên run rẩy, bị cuốn vào thiết lao hắc ám. Tiếp theo đã bị xiềng xích vung ra khỏi thanh đồng tiểu tháp. Lăng Vi lảo đảo mấy bước, đứng vững vàng, mặt sắc sau mạng che mặt hơi tái nhợt. Ta, đã thấy được thứ gì? Không chỉ có Dương Biện, còn bao gồm nam tử ở trước mắt, đều là từ trong địa ngục trốn về. Bọn hắn chỉ là qua hơn 10 ngày mà thôi, bên ngoài cũng đã là 4 năm rồi. Mà, người thật sự hại chết Dương Biện lại là Hải Thần Đảo. Là tộc trưởng Dương gia. Dương Thiên Khuyết. Vì sao? Khương Phàm hỏi. Bây giờ có thể xác định. Rốt cuộc ngươi là ai? Tâm tình Lăng Vi khó mà bình tĩnh được. Ta cùng hắn xem như đồng bệnh tương liên. Ngươi được hắn đưa đến đây. Hắn bây giờ rất suy yếu, cần điều dưỡng, ta sẽ dẫn hắn rời khỏi nơi này, đến một nơi Hải Thần Đảo tìm không thấy hắn. Ngươi có thể hắn đưa đến Thiên Mộng Đảo. Chỉ cần hắn xuất hiện. Người của Hải Thần Đảo sẽ có thể phát giác được sự tồn tại của hắn. Cô muốn hắn còn sống thì nên thả hắn đi. Khương Phàm triệu ra Đại La Xích Dương Đan, đưa tới trước mặt nàng. Một chút tạ lễ, giúp chúng ta rời khỏi nơi này. Lăng Vi mang theo vẻ mặt phức tạp lắc đầu. Ta rất nguyện ý nhận lấy tương lai đan thánh đan dược, nhưng nếu như là vì bảo vệ Dương Biện, ta không cần thù lao. Khương Phàm cũng không khách khí, thu hồi Đại La Xích Dương Đan. Làm phiền. Hải Thần Đảo bí mật điều tra một mực tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ hai, nhưng bởi vì bọn hắn không tin Dương Biện thật sống, cho nên cuộc điều tra phía sau đều có khuynh hướng nhắm tới những thân tộc đầu hàng của Dương Biện kia, hoặc là kẻ nào đó một mực tại cố nén hận thù. Lăng Vi cô nương, vì sao cô nương lại ở đây? Ngụy Vô Đạo đứng ở bên ngoài viện Khương Phàm, ngăn cản Lăng Vi đang muốn rời khỏi. Lăng Vi ngưỡng mộ đan thuật của Khương Phàm tông sư, chuyên tới để thỉnh giáo. Lăng Vi đã bình phục tâm tình, dịu dàng ứng phó. Ha ha, Lăng Vi cô nương cũng hiểu đan thuật. Ngụy Vô Đạo thưởng thức nữ tử ưu nhã như ngọc trước mặt. Đều nói mỹ nhân như ngọc, trong xương không ngoài da, Lăng Vi lại thuộc về trong xương lại ngoài da, túi da mỹ lệ, khí chất ưu nhã, từ trong lòng phát ra tôn quý trang nhã, thật sự là mỹ nhân hiếm có. Nếu như không phải địa vị Thiên Mộng Đảo quá đặc thù, nữ tử này lại rất nguy hiểm, hắn thật muốn âu yếm. Không hiểu mới muốn thỉnh giáo. Đã hiểu, gọi là nghiên cứu thảo luận. Ta không nghĩ tới Lăng Vi cô nương lại cảm thấy hứng thú đối với đan thuật. Ta kỳ thật càng cảm thấy hứng thú đối với người hơn. Ồ, ta rất vinh hạnh có thể được Khương Phàm Tông Sư chỉ giáo, cũng rất vinh hạnh có thể mời được Khương Phàm Tông Sư đến Thiên Mộng Đảo làm khách. Lăng Vi giãn mặt ra mỉm cười. Khẽ vuốt cằm nói với Khương Phàm trong viện. Khương Phàm mỉm cười đi tới. Ngụy Vô Đạo công tử, hôn lễ đã kết thúc, lúc nào Ngụy gia mới có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta? Ta mặc dù không nôn nóng, nhưng Lăng Vi cô nương đã thịnh tình đến mời, ta không thể để cho nàng đợi quá lâu. Ngụy Vô Đạo ý vị sâu xa nhìn hai người. Cái này chỉ sợ không chỉ đơn giản là làm khách,
Lăng Vi vô cùng có khả năng đã tranh thủ đến hợp tác với Khương Phàm, thậm chí là liên quan càng sâu. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Tiềm lực Khương Phàm còn ở đó, rất có thể tương lai sẽ trưởng thành đến Đan Thánh, lại còn có được Thiên Linh Văn Đan Thánh. Càng mấu chốt hơn chính là, phía sau Khương Phàm còn có một sư phụ đáng sợ. Nếu như bọn hắn gia nhập Thiên Mộng Đảo, chuyên vì Thiên Mộng Đảo luyện chế đỉnh cấp đan dược, thực lực tổng hợp của Thiên Mộng Đảo tất nhiên sẽ tăng lên một mảng lớn. Thiên Mộng Đảo còn có thể mượn nhờ đan thánh tương lai như Khương Phàm này chiêu mộ được vô số bằng hữu. Ngụy Vô Đạo cười nhạt một tiếng, nói. Mấy ngày nay vội vàng chuyện hôn lễ, chậm trễ Khương huynh, mong rằng thông cảm. Còn khiêu chiến mà ngươi nói, ta thấy không cần. Vì sao? Khương Phàm có chút ngoài ý muốn, cự tuyệt. Đan thuật không giống với võ pháp, có thể thông qua lôi tràng so đấu, lấy thô bạo thành bại luận phân thắng thua. Đan thuật cao thấp, dính đến các mặt, ví dụ như thuộc tính hỏa diễm khác nhau, tạo thành phương hướng nghiên cứu đan thuật khác nhau, hay là có người còn so sánh chuyên chú vào nghiên cứu lý luận đan thuật, mà không phải luyện chế đan dược, cho nên rất khó lấy luyện đan thuần túy đến tùy tiện bình phán thành tựu của một luyện đan sư. Ngụy Vô Đạo không muốn tiếp nhận khiêu chiến, sau khi các trưởng bối Ngụy gia hiểu rõ tình huống cũng ăn ý quyết định cự tuyệt. Một là bởi vì khiêu chiến như thế này đối với Ngụy gia mà nói rất không công bằng. Nếu như là ngang tay, chính là Ngụy gia thua, dù là Ngụy gia thắng, Khương Phàm cũng đã tạo ra thanh danh. Hai là bởi vì bọn hắn không nguyện ý nổi xung đột cùng đan thánh tương lai này, càng muốn tiến hành kết giao lôi kéo. Ba là bởi vì bọn hắn không làm rõ ràng được sư phụ của Khương Phàm là ai, nếu như tùy tiện tiếp chiến, rất có thể sẽ trúng tính toán. Đại tộc làm việc, không thể không nghĩ lại cho kỹ. Khương Phàm cố ý hiểu sai, giật mình nói. Ngụy công tử có ý tứ là, ta bây giờ còn chưa xứng trực tiếp khiêu chiến Ngụy gia. Khương huynh hiểu lầm, ta hy vọng ngươi có thể ở lại Hải Thần Đảo thêm mấy ngày, nhìn hoàn cảnh luyện đan của Ngụy gia chúng ta một chút. Càng hiểu rõ toàn diện kỹ thuật luyện đan, lúc rảnh rỗi, chúng ta có thể luận bàn nghiên cứu thảo luận. Khương Phàm lại lắc đầu. Sư phụ có nói qua, ta tốt nhất là xông ra danh tiếng trước lại đến Hải Thần Đảo. Xem ra thật là ta đã sốt ruột rồi. Ngươi trong vòng một ngày liên tục hình thành hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm đã để rất nhiều người nhớ kỹ ngươi. Nhưng giữa luyện đan sư chúng ta, sẽ rất ít tiến hành khiêu chiến luyện đan. Ngụy Vô Đạo còn chưa nói xong liền bị Khương Phàm chặn ngang. Là ta đã sốt ruột, chờ ta được luyện đan sư các phương của thần dụ chi hải tán thành, ta sẽ lại đến nhà bái phỏng. Gia hỏa này nghe không hiểu tiếng người sao? Ngụy Vô Đạo oán thầm một câu, tiếp tục mang theo nụ cười, nói. Nếu như Khương huynh thật có ý luận bàn, chúng ta sẽ đến một trận. Tuy nhiên chỉ thuần túy là luận bàn, không phải khiêu chiến thắng bại, cũng sẽ không có người ngoài vây xem. Tốt, ngươi và ta cùng là thiên phẩm, chúng ta luyện thành luyện đan dược chuẩn thánh phẩm. Tuy nhiên ta có một điều kiện, nếu như ta thắng, đan dược thuộc về ta. Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Đạo có chút cứng đờ. Hỗn đản này có bị bệnh không? Vật liệu cho đan dược chuẩn thánh phẩm vô cùng hiếm thấy, liền xem như Ngụy gia bọn hắn cũng đều không thể chuẩn bị mấy cái. Hắn luận bàn thì thôi, lại còn muốn bắt lấy. Dùng dược liệu của Ngụy gia bọn hắn, thành tựu thanh danh mình. Xong còn mang đan dược đi. Công việc tốt đều để ngươi kiếm lời. Xem ra Ngụy công tử vẫn ngại thanh danh của ta không đủ. Khương Phàm lắc đầu, gọi Lăng Vi đã đi ra lại. Lăng Vi cô nương, ta đã xong việc ở chỗ này. Bây giờ có thể cùng ta đi Thiên Mộng Đảo. Lăng Vi cố tình ngạc nhiên giơ lông mày lên, vui vẻ trở về. Làm phiền. Khương Phàm chào hỏi bọn người Lý Dần rời khỏi. Hoan nghênh hoan nghênh. Lăng Vi nhiệt tình mời. Khương huynh, người suy nghĩ kỹ càng rồi. Nơi đó chính là Thiên Mộng Đảo. Ngụy Vô Đạo hàm xúc nhắc nhở Khương Phàm. Thiên Mộng Đảo có số lượng lớn mộng hồn sư, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ bị khống chế linh hồn lại. Khương Phàm đi đến thì dễ dàng, đi ra thì rất khó khăn. Làm không tốt, còn có thể sẽ bị khống chế ở nơi đó. Chờ ta có danh tiếng, ta sẽ lại đến Hải Thần Đảo, hy vọng đến lúc đó Ngụy Vô Đạo công tử không ghét bỏ ta. Khương Phàm để lại chiến thư, đi theo Lăng Vi rời khỏi. Ngụy Vô Đạo lắc đầu. Biểu hiện của người này giống như có chút khác thường, chẳng lẽ đã bị Lăng Vi mê hoặc? Lại hoặc là bị Lăng Vi khống chế linh hồn? Nhìn cái bộ dáng không kịp chờ đợi này, tám phần là như vậy.
Ngụy Vô Đạo rất muốn ngăn cản Khương Phàm đến Thiên Mộng Đảo, để tránh Thiên Mộng Đảo mượn cơ hội này lớn mạnh. Nhưng, Hải Thần Đảo bọn hắn sắp khiêu chiến Hoàng Đạo, thực sự không nên nổi xung đột cùng loại thế lực như Thiên Mộng Đảo này. Khương Phàm, Khương Phàm. Ngụy Vô Đạo mặc niệm lấy tên Khương Phàm. Tương lai, khẳng định nhân vật như vậy sẽ giành chấn thần vực chi hải, cũng sẽ bởi vì thân phận đan thánh và nhận vô số tôn sùng. Nếu như không thể làm bằng hữu liền phải trở thành làm người xa lạ mực dù không chút nào muốn, hoặc là nhất định phải diệt trừ. Dương Thiên Hữu ngồi trong phòng, nhắm mắt lại, ngửi nhẹ máu trên miếng vải kia. Lôi Tú nơm nớp lo sợ ngồi ở trong góc, cũng không dám thở mạnh. Ta phải đi, muội muội tốt hãy đợi ta. Tiểu Bằng Vương liếc mắt nhìn Lôi Tú, khẽ nhíu mày. Dương Thiên Hữu dương mắt, trong đôi mắt thâm thúy sáng tỏ lóe ý lạnh. Lôi Tú, ngoại trừ sáo trúc cùng vải, không có những vật khác. Không có, thật không có. Lôi Tú cúi đầu, không dám nhìn Dương Thiên Hữu. Dương gia các ngươi tự mình gây trò đùa quái đản, không nên liên lụy đến muội muội ta. Sau khi nàng phát hiện đồ đã chủ động liên hệ ta, đã nói rõ thái độ. Tiểu Bằng Vương nói giúp Lôi Tú một câu khó có được. Dương Thiên Hữu buông vải xuống. Cái này thoạt nhìn như là một trò đùa quái đản. Tiểu Bằng Vương khẽ nhíu mày. Nếu không thì muốn như nào? Dương Thiên Hữu trầm ngâm khẽ nói. Ý nghĩa ở đâu, nếu thật là thân tộc của Dương Biện làm, bọn hắn hẳn là rất rõ ràng tính tình của ta. Chút chuyện nhỏ này, còn kích thích không đến ta, loạn Dương gia ta hơn không được. Chuyện Dương gia các ngươi, chính các ngươi giải quyết, chỉ cần đừng liên lụy đến muội muội ta. Tiểu Bằng Vương quay người muốn rời khỏi, thông gia đã kết thúc. Tiếp đó chính là chuẩn bị chiến tranh đến Thiên Khải, hắn cũng nên cố gắng tu luyện. Chờ một lát, Dương Thiên Hữu gọi hắn lại. Chuyện gì? Tiểu Bằng Vương nghiêng đầu, ngữ khí lạnh nhạt. Dương Thiên Hữu lại buông thõng tầm mắt, trầm mặc. Tiểu Bằng Vương tăng vọt uy thế. Dương Thiên Hữu, ngươi tốt nhất hãy tôn trọng ta một chút, mặc dù Hải Thần Đảo mạnh hơn so với Thánh Bằng Đảo, nhưng không có Thánh Bằng Đảo chúng ta. Hải Thần Đảo các ngươi còn không dám lên chiến trường Thiên Khải kia. Dương Thiên Hữu không nóng không lạnh, không vội không buồn, thản nhiên nói. Làm phiền Lôi huynh một chuyện, ngươi tiện đường đi chuyến đến Tang Thi Đảo. Tiểu Bằng Vương càng bất mãn. Hắc Thủy Hải vực ở phía đông, Thánh Bằng Đảo tại tây, ngươi gọi cái này là tiện đường. Dương Thiên Hữu thản nhiên nói. Thay ta đi dò cha thân tộc của Dương Biện còn ở đó nơi đó hay không? Bọn hắn chưa chết. Dù sao cũng là người của Dương gia, sao có thể lấy mạng của bọn hắn, chúng ta đều là trọng tình người. Chuyện Dương gia, tự mình xử lý. Chúng ta chỉ là minh hữu, không phải bằng hữu, càng không phải là huynh đệ. Tiểu Bằng Vương quay người rời khỏi. Dương Thiên Hữu lắc đầu, nói nhỏ. Dã thú thô lỗ. Lôi Tú nhìn thấy thân nhân duy nhất đã rời khỏi, nàng bị dọa đến thân thể mềm mại đều đang run rẩy, co lại đến góc giường. Run lẩy bẩy. Chỉ là khóe mắt luôn luôn len lén liếc nhìn sáo trúc bên cạnh Dương Thiên Hữu, mỗi khi ánh mắt đụng vào, trong lòng cuối cùng cũng sẽ nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Thật là trò đùa quái đản sao? Nhưng vì sao, ta cảm giác chàng vẫn còn sống. Dương Thiên Hữu đứng dậy, lườm nàng một chút, ngữ khí chán ghét. Khẩu vị đại ca kia của ta thật sự là tốt, dã thú đều dùng được. Lôi Tú co người, mím chặt môi đỏ. Nhịn nước mắt muốn lã chã rơi xuống. Ngươi hoài nghi gì? Một nam tử khôi ngô đứng bên cạnh Dương Thiên Hữu, Dương Duy. Đường ca Dương Thiên Hữu cũng là người hắn tín nhiệm nhất trong Dương gia. Cũng không tính là hoài nghi, chỉ là... Dương Thiên Hữu lắc đầu. Hắn luôn cảm giác chuyện không đơn giản như vậy. Trận trò đùa quái đản này rất có thể phía sau còn có thâm ý. Càng nghĩ, chỉ có Tang Thi Đảo. Thế nhưng... Những thân tộc kia đã biến thành những cái xác không hồn, cứu đi cũng không có ý nghĩa. Nếu có người muốn cứu, cũng không thể gây nên chú ý ở chỗ này, nếu như muốn cứu, cũng không thể chờ tới bây giờ. Nhưng không biết vì sao, hắn chính là có một loại dự cảm không nói được. Dương Duy nói, ta đi qua nhìn một chút. Ta đi cùng phụ thân hỏi chìa khóa, người tự mình dẫn người đến nhìn. Thuận tiện, Dương Thiên Hữu làm tư thế cắt cổ. Đều đã hơn 4 năm, không cần thiết phải giữ lại nữa. Dương Duy liếc mắt nhìn Lôi Tú ở trong góc phòng, bỗng nhiên cười nói. Không hưởng thụ một chút, nàng chính là nữ tử của Dương Biện.
Chuyện nam nữ quá dung tục, Dương Thiên Hữu ta có chí tại Thiên Khải chiến trường. Huống chi, chỉ là dã thú mà thôi. Buồn nôn. Dương Thiên Hữu rời phòng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lôi Tú. Ta ngược lại thật ra cũng rất có hứng thú. Dương Duy nói thầm, lộ ra vẻ tham lam. Từ sáng sớm đến buổi chiều, tân khách các phương lần lượt rời khỏi Hải Thần Đảo. Tuy nhiên bọn hắn đều cố ý lề mề, hy vọng có thể nhìn thấy Khương Phàm, mượn cơ hội kết giao. Nhưng, khi bọn hắn nhìn thấy Khương Phàm đi theo Lăng Vi đi tới tàu của Thiên Mộng Đảo, đều tiếc nuối khi mình đã chậm một bước. Lăng Vi thật thủ đoạn, lại mời được Khương Phàm. Chẳng lẽ Khương Phàm không biết tình huống của Thiên Mộng Đảo? Nơi đó đi đến thì dễ, muốn đi ra lại rất khó khăn. Chỉ sợ Khương Phàm không muốn rời khỏi. Thiên Mộng Đảo với danh xưng không phải hoàng tộc, thực lực cường đại, nội tình hùng hậu, Khương Phàm cùng bọn hắn thuộc về liên hợp. Thiên Mộng Đảo có thể mượn nhờ Khương Phàm tăng thực lực, mời chào bằng hữu. Khương Phàm có thể mượn nhờ địa vị Thiên Mộng Đảo, bảo đảm mình an toàn, không bị người khác hãm hại. Chỉ cần Khương Phàm tiến vào Thiên Mộng Đảo, Thiên Mộng Đảo khẳng định sẽ dùng hết khả năng giữ hắn lại, bao gồm. Ha ha, gả Lăng Vi cho hắn. Nếu như Khương Phàm có thể đi đến thánh nhân, tuổi thọ sẽ đạt đến 500 tuổi, nếu như hắn từ đầu đến cuối tọa trấn Thiên Mộng Đảo, Thiên Mộng Đảo vô cùng có khả năng sẽ phát triển đến hoàng tộc. Đúng vậy, nếu như Khương Phàm thật sự đến trợ giúp Thiên Mộng Đảo chắc chắn sẽ bước lên hoàng tộc, không người nào nghi ngờ được. Tân khách các phương lần lượt lên đảo, tiếc nuối lại hâm mộ nhìn qua con thuyền của Thiên Mộng đang dần dần rời xa. Không có ai không rõ ràng giá trị của một đan thánh, cùng vị trí hắn ảnh hưởng đối với thế lực. Khương Phàm mặc dù chỉ ngắn ngủi lộ diện, nhưng cơ hồ không có người nào hoài nghi tương lai hắn có thể trưởng thành đến vấn đề kia. Hô! Hứa Đan và Lý Dần nhìn Hải Thần Đảo dần dần đi xa khỏi tầm mắt, hai người đều thở phào một hơi. Lăng Vi đi đến bong thuyền, nói khẽ nói với Khương Phàm. Ta có thể lại vào gặp hắn không? Khương Phàm uyển chuyển cự tuyệt. Cảm xúc của hắn bây giờ rất không tốt, còn xin Lăng Vi cô nương thông cảm. Ta có thể an ủi hắn. Mỗi lần Lăng Vi nghĩ đến bộ dáng Dương Biện tiểu tụy bi thương trong Thanh Đồng tiểu tháp, trong lòng nhịn không được mà nổi lên từng tia thương yêu. Đã từng là thiên kiêu hải vực cao ngạo, vậy mà tinh thần lại sa sút đến trình độ như vậy. Mọi chuyện gặp phải trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, cũng xác thực dễ dàng làm cho một người triệt để đánh tất cả, nhất là loại người đã từng đứng ở độ cao như Dương Biện kia. Tin tưởng hắn, hắn là Dương Biện, hắn có thể điều chỉnh được. Khi hắn hoàn toàn nghĩ thông suốt, cũng có thể chân chính tiếp nhận, mới có thể xem như thật sống lại. Ngươi thật có thể thiện đãi hắn sao? Chuyện ta gặp phải, cùng có chút tương tự hắn, ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt. Có thể nói cho ta biết, thân phận thật sự của ngươi không? Lăng Vi càng cảm giác thân phận Khương Phàm không đơn giản, mà thế lực bình thường cũng tuyệt đối không thể nào bồi dưỡng được thiên phẩm linh văn. Ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó, cô nương tự nhiên sẽ biết ta là ai. Lăng Vi không còn cưỡng cầu, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc thạch, giao cho Khương Phàm. Chờ ngày nào đó các ngươi về tới, trước tiên có thể đến Thiên Mộng Đảo tìm ta. Nhìn thấy ngọc thạch này, bọn hắn sẽ tự cho đi. Khương Phàm có chút do dự, dù sao đối phương cũng là thế lực trung lập, mà nếu như hắn trở về, chính là muốn trực tiếp tuyên chiến với Hải Thần Đảo. Lăng Vi nghĩ là Khương Phàm đang kiêng kỵ nơi đó, giải thích nói. Thiên Mộng Đảo chúng ta không có nguy hiểm như bên ngoài đồn vậy, càng không khả năng tổn thương một đan thánh tương lai được. Hãy cất đi, ta có thể cam đoan với ngươi, tương lai, sau khi ngươi tiến vào tùy thời đều có thể rời khỏi, Thiên Mộng Đảo tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Càng sẽ không ảnh hưởng linh hồn của ngươi. Ta thay Dương Biện nhận. Khương Phàm tiếp nhận ngọc thạch, thu vào Thanh Đồng tiểu tháp, lại nói. Để chúng ta xuống ở phía trước đi, chúng ta muốn tới đảo Lưu Vong. Các ngươi muốn tìm thân tộc Dương Biện. Mặc kệ sống hay chết, Dương Biện đều muốn tận mắt xác định. Chúng ta cũng coi như tiện đường, cùng đi chứ. Không cần làm phiền Lăng Vi cô nương. Nơi đó so với ngươi tưởng tượng còn rất phức tạp. Không có ta, các ngươi vào không được. Lăng Vi giới thiệu kỹ càng cho Khương Phàm. Chín đại đảo Lưu Vong là lồng giam công cộng tại Thần Dụ Chi Hải, bị bên trong 32 thế lực hoàng tộc lớn liên hợp khống chế. Người đắc tội 32 thế lực lớn, đều sẽ bị lưu đày tới nơi đó, bất kỳ người ngoài nào cũng không thể tự tiện xông vào cứu người,
nếu không chẳng khác nào khiêu chiến 32 thế lực lớn, cũng sẽ bị bọn hắn liên hợp truy sát. Chín đại đảo lưu vong đều có hàng rào đặc thù, đưa vào thì dễ dàng, muốn tự mình đi ra, gần như là không thể nào. Trừ phi, người có chìa khóa ra vào, nói cách khác, người là người của 320 thế lực lớn. Thiên Mộng đảo thuộc về liên minh này. Đương nhiên thuộc về, tuy nhiên chìa khóa ra vào đều ở trong tay những tộc trưởng cùng tộc lão. Chỉ có chìa khóa kia mới có thể ra vào. Còn có những biện pháp khác không? Khương Phàm không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, cũng lo lắng hải thần đảo sẽ phát hiện được gì, cho nên phải nhanh rời khỏi một chút. Các đảo lưu vong khác không có chìa khóa thật thì sẽ không vào được, nhưng Tăng Thi đảo là Thiên Mộng đảo chúng ta tham dự tạo dựng, ta có thể mang các ngươi đi đến. Vậy thì tốt quá. Nhưng, nơi đó có rất nhiều đóng giữ người, nếu như phát hiện chúng ta, chuyện chỉ sợ không kết thúc êm đẹp được. Ngươi nói xem phải làm thế nào chứ? Hắc Thủy Hải Vực, ở bên ngoài phía Bắc Hải Thần đảo cách đó 10 vạn dặm. Bởi vì khí lưu va chạm kịch liệt, nơi này hình thành vòng xoáy tầng mây khổng lồ, bao trùm hơn 300 dặm hải vực, điên cuồng xé rách phong nguyên lực phạm vi ngàn dặm. Tầng mây che trời, thiên hải lờ mờ, cuồng phong gào thét, nhấc lên hải triều mãnh liệt, va chạm kịch liệt. Đặc biệt là hoàn cảnh ác liệt, để tộc vọng mạnh tới đâu cũng phải ngưng bước, để trong này dần dần trở thành nơi vô chủ tự nhiên mà chiếm cứ số lượng lớn hải thú hung mãnh đáng sợ. Nơi này, không thể nghi ngờ chính là một trong những nơi hỗn loạn nhất của thần dụ chi hải. Cho đến vài ngàn năm trước, khi hoàng đạo thần dụ chi hải đề nghị liên hợp hoàng tộc các nơi, khai phách đảo lưu vong tại Hắc Thủy Hải Vực, về sau dần dần dẫn vào các thế lực cường đại khác, cuối cùng trở thành 32 thế lực lớn liên minh cùng nhau khống chế cục diện. Bất cứ kẻ nào chỉ cần bị lưu vong vào đảo này, cơ hồ không có khả năng thoát khỏi. Bởi vì, người đi đến nơi này là bởi vì đắc tội một phương nào, nếu như chạy đi, chẳng khác nào khiêu khích 32 thế lực lớn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng không có người dám đến nơi này cứu người, cũng là bởi vì nếu tự tiện xông vào nơi này, liền mang ý nghĩa khiêu chiến 32 thế lực lớn quyền uy. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mây mù cuồn cuộn, thuyền của Thiên Mộng đảo xuất hiện ở mấy chục dặm bên ngoài Hắc Thủy Hải Vực. Mặc dù còn cách rất rất xa, nhưng đã có thể nhìn thấy tình cảnh hùng vĩ bao la của Hắc Thủy Hải Vực. Xa xa trông qua, mênh mông tầng mây vắt ngang khung trời, kịch liệt xoay tròn, tựa như là nhãn thần thương thiên, to lớn vô biên, quan sát đại dương mênh mông. Bất luận sinh linh gì ở trước mặt nó đều có thể cảm thấy mình nhỏ bé hèn mọn. Phương Đông, lôi điểu gáy to, vang vọng khắp thiên hải, mười mấy con lôi điểu khổng lồ kéo lấy chiến thuyền màu đen, xông về cuồng phong nơi xa đang tàn phá bừa bãi Hắc Thủy Hải Vực. Chiến thuyền lay động lịch liệt. Bên trong có rất nhiều con người cùng mãnh thú đang gào thét. Bọn hắn đều là tù phạm, sắp bị ném vào đảo lưu vong. Giống. Một con bát chảo quái ngư giống như núi cao ở phía xa trồi lên trên mặt biển, phát ra tiếng gào thét hùng hậu, thanh chấn đại dương mênh mông, nhấc lên sóng lớn. Trên đỉnh đầu quái ngư có mấy bóng người đứng đấy, nhưng đều là vây ở bên trong, toàn thân quấn lấy xiềng xích, tuyệt vọng nhìn qua phương xa. Bát chảo quái ngư gào thét. Mang theo bọn hắn phóng tới Hắc Thủy Hải Vực, cũng là muốn đi lưu vong. Chúng ta chỉ có thể tới đây. Thiên Mộng đảo giấu thuyền ở trong sương mù, không có trực tiếp xuất hiện. Hứa Đan, mang bọn ta đi đến, đi từ đáy biển. Khương Phàm nói, Lăng Vi nói. Ngươi khẳng định muốn tự mình đi qua. Đáy biển có số lượng lớn ác thú chiếm cứ, đều vô cùng hung tàn. Hứa Đan nói. Yên tâm, hắn là Thất Trọng Thiên. Lăng Vi vội vàng nói. Ta không có hoài nghi cảnh giới của hắn, chỉ là. Đi thôi. Khương Phàm ra hiệu với Hứa Đan. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, mang Khương Phàm, Lý Dần cùng Lăng Vi đi. Soạt. Sâu trong đáy biển, kính tượng vỡ vụn, bốn người toàn bộ đều xuất hiện ở đó. Thủy triều mãnh liệt, hắc ám giá lạnh. Toàn thân Khương Phàm vặn vẹo hài cốt, hóa thành chú tước yêu thể, dương cánh hơn 30 mét. Bốc cháy lên yêu hỏa mãnh liệt, xua tan hải triều đen nghịt. Chu tước linh nguyên đã hoàn toàn dung hợp cùng linh hồn Khương Phàm, linh hồn biến thành linh hồn chu tước, cho nên khi hóa thân thành chu tước yêu thể, trong chốc lát, một uy thế yêu tổ mãnh liệt tràn ngập dưới đáy biển. Lý Dần cảm nhận được mạnh mẽ nhất, linh nguyên trong khí hải lúc này đang gào thét. Hứa Đan, Lăng Vi thì bất chợt ngây người, rõ ràng cảm nhận được uy thế cường đại. Khương Phàm huy động yêu hỏa. Đốt cháy hải triều,
bay vút qua phía trước. Lý Dần cưỡng ép để trấn tinh thần, hóa thành bất tử điểu, theo sát phía sau, xông về Hắc Thủy Hải vực. Lăng Vi sau khi kinh ngạc, lại lần nữa kinh ngạc, hắn vọt tới trước mặt. Mặc dù là thú linh văn, nhưng đáy biển quá nguy hiểm, hải thú trải rộng, nếu không đủ kinh nghiệm chiến đấu, rất khó. Đúng vào lúc này, trong bóng tối phía trước đột nhiên nhấc lên lít nha lít nhít bong bóng, một con quái vật bộ dáng như con vượn thức tỉnh, toàn thân sôi trào lôi quang, nhanh chóng nhào về phía Khương Phàm. Tốc độ Khương Phàm tăng vọt, đối diện lao tới, trong chớp mắt đã tránh khỏi móng vuốt, toàn thân xoay chuyển, hai cánh rộng lớn giống như là chiến đao chém nát quái vật, để lại huyết thủy cùng lôi chiều tán loạn, tiếp tục vọt mạnh về phía trước. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, mang theo Lăng Vi đuổi kịp Khương Phàm. Kính tượng tái hiện, chặn lại được phía trước Khương Phàm. Khương Phàm đối diện đụng nát, sau một khắc đã xuất hiện ở bên ngoài vài trăm mét, nhanh chóng xung kích về trước. Giống một con quái vật như cá sấu hoành hành dưới đáy biển, dài đến mấy chục mét, nhe răng nanh giã tính gào thét, mấy chục dặm hải vực xung quanh đều nhấc lên sóng cả mãnh liệt. Khương Phàm hoành hành sâu trong địa hải triều, không nhìn đến kiệu uy lực hải dương, cứ lao thẳng qua. Một tiếng gáy to, tại đáy biển xé rách, phảng phất vô số lưỡi dao đang xoắn nát thủy triều, càng vén lui quái ngư. Phốc phốc, Khương Phàm nhanh chóng lướt qua, móng vuốt sắc bén tùy tiện cắt đầu quái ngư ra. Lý Dần theo sát phía sau, liệt diễm bạo động, chấn vỡ nát quái ngư. Khương Phàm bỏ đi trường bào luyện đan sư, cũng dứt bỏ áo ngoài dịu dàng, thể hiện ra sự cuồng dã chân chính thuộc về hắn. Lăng Vi theo sát ở phía sau, má ngọc tràn đầy kinh sợ. Bỗng nhiên cảm giác luyện đan sư này không có, ôn hòa, như vậy, ngược lại có chút nóng nảy. Sau hơn một giờ, được Hứa Đan phụ trợ cùng Lăng Vi chỉ dẫn, bọn hắn đã đi ngang qua 300 dặm dưới đáy biển, săn giết mấy trăm con hải thú, rốt cuộc cũng đã đi tới được gần đó Tang Thi đảo. Thủy triều nơi này càng thêm mãnh liệt, đáy biển nhấc lên vòng xoáy vô tận, mỗi cái vòng xoáy đều ẩn chứa mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cân lực lượng cường đại, tùy tiện liền có thể cuốn người xâm nhập đi. Tang Thi đảo rất lớn, xung quanh đóng giữ số lượng lớn thị vệ. Đầu tiên phải hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Lăng Vi vừa mới nói xong, Khương Phàm đã chui trong rãnh sâu dưới đáy biển. Đi! Hứa Đan không đợi Lăng Vi kịp phản ứng, phóng thích kính tượng mang theo nàng nhanh chóng rời khỏi, vây quanh hướng khác. Khương Phàm chìm xuống rãnh sâu dưới đáy biển, dẫn xuất máu tươi trong thân thể, khắc họa pháp trận cỡ lớn trên vách đá, sau đó nhắm mắt lại, định thần cảm ngộ nhịp đập của địa tầng, thỉnh cầu Sơn Hà pháp chỉ. Nơi này mặc dù là hải dương, nhưng, núi, bên trong Sơn Hà Đại Táng không chỉ là núi cao, mà là đại biểu cho toàn bộ địa tầng, sông, cũng không phải dòng sông, hồ nước, mà là đại biểu cho tất cả nguồn nước các nơi trên thế giới, bất luận là Giang Hà hay là Đại Dương Mênh Mông. Ý thức Khương Phàm nhanh chóng trầm luân, lâm vào không gian lĩnh vực thần bí. Nơi này có dung nham đang lao nhanh dưới đáy biển, giống như cự long liệt diễm, khổng lồ lại táo bạo. Nơi này có tinh hoa giống như tinh thần hải dương, như là vô số ngôi sao, thắp sáng không gian thần bí. Nơi này còn có mạch khoáng kỳ diệu dưới đáy biển, hiện ra nhiều loại ánh sáng mê người, tung hoành kéo dài. Trước mặt Khương Phàm lần nữa hiện ra đoàn quang ảnh thần bí kia, gần ngay trước mắt, nhưng lại phiêu miểu vô biên. Quang ảnh vặn vẹo, duỗi ra từng tia sáng lấp lánh, giống như là xúc tu đang khẽ vuốt Khương Phàm, như đang nói. Ngươi đã trở về. Khương Phàm đưa tay, đụng vào quang ảnh. Sơn Hà, Đại Táng. Ầm ầm. Pháp trận màu máu trong nháy mắt tăng vọt, quét sạch hơn 7.000 mét rãnh sâu. Trong chớp mắt, vách đá sụp đổ, địa tầng sụp đổ, hải triều bạo động, ngay cả dung nham lao nhanh đều bị dẫn bạo. Khí tức tai nạn cuồn cuộn tuôn ra, trong thời gian rất ngắn hình thành vòng xoáy. Nơi này cách mặt biển 2.000 mét, đột nhiên hình thành vòng xoáy đạt tới hơn 7.000 mét. Nhanh chóng đảo loạn hải vực xung quanh, sau đó ảnh hưởng lẫn nhau, tiếp tục phóng đại. Không lâu sau đó, một vòng xoáy quét sạch hơn 30 dặm đột nhiên hình thành tại mặt biển, mãnh liệt kéo lấy hải triều xung quanh. Mà âm thanh đứt gãy sâu trong đáy biển, cùng dung nham cuồn cuộn phun ra ngoài, cũng từ trong vòng xoáy truyền ra, vang vọng thiên hải. Những người các nơi tại đóng giữ Tang Thi đảo lập tức phát giác có vấn đề, cùng nhau vào tới. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Lăng Vi đang hiếu kỳ nhìn quanh, Khương Phàm xông ra khỏi mặt biển. Bọn thị vệ đều đã đi qua. Ngươi đã làm cái gì?
Lăng Vi nhìn Khương Phàm đằng đằng sát khí, cơ hồ đều không nhận ra được. Đi nhanh đi. Bọn hắn thừa dịp bọn thủ vệ rời khỏi, vọt vào mê vụ. Toàn thân Khương Phàm sôi trào lên thánh viêm, xua tan mê vụ cuồn cuộn, một mực xông về phía trước mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét, mê vụ mới thoáng mỏng manh. Bọn hắn cũng chính thức xông vào tang thi đảo. Từ trên cao quan sát xuống, hòn đảo rộng lớn hoang vu, bao phủ trong sương mù. Nơi này không có rừng cây, không có hoa cỏ, chỉ có núi cao giá lạnh, sơn lĩnh gập ghềnh. Chỉ là nơi này không có hỗn loạn náo nhiệt như bọn hắn tưởng tượng, mà là âm u đầy tử khí. Ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy, càng không có xương cốt máu tươi, chỉ có hắc trùng có thể thấy được ở khắp nơi. Bên trong những mê vụ này có năng lượng đặc thù, sẽ ăn mòn linh hồn, ảnh hưởng ý thức, để cho người ta dần dần đánh mất ký ức, tình cảm, biến thành một cái xác không hồn đi khắp nơi, chém giết lẫn nhau, nuốt sống lẫn nhau. Côn trùng màu đen là phệ hồn trùng, cũng sẽ chui vào trong thân thể, ăn óc, ăn cốt tủy, ăn linh hồn. Dưới mặt đất còn có rất nhiều thi trùng, bọn chúng sẽ thanh lý tất cả thi thể, ngay cả giọt một máu tươi cũng sẽ không để lại. Bình thường mà nói, người bị ném vào đây sẽ bị rút đi linh lực, đánh thành trọng thương, cho nên sau khi đi đến chẳng mấy chốc sẽ chết. Coi như lại đặc biệt hơn, cũng không kiên trì được bao lâu. Bởi vì bên trong tang thi đảo không có linh lực, sau khi linh lực còn sót lại trong khí hải của ngươi tiêu hao hết, liền cơ hồ không có sức chống đỡ được. Nơi này còn có thi khí, có thể ăn mòn cơ bắp, hòa tan xương cốt, coi như cường giả luyện thể cũng gánh không được quá lâu. Theo ghi chép, người sống lâu nhất ở nơi này là 5 năm, lại còn là cao giai niết bàn cảnh. Dưới niết bàn cảnh, cơ hồ đều sống không quá 1 năm. Lăng Vi cảm thấy thật đáng tiếc mà lắc đầu. Mặc dù nàng nguyện ý mạo hiểm tiến đến xem xét, nhưng kỳ thật không cho rằng thân tộc Dương Biện còn sống. Khương Phàm nói với Dương Biện ở trong thanh đồng tiểu tháp. Chúng ta đã tiến vào tang thi đảo, nhưng ta không thể phóng xuất ngươi, vẫn sợ người của hải thần đảo ở đó phát giác được ngươi. Đây là chân dung mẫu thân và thân nhân của ta, giúp ta tìm xem. Dương Biện không có kiên trì, bởi vì hắn đột nhiên không dám đi ra ngoài. Hắn sợ nhìn thấy thi cốt của mẫu thân và mọi người, hắn thậm chí sợ ngay cả đốt xương cũng không tìm được. Khương Phàm nói, không cần chân dung. Lăng Vi mang bọn ta tiến đến, nàng hẳn là có thể nhận ra. Dương Biện giơ chân dung lên. Cầm đi, ta sợ nàng nhận không ra. Tản ra tìm xem. Toàn thân Khương Phàm sôi trào mãnh liệt yêu hỏa, xua tan mê vụ trên đảo, cùng lít nha lít nhít phệ hồn trùng đang vây quanh tới. Bọn hắn từ một đầu này một mực tìm kiếm đến một đầu khác, tìm kiếm khắp trên tang thi đảo, tìm kiếm những cái xác không hồn. Phạm vi hòn đảo vô cùng lớn, khắp nơi đều là núi đá hiểm trở gập ghềnh, còn có vết nứt ẩn nấp. Mà trong bóng tối những vết nứt này, hoàn toàn là cất giấu rất nhiều con người mệt mỏi mất đi ý thức. Nơi này không hỗn loạn giống táo bạo như lưu đảo vong khác, nhưng nơi này là bi thảm nhất. Sau khi bị rút hết linh lực, bất luận ngươi là mấy phẩm linh văn, cảnh giới gì, đều sẽ giống như người bình thường nhất. Ngươi sẽ ở trong thời gian sinh mệnh sau cùng, thể nghiệm suy yếu, vô lực cùng bi thương, cho đến khi lãng quên mình là ai, lãng quên tất cả những điều tươi đẹp, cuối cùng bị yêu trùng ăn hết, hài cốt không còn, ngay cả linh hồn đều không thể trùng nhập luân hồi. Lăng Vi nhìn phạm nhân đau đớn, lòng sinh thương hại. Mà tòa đảo này, lại còn là tổ tiên bọn họ tham dự khai sáng. Lý Dần ngắm nhìn hòn đảo thê lương. Ta cảm thấy rất có thể là bọn họ sớm đã chết rồi. Dương gia sở dĩ lựa chọn lưu vong thân tộc Dương Biện, mà không phải trực tiếp xử tử, hẳn là không muốn huyên náo quá khó nhìn, rước lấy các phương ngờ vực vô căn cứ. Nhưng, bọn hắn chắc chắn sẽ không để họ còn sống. Tựa như Lăng Vi cô nương nói như vậy, lúc tiến vào liền rút linh lực, gãy mất gân cốt. Nói dễ nghe chính là tự sinh tự diệt, kỳ thật chính là chờ chết. Khương Phàm lắc đầu nói. Ta ngược lại thật ra cảm giác hải thần đảo có khả năng giữ lại mạng của bọn họ. Chỉ là muốn dùng hoàn cảnh đặc biệt nơi này, phá vỡ ý thức của bọn họ, xóa đi trí nhớ của bọn họ. Ngươi lại biết rồi. Hứa Đan bĩu môi. Ta chỉ suy đoán. Suy đoán căn cứ vào lý do, đổi lại là ta, chắc chắn sẽ không để người còn sống. Khương Phàm nói. Dương Biện không có phạm sai lầm, tại sao Dương gia muốn giết hắn, ngay cả hải thần đảo đều muốn giết hắn. Ta đoán giết trong này hẳn không phải có thâm thù đại hận gì, mà là mục đích đặc biệt. Lăng Vi gật đầu,
đồng ý với suy đoán của Khương Phàm. Cũng chỉ có mục đích đặc biệt mới có thể để cho cao tầng Hải Thần Đảo Liên Hợp quyết định xử tử một thiên phẩm linh văn. Nhưng, mục đích gì có thể làm cho Dương gia làm ra hy sinh lớn như thế? Thế hệ này của Hải Thần Đảo mặc dù xuất hiện bốn vị thiên phẩm kinh người xưa nay chưa từng thấy, nhưng cũng không thể lãng phí như thế. Khương Phàm tiếp tục nói. Nếu không có thù hận, phụ thân của Dương Biện cũng không đến mức sau khi giết Dương Biện lại tàn nhẫn xử tử nữ tử của mình, lại còn là chính thê. Cho nên, hắn hẳn chỉ là muốn thanh lý ký ức của bọn họ, xóa đi ý thức của bọn họ, để bọn họ ở nơi này ngơ ngơ ngác ngác còn sống, từ từ chết già. Hứa Đan khẽ nhíu mày, thật giống như có mấy phần đạo lý. Lý Dần cẩn thận tưởng tượng, chậm rãi gật đầu, vẫn là sư phụ nhìn thấu mọi việc. Khương Phàm lên tới mấy ngàn mét trên không trung, quan sát hòn đảo tĩnh mịch. Nơi này có chỗ nào đặc thù sao? Lăng Vi lắc đầu nói. Ta không hiểu rõ nơi này, nhưng đảo lưu vong như thế này, trên lý luận hẳn là sẽ kiến tạo mấy thiết lao đặc thù. Khương Phàm tìm bốn chỗ, cũng không có phát hiện nơi đặc thù nào. Hứa Đan nói. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể tỉ mỉ tìm kiếm một lần cả hòn đảo này được, chẳng may có người tiến đến, chúng ta sẽ rất phiền toái. Các ngươi trước tiên cứ ở nơi này chờ một chút. Khương Phàm rơi xuống trong sơn cốc, biến trở về hình người, ngồi xổm ở trên mặt đất, nhắm mắt lại từ từ cảm nhận. Hắn đang làm gì? Lăng Vi hiếu kỳ. Thần thần bí bí, ai biết hắn muốn làm gì? Lăng Vi hiếu kỳ nhìn Hứa Đan, cô nương cao ngạo này hình như không có bao nhiêu tôn trọng đối với Khương Phàm. Theo lý thuyết, có thể làm bạn bên cạnh luyện đan sư tiềm lực vô hạn này, hẳn là rất kiêu ngạo mới đúng. Các ngươi đã ở cùng hắn mấy năm? Cùng hắn, hừ hừ, cái tên biến thái này ta bắt tới, uy bức lợi dụng cho ta làm một khế ước linh hồn. Sao? Ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lừa, đó là một tên điên từ đầu đến đuôi. Hứa Đan, Lý Dần dở khóc dở cười. Có cái gì không thể nói, hắn chỉ là vừa từ địa ngục trở về, trung thực, không đến mấy ngày sẽ lộ ra nguyên hình. Hắn, đã làm qua cái gì? Lăng Vi thể hiện quái dị. Làm qua cái gì? Tìm đường chết, hắn một ngày không tìm đường chết, toàn thân không dễ chịu mà. Cuối cùng thật đã tự mình tìm đường chết, có thể là do ông trời đuôi mù, lại ném hắn từ trong địa ngục ra. Hai tay Khương Phàm đặt xuống mặt đất, yên lặng cảm nhận được nhịp đập đại địa, tìm kiếm năng lượng thần bí. Ý thức trầm luân xuống địa tầng, tình huống tang thi đảo dần dần trải rộng ra. Nơi này vô cùng hoang vu, ngay cả uy lực đại địa nên có bên trong địa tầng đều lác đác không có bao nhiêu, giống như là dùng hoang thổ trồng chất lên. Nơi này không có linh lực, không có khoáng thạch cũng không có đường sông. Khương Phàm thậm chí cảm giác, coi như hắn ở chỗ này phóng thích Sơn Hà Đại Táng đều có thể không có hiệu quả gì. Bởi vì hòn đảo cùng địa tầng, hoang vu, Khương Phàm cảm nhận rất mơ hồ, phạm vi cũng chỉ khoảng chừng 1-2 ngàn mét. Khương Phàm lắc đầu, rời khỏi sơn cốc, chạy về phía trước hơn 20 dặm, tiếp tục cúi người xuống, cẩn thận tìm kiếm. Thử vài chục lần như vậy nhưng không có từ bỏ. Rốt cuộc, tại lần thăm dò thứ 17, Khương Phàm cũng cảm nhận được lực lượng đặc biệt trong không gian mông lung dưới đất. Khương Phàm lập tức đứng dậy, vọt tới phía trước. Liệt diễm toàn thân cuồn cuộn, số lượng lớn mãnh thú mãnh liệt thành hình, sinh động như thật, nóng nảy uy mãnh, gầm thét xông về núi đá phía trước. Ầm ầm bạo hưởng, ngọn núi sụp đổ, đá vụn phân tán cùng mù bị liệt diễm hòa tan. Hắn còn biết võ pháp. Lăng Vi kinh ngạc. Luyện đan sư này làm việc có chút không đàng hoàng nha. Không đúng, luyện đan sư làm việc không đàng hoàng, sao có thể tu luyện thuật luyện đan lên tới trình độ kinh diễm kia được. Hứa Đan dò xét hai mắt nàng, nhắc nhở. Khống chế một chút, đừng bao giờ sinh ra lòng hiếu kỳ quá phận với một nam tử, nhất là cái tên điên này. Lăng Vi dở khóc dở cười, lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa. Khương Phàm oanh mở núi đá, bên trong lộ ra một cái hố sâu đen kịt. Trong hố sâu khuấy động mê vụ nồng đậm, lóe ra ánh sáng rực rỡ. Có phát hiện, Lăng Vi và bọn hắn nhanh chóng lao xuống. Khương Phàm ngưng tụ Thái Dương chiến y, nhảy vào hố sâu. Càng đi xuống, mê vụ trong hố sâu càng nồng đậm, có thể đảo loạn linh hồn, xóa đi ý thức. Lý Dần theo sát phía sau, phóng thích ra bất diệt yêu hỏa, bảo vệ Hứa Đan cùng Lăng Vi. Bọn hắn vọt xuống hơn 500 mét,
xuất hiện trong một cái động đá vôi cỡ lớn dưới mặt đất. Mê vụ nơi này nồng đậm đến mức muốn ngưng tụ thành hơi nước. Nếu như không có linh lực xua tan, tùy tiện hút vào một hơi, chỉ sợ cũng sẽ nhận phải ảnh hưởng. Bọn người Khương Phàm ngưng tụ linh lực, kích thích hai mắt, dần dần thấy rõ ràng tình huống trong động đá vôi, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Trên vách đá ẩm ướt ở xung quanh treo hơn 30 nam nữ, bọn họ đều bị thiết chùy đâm xuyên tứ chi, bị xiềng xích buộc thân thể lại. Y phục của bọn hắn đều rách dưới, tóc tai bù xù, mà còn gầy trơ cả xương, gần như không nhìn rõ bộ dáng. Đó là cái gì? Hứa Đan chỉ vào hộp gấm xa xa. Phía dưới mỗi người đều có một cái hộp gấm để đó, bên trong lóe ra ánh sáng rực rỡ, toàn bộ động đá vôi được tô điểm ánh sáng ngũ sắc. Khương Phàm đi đến trước một cái hộp gấm. Là đan dược, ai để ở chỗ này? Hứa Đan kinh ngạc, muốn dây vào, lại bị Lý Dần ngăn cản. Khương Phàm cầm lấy một viên, dùng liệt diễm hòa tan. Là chút đan dược điều bổ huyết khí duy trì sinh mệnh. Hẳn là người của Hải Thần Đảo để ở chỗ này. Hứa Đan cảm thấy kỳ quái. Vì sao? Khương Phàm bất đắc dĩ. Ngươi có thể động chút đầu óc không? Lúc những người này bị lưu đày tới nơi này hẳn là đã bị rút khô linh lực, phong ấn thực lực, nhưng bọn hắn lại không muốn những người này chết, cho nên để lại chút đan dược. Đan dược bay hơi lên khí tức sinh mệnh, xen lẫn bên trong mê vụ này. Có thể tàn phá ý thức của bọn hắn, lại có thể giữ vững tính mạng của bọn hắn. Chỉ ngươi thông minh. Hứa Đan hừ một tiếng. Lý Dần lắc đầu nói. Quá tàn nhẫn, bọn họ lúc đầu hẳn là muốn chống cự, nhưng chỉ có giữ vững hơi thở, mới có thể sống sót, nhưng chỉ cần hô hấp liền sẽ hút vào mê vụ, bị thanh lý ký ức. Lăng Vi đi đến trước mặt một nữ tử khô gầy, xuyên qua tóc dài xốc xếch nhìn một chút. Hứa Đan cũng đi qua. Quen biết không? Lăng Vi lắc đầu. Đều gầy đến da bọc xương, miễn cưỡng có chút hơi thở. Tuy nhiên, bọn họ hấp thu mê vụ lâu như vậy, hẳn không đã còn nhớ bất cứ thứ gì nữa. Bọn họ hẳn là thân tộc của Dương Biện. Khương Phàm thở dài, chặt đứt xiềng xích, thu mỗi người vào thanh đồng tiểu tháp. Dương Biện đang nắm chặt nắm đấm, cúi đầu, yên lặng chờ đợi. Cho đến khi thanh âm trầm muộn quanh quẩn trong thanh đồng tiểu tháp trống trải, trái tim của hắn hung hăng co rụt lại, run rẩy ngẩng đầu. Từng nam tử nữ tử giống như tử thi được hạ xuống xung quanh hắn. Y phục rách dưới, khó mà che đậy thân thể. Tóc tai bù xù, hấp hối. Khô quắt không ánh sáng, da rán chặt lấy xương cốt, móng tay vặn vẹo đen dài, tràn đầy dơ bẩn. Dương Biện bỗng nhiên giống như bị rút khô sức lực, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi dưới đất. Hắn lảo đảo bước chân, chậm chạp di chuyển thân thể, nhìn một bộ thây khô, hai mắt dần dần mông lung, nước mắt trượt dài. Giọng Khương Phàm truyền vào thanh đồng tiểu tháp. Bọn họ còn sống, nhưng chỉ sợ là không còn ký ức nữa. Dương Biện di chuyển, nhìn về tới một nữ tử khô quắt, y phục rách nát đã không còn màu sắc đều không che được thân hình gầy gò. Trên mờ u bàn tay của nàng có ba cái vết sẹo, giống như là từ bên trong móc rơi ra cái gì đó. Dương Biện mệt mỏi đi qua, nhấc cánh tay khô héo kia lên, khẽ chạm lấy vết sẹo. Trái tim của hắn thít chặt, cẩn thận từng ly từng tí gỡ mái tóc khô cạn ra, lộ ra một gương mặt khô gầy. Tiểu muội, ít hầu Dương Biện nhấp nhô, nghẹn ngào nói nhỏ. Đây là muội muội của hắn, tay phải đã từng khảm nạm ba viên hải dương chi tinh, là linh bảo hắn phát hiện tại bí cảnh dưới đáy biển, đưa cho nàng làm quà sinh nhật tuổi 16. Dương Biện vừa nhìn về phía một nữ tử bên cạnh. Cổ tay, xương bả vai, xương sống, cái cổ, toàn thân bị đâm xuyên 18 cây cương chùy giống như mang theo một loại năng lực ăn mòn nào đó, tại miệng vết thương lan tràn ra vết vằn đen tà ác. Ánh mắt của nàng có chút mở to, lại ảm đạm không ánh sáng, trống rỗng vô thần. Dương Biện chuyển đến bên cạnh nàng, cẩn thận ôm trên chân, run run gỡ mái tóc dài của nàng ra, một khuôn mặt lạ lẫm nhưng lại quen thuộc từ từ xuất hiện ở trước mặt Dương Biện. Mẫu, mẫu thân. Dương Biện thì thào rung động, dùng sức ôm chặt nữ tử, nước mắt tràn mi mà ra. Ha ha, a, ha ha. Khóe miệng Dương Biện co quắp, nước mắt rơi như mưa, gắt gao ôm nữ tử, khóc tí pi giống như một tiểu hài tử. Khương Phàm nhìn hình ảnh bi thương bên trong lòng than nhẹ. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại có thể làm cho tộc trưởng Dương gia nhẫn tâm như thế? Sử tử nhi tử, lưu vong thê tộc.
trong này nếu như không phải có đại bí mật, thì chính là có âm mưu. Nhưng, mặc kệ bí mật gì, âm mưu gì, có thể xử tử con ruột, lưu vong chính thê, thân tộc, vị tộc trưởng Dương gia kia tuyệt đối là người tâm địa ác độc, tộc trưởng Ngụy gia và Lý gia cũng không phải người lương thiện. Đều là vì để đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Nếu quả thật để bọn hắn dẫn dắt hải thần đảo quay về hoàng đạo, đơn giản là làm nhục hai chữ hoàng đạo. Khương Phàm yên lặng thề, kiếp trước có thể đánh hải thần đảo ra khỏi chiến trường thiên khải, cả đời này cũng có thể đánh bọn hắn ra ngoài. Chúng ta nên rời khỏi thôi. Lăng Vi nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm phân phó Lý Dần. Đi ra bên ngoài tìm những cái xác không hồn khác treo ở nơi này trước. Ta đi cùng huynh. Hứa Đan không chịu được hoàn cảnh nơi này, đi theo Lý Dần rời khỏi. Nhưng, bọn hắn rất nhanh đã trở lại, vẻ mặt khẩn trương. Người của hải thần đảo đến. Lăng Vi cảnh giác. Hải thần đảo là hoàng tộc, từ trước tới giờ không tự mình đến bảo vệ đảo Lưu Vong, làm sao lại tới đây, lại còn là tới vào lúc này. Đi ra xem một chút. Khương Phàm xông ra khỏi động đá vôi dưới mặt đất. Trong sương mù ở bầu trời phương xa, một mảnh hải triều mãnh liệt đang chạy vọt về phía trước, phương hướng chính là nơi này. Phía trước hải triều còn hơn 10 thân ảnh đang đứng đấy. Trên trán nam tử cầm đầu có cường quang rạng rỡ, phảng phất có một con cự kình cuồn cuộn ở nơi đó, phóng xuất ra uy lực hải dương cường đại, tùy tiện nắm hải triều trong tay tuôn vọt về phía trước. Lăng Vi ngưng tụ linh lực ở đôi mắt, cực lực nhìn thân ảnh kia. Hải thần đảo, Dương Duy. Sao hắn lại tới đây? Dương Duy là ai? Truyền nhân chi thứ của Dương gia, thiên phú hẳn là có thể xếp tại 5 vị trí đầu Dương gia đương đại, từ nhỏ đã càng thân cận với Dương Thiên Hữu, bây giờ nên tính là người Dương Thiên Hữu tín nhiệm nhất. Trong hôn lễ ta đã gặp qua, đảm nhiệm vai trò phù rể cho Dương Thiên Hữu, cảnh giới của hắn bây giờ hẳn là bát trọng thiên. Mà, người này tính tình hung ác, cực thiện chiến đấu. Chúng ta đi mau. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, muốn dẫn đi Khương Phàm. Chờ một chút. Khương Phàm ngắm nhìn phương xa. Chờ cái gì, chờ hắn cùng ngươi gặp mặt, uống chén trà. Hắn muốn đi qua, một khi phát hiện trong sơn động không có người, khẳng định trắng trợn lùng bắt, cũng sẽ điều động toàn bộ cường giả Hắc Thủy Hải Vực. Ngươi muốn làm gì? Giết, tranh thủ thời gian thoát khỏi. Lăng Vi kinh hô. Giết, ngươi điên rồi, đó là linh hồn cảnh bát trọng thiên. Còn cực thiện chiến đấu, ta vừa mới nói không rõ ràng sao. Lý Dần. Khương Phàm nháy mắt với Lý Dần, hai người lao ra u cốc, đón hải triều đang vào tới xa xa kia. Các ngươi điên rồi, đó là Dương Duy. Lăng Vi vừa muốn ngăn cản, Hứa Đan bên cạnh lại nói thầm hai tiếng, cũng theo sát vào tới. Khương Phàm phía trước, Lý Dần ở phía sau, hai người cất bước phóng tới ở giữa cây núi gập ghềnh, ánh mắt bén nhọn càng ngày càng sáng tỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm thủy triều. Dương Duy đứng ở trên thủy triều, đang cố gắng hồi tưởng lúc trước nhốt thân tộc Dương Biện vào nơi nào, hải dương thâm thúy giống như con người cũng đang liếc nhìn trong dãy núi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cây núi xa xa. Nơi đó lại có 3 thân ảnh đang phóng tới. Xác không hồn sao? Không phải. Dương Duy nhíu mày, thăm dò thân thể. Nhưng thời điểm hắn đang muốn nhìn rõ ràng, 3 thân ảnh đột nhiên, nát, biến mất không còn bóng dáng, sau một khắc, toàn bộ bọn hắn đã xuất hiện ở mấy trăm thước trên không. Nơi đó có người. Bọn thị vệ hô to, toàn bộ kích hoạt linh văn, khóa chặt phương xa. Nhưng phản ứng đầu tiên của bọn hắn là bọn thị vệ của Tang Thi đảo, mà không phải là có người xâm nhập. Dù sao từ khi đảo Lưu Vong sáng tạo đến nay, cơ hồ chưa từng xảy ra bất cứ sự kiện xâm lấn gì. Bất kỳ người nào hay bất kỳ yêu thú gì chỉ cần bị giam đến nơi đây, so với ném vào U Minh địa ngục cũng không có gì khác biệt. Soạt, 36 mảnh kính tượng lấp lóe, trải rộng ra hơn 2.000 mét phía trước Hứa Đan, thẳng đến hải triều nơi xa. Mỗi một mảnh kính tượng cách nhau hơn 200 mét, giống như một đường cánh cửa không gian, xuất hiện ở trước mặt bọn người Khương Phàm. Khương Phàm, Lý Dần, Hứa Đan, liên tiếp đụng nát kính tượng trước mặt. Liên tục hành động 12 lần vượt qua hơn 2.000 mét, bỗng nhiên cưỡng ép rút ngắn, thân ảnh của bọn hắn cũng rốt cuộc cũng rõ ràng trong tầm mắt bọn người Dương Duy. Kính tượng, vượt qua không gian, là bọn hắn. Khuôn mặt Dương Duy có chút động, tại sao bọn hắn lại ở chỗ này, còn xông lại bọn hắn. Hứa Đan, phối hợp Lý Dần. Khương Phàm gào rít, hài cốt toàn thân vặn vẹo,
liệt diễm bạo động, cường thế biến thành chu tước yêu thể. Hoa lệ càng uy nghiêm, cường thế lại hung liệt. Lông vũ sắc bén như trường thương, móng vuốt khuấy động lực lượng hủy diệt. Sau một tiếng hét dài, Khương Phàm vỗ cánh bay vụt, tức giận tiến chỗ Dương Duy cách đó ngàn mét. Lý Dần vận sức chờ phát động, liệt diễm cũng sôi trào trong nháy mắt, hóa thân thành bất tử điểu, chở Hứa Đan, theo sát Khương Phàm giết qua. Chiến ý dâng cao, thẳng tiến không lùi. Các ngươi dám xông vào Tang Thi đảo, làm càn. Dương Duy hô to, như cự kình gầm thét, âm thanh chấn động thiên địa, nương theo sóng âm thủy triều thật lớn, khuấy động trời cao. Khương Phàm chấn động hai cánh, đường vân mặt trời cùng năng lượng ánh sáng cộng minh, tốc độ tăng vọt gấp đôi trong nháy mắt, mấy giây ngắn ngủi, tốc độ lại bành trướng, sau mấy giây, tốc độ bạo tăng lần thứ ba. Ầm ầm. Sau lưng Khương Phàm hình thành vòng xoáy âm bạo đáng sợ, giống như một mảnh thiên thạch liệt diễm mất khống chế, đập vào thanh chiều to lớn, thẳng đến Dương Duy. Sắc mặt Dương Duy đột nhiên biến đổi, lập tức nhấc lên thủy chiều, chợt vỗ về phía trước, hải chiều nặng nề, phảng phất ẩn chứa trăm vạn tấn năng lượng, có thể tùy tiện phá hủy hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Nhưng, Khương Phàm đột nhiên tăng tốc thật sự quá nhanh, đảo mắt liền đụng nát thủy chiều còn chưa hoàn toàn thành hình, giết tới trước mặt Dương Duy. Chu tước bác thiên thuật. Khương Phàm hét to, âm thanh như muốn cắt cả trời cao, sóng âm chói tai để bọn thị vệ bên trong hải triều thất khiếu đổ máu, cường quang hừng hực càng giống như là một mặt trời, chọc mù hai mắt bọn hắn. Song trào hoành kích, bác thiên thuật đánh thẳng đến Dương Duy. Theo linh văn biến đổi, huyết mạch thức tỉnh, giờ phút này mới thật sự là uy lực chu tước, uy lực xé trời. Giờ khắc này, sâu trong liệt diễm sau lưng Khương Phàm phảng phất có hiển hiện hư ảnh chu tước thần tổ chân chính, uy thế kinh khủng kia, thấm vào linh hồn, ánh mắt tàn nhẫn kia, bế nghệ dân chúng. Dương Duy dựng lên hai tay cưỡng ép đón đỡ, toàn thân cũng bạo khởi chiều dâng, làm bộ liền muốn phản kích. Nhưng, bành, hai cái móng vuốt kinh khủng của Khương Phàm giống như hai cây trọng chùy hủy diệt, đánh vào trên thân Dương Duy. Hai tay Dương Duy vỡ vụn, toàn thân cũng vỡ ra. Cùng với sóng liệt, diễm chiều và huyết nhục, ngửa mặt tung bay ra ngoài. A, à, nơi xa Lăng Vi kinh hô, khó có thể tin nhìn qua trận săn giết phương xa. Tốc độ Khương Phàm không giảm, cường thế đánh giết. Sâu trong huyết hải, hai, bản thân, ngồi xếp bằng tương đối. Bọn chúng liên tiếp thức tỉnh, liên tiếp xông ra huyết hải, hóa thành huyết khí hồn khí cùng linh khí, cuộn trào mãnh liệt về toàn thân. Da thịt Khương Phàm nổi sóng chập trùng. Mãnh liệt phồng lên, khí tức cường thịnh nương theo liệt diễm sôi trào, khuấy động trời cao. Thực lực tăng cường gấp bội, ngay sau đó lại lần nữa gấp bội. Sai biệt thực lực giữa linh hồn cảnh cao giai vô cùng lớn, nhưng Khương Phàm trong mấy hơi ngắn ngủi này, từ thất trọng thiên sơ kỳ, cường thế đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong, nhanh chóng rút ngắn lấy chênh lệch cảnh giới cùng Dương Duy. Thiếu gia, bọn thị vệ sợ hãi gào thét. Khó có thể tin được mà nhìn thiếu gia thánh văn cao ngạo cường đại của bọn hắn vậy mà lại bị dữ dội đánh ra ngoài. Nhưng, không gian phía trước đột nhiên vỡ nát, 36 mảnh kính tượng vặn vẹo, hiện ra 36 con bất tử điểu. Mỗi mảnh kính tượng cao tới mấy chục mét, mỗi con bất tử điểu đều rõ ràng lại chân thực. Trong chốc lát, bọn chúng phủ kín trời cao, uy thế mãnh liệt xuyên thấu qua kính tượng, thẩm thấu thiên địa. Một màn kính tượng này quá kinh khủng. Giống như đột nhiên bị một bầy bất tử điểu vây quanh, mang theo nhiệt độ cao và hung uy bao phủ bọn hắn. Bọn thị vệ kinh hồn biến sắc, theo bản năng liền điên cuồng phản kích. Nhưng, kính tượng bạo kích, vỡ nát toàn diện, không có một cái nào là thật. Bọn hắn phản kích, toàn bộ đều là đánh hụt. Sau một khắc, Lý Dần chân chính từ đằng xa kích phát tốc độ, nhấc lên âm bạo, cường thế giết tới trong đám người. 800 thanh bất diệt yêu kiếm bao quanh yêu hỏa. Tràn ngập đất trời, che mất bọn thị vệ. 9 tên thị vệ bị đánh nát tại chỗ, diệt thành mảnh vỡ, huyết nhục linh hồn đều bị liệt diễm chôn vùi. 3 tên thị vệ may mắn đào thoát, kêu thảm tung bay ra ngoài. Lý Dần phát ra sát ý quyết tuyệt, lao thẳng đến một tên nam tử bên trong. Nam tử chật vật ổn định, ngẩng đầu lên trời thét dài, lấy máu tươi làm dẫn, nhấc lên gió lốc màu máu, phóng lên tận trời, phảng phất ác long ra biển. Oanh minh giữa trời cao. Nếu như là ở Hải Dương, một kích này uy lực còn có thể gấp bội. Lý Dần căng cứng toàn thân, không sợ hãi, cường thế dã man vọt vào trung tâm vòi rồng, ngạnh kháng với năng lượng mãnh liệt tàn nhẫn kéo lấy hắn,
sôi trào lên kiếm chiều vô tận. Gió lốc rất nhanh đã biến thành kiếm nhận phong bạo. A! À, nam tử gầm hét đầy giận dữ, điên cuồng khống chế gió lốc. Nhưng Lý Dần vẫn cưỡng ép xuyên thủng gió lốc, ngang nhiên giết ra, lao đến nam tử. Đang lúc đó, hai nam tử khác liên tiếp ổn định, nhanh chóng giết tới trước mặt Lý Dần. Nhận lấy cái chết đi. Một người là kiếm ảnh Linh Văn, tốc độ kinh người, phảng phất có thể xé rách không gian, nắm trong tay một chuôi độc kiếm, đánh thẳng tới cổ Lý Dần. Một người là Bạch Cốt Linh Văn, hơn phân nửa hài cốt toàn thân đều thay thế thành mãnh thú, táo bạo gầm thét, cuồng lực cuồn cuộn, ngang nhiên đánh về phía Lý Dần. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, không gian trước mặt bọn hắn đột nhiên vặn vẹo, ngưng tụ thành kính tượng, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, ứng thanh đụng nát, sau một khắc, toàn bộ bị ném tới chiến trường của Khương Phàm nơi đó. Khương Phàm, ngươi dám xông vào Tang Thi Đảo, xem ra huyết thư của Dương Biện là ngươi để lại. Dương Duy đã hóa thân thành cự kình, cùng với cuồn cuộn thủy triều, hình thể đạt đến vài trăm mét, sinh mệnh lực khổng lồ khép lại toàn bộ thương thế. Nó vắt ngang trời cao, lớn đến kinh người, phảng phất có thể đè sập bầu trời, mang đến giống như áp lực hít thở không thông. Dương Duy mở ra miệng lớn khổng lồ, độ rộng đạt tới gần trăm mét, bên trong đen kịt như cái lỗ đen, cùng với tiếng hét giận dữ to rõ, một mãnh hải triều mênh mông từ trong thân thể xông ra, quét sạch trời cao, lao nhanh không dứt. Hải triều màu đen, tràn ngập lực lượng nặng nề. Khương Phàm kích phát ra bản thân, cường thế trùng sát, hai cánh huy động liệt diễm cuồn cuộn, liên tiếp vỡ nát mãnh liệt mà đến nặng nề thủy triều, giống như sát thần không thể địch nổi, thẳng tiến không lùi, không gì có thể ngăn. Lúc này, hai vị thị vệ bị kính tượng của Hứa Đan di chuyển tới nơi khác, không đợi đã hiểu xảy ra chuyện gì, đã nhanh chóng bị Khương Phàm đụng nát. Giống. Cự kình nhấc lên giữa trời, gào thét thật lớn, bên trong thân thể to lớn ẩn chứa năng lượng không cách nào tưởng tượng được, lập tức sôi trào lên mấy ngàn thước thủy triều, hình thành vô số vòng xoáy cường đại, giống như số lượng lớn mãnh thú tàn nhẫn đánh giết, chặn đánh Khương Phàm ở bên trong. Nếu như ở Hải Dương, những vòng xoáy này sẽ còn cưỡng ép cướp đoạt Hải Dương uy lực. Tuy nhiên cho dù nơi này là hòn đảo, trong nước xoáy vẫn khuấy động cường đại mà nặng nề năng lượng, cực kỳ cuồng bạo, thanh thế kinh người. Hoàn toàn có thể nghiền ép đồng cấp đại có một số cường giả, cũng nó triệt để mai táng. Nhưng, người hắn đối mặt chính là Khương Phàm, mặc dù cảnh giới hơi thua, nhưng thiên phẩm linh văn đã đủ để đền bù chênh lệch, hắn đơn giản là thô bạo, hoành hành không trở ngại, dễ như trở bàn tay xé nát tất cả vòng xoáy, xuyên thấu mãnh triều dâng, lao thẳng đến miệng rộng cự kình. Muốn chết! Dương Duy bỗng nhiên khép kín miệng. Cự kình linh văn của bọn hắn sau khi đạt tới linh hồn cảnh thất trọng thiên liền sẽ thức tỉnh kình hồn, còn có thể hình thành nội hải thuộc về mình. Hắn là thánh linh văn, càng là bát trọng thiên, thượng cổ kình hồn đã thức tỉnh, càng chiếm cứ bên trong nội hải. Vậy mà Khương Phàm dám phách lối xông đến bên trong nội hải của hắn. Không thể nghi ngờ là muốn chết. Khương Phàm cảm giác giống như xông vào hải dương hắc ám. Nơi này vô biên vô hạn, sóng lớn ngập trời. Một loại khí tức thượng cổ hiển hiện sâu trong hải dương, mang theo uy thế đáng sợ, khóa chặt Khương Phàm. Dương Duy, vì sao ngươi lại tới đây? Khương Phàm thét dài, sôi trào liệt diễm, giống như một vòng mặt trời đột nhiên nở rộ, chiếu sáng đen kịt đại dương mênh mông. Chu tước yêu hỏa tiếp tục cuồn cuộn, sau lưng Khương Phàm hình thành vòng xoáy khổng lồ, không ngừng liên tục hấp thu linh lực trong thân thể của hắn. Ta mới là người nên hỏi ngươi, tại sao ngươi lại tới nơi này? Giọng Dương Duy quát tháo trong bụng. Một tên luyện đan sư, không đi luyện đan, lại còn muốn khiêu chiến hắn. Giống. Thượng cổ kình hồn xô ra mặt biển, gào thét với trời cao. Trong nội hải lĩnh vực này, nó tựa như thượng cổ cự kình thật sự, khổng lồ càng cường đại, lập tức nhấc lên hải triều, hình thành lít nha lít nhít vòng xoáy, phóng xuất ra lực lượng thôn vệ điên cuồng mà kinh người, xé rách liệt diễm cùng Khương Phàm, muốn kéo hắn tới bên trong hải triều cưỡng ép giam cầm. Vậy trước tiên phải đánh xong lại chậm chậm bàn bạc, để cho ta thử thực lực thượng cổ kình hồn của ngươi một chút. Vòng xoáy sau lưng Khương Phàm đột nhiên bành trướng, trải rộng ra hơn 300 mét, tám mặt trời xông ra, mãnh liệt xoay tròn, sôi trào nhiệt độ cao kinh người, tiến lên oanh kích. Nhận huyết mạch kích phát, uy lực yêu hỏa tăng vọt, bát hoang liệt dương quyền, hoàn toàn lên đến vấn đề thiên cấp võ pháp. Không biết tự lượng sức mình, thiên phẩm thì như thế nào? Tại lĩnh vực của ta là vua.
Dương Duy Tương thông ý thức cùng thượng cổ kinh hồn, khống chế hải triều chập trùng cuồn cuộn, tất cả vòng xoáy đột nhiên nghịch chuyển, phảng phất cự long hút nước, dẫn dắt trong hải dương phóng lên tận trời, hình thành lít nha lít nhít trọng quyền, cuồng liệt chặn đánh liệt dương. Bát trọng thiên cảnh giới, lĩnh vực khống chế, năng lượng kinh hồn, tác dụng với nhau hình thành tiểu sát thảm liệt. Nguồn năng lượng bạo động kia giống như hải dương chân chính đang gầm thét. Bát hoang liệt dương quyền đã bị đánh vỡ nát toàn bộ. Còn có số lượng lớn thủy triều trùng kích bầu trời, ngưng tụ thành xiềng xích thô to, hung hăng cuốn về phía Khương Phàm. Mỗi sợi xiềng xích đều là kết nối cùng hải dương, nặng nề lại mạnh mẽ, một khi quấn quanh Khương Phàm, liền có thể cùng uy lực hải dương giao hòa hoàn mỹ, tất nhiên còn có thể vây khốn hắn. Cũng tạm được, tiếp tục. Khương Phàm nhanh chóng nhấc lên, tránh né xiềng xích, ngang nhiên lao đến thượng cổ kinh hồn. Nơi này không có ánh sáng, tiểu quang mang thánh thuật không cách nào hiện ra uy lực, nhưng tốc độ của hắn vẫn vô cùng nhanh, nhẹ nhõm tránh khỏi xiềng xích đuổi bắt, nhanh chóng lao xuống, lao đến thượng cổ kinh hồn. Ngươi gọi cái này là tạm được, ha ha, hoang đường, phách lối. Giọng Dương Biện quanh quẩn không gian lĩnh vực, thượng cổ kinh hồn bỗng nhiên biến mất, hoàn mỹ dung nhập trong hải dương. Sau một khắc, hải triều kịch liệt trải rộng ra pháp trận cổ lão, từ sâu trong đáy biển nhanh chóng phóng đại, đỏ sáng toàn bộ đại dương mênh mông. Ngay sau đó, khí tức tai nạn tràn ngập không gian, cứ như toàn bộ hải dương đều đang gieo hò, tất cả uy lực hải dương đều đang bạo động. Thượng cổ kinh hồn lại lần nữa xuất hiện, kéo lấy pháp trận, bao quanh khí tức tai nạn thảm liệt, xông về Khương Phàm. Khương Phàm khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị lĩnh giáo thực lực Dương Duy, thể nghiệm uy lực cự kình linh văn, kết quả hắn lại bắt đầu chơi lực lượng tai nạn. Đây không phải múa rìu qua mắt thợ sao? Rất tiếc. Khương Phàm lắc đầu, đón thượng cổ kình hồn tiến lên. Muốn chết. Giọng Dương Duy vang lên trong không gian lĩnh vực. Đây là sau khi thức tỉnh kình hồn dung nhập bản thân, thai nghén nội hải, có khả năng cho thấy một trong các sát chiêu chí cường, tương đương với hoắc loạn nội hải, tập kết toàn bộ lực lượng nội hải, thực lực bát trọng thiên phát ra thế công cường đại chí cường chí liệt, thậm chí có khả năng khiêu khích cửu trọng thiên. Kinh hồn gào thét giận dữ, âm thanh động chấn thiên hải, khí tức tai nạn vần quanh giống như là áp xúc bạo động đại dương mênh mông, ngang nhiên đánh về phía trước, thẳng đến Khương Phàm. Ầm ầm. Khương Phàm lao tới, rắn chắc va vào nhau. Nhưng, băng diệt dự đoán lại chưa từng xuất hiện, càng không hề có máu tươi thịt nát phiêu tán. Dương Duy kinh ngạc cảm nhận được tình huống trong thân thể, đang muốn tra xét rõ ràng. Khương Phàm đột nhiên khống chế lại khí tức tai nạn kia, đụng tới đại dương mênh mông. Sau một khắc, chiều dâng tai nạn quét sạch hải dương, năng lượng nổ tung nhấc lên sóng cả vô tận, nhất cử trọng thương thượng cổ kinh hồn. Giống. Dương Duy ở bên ngoài kêu thê lương thảm thiết, trong bụng rời sông lấp biển, đau đớn không chịu nổi. Khương Phàm xông vào sâu trong hải triều, ngang nhiên kích phát đại hoang ấn, chu tước yêu hỏa mãnh liệt lao ra, đốt cháy hải triều, càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng nóng bỏng. Nội hải mênh mông nhanh chóng biến thành biển lửa. Thượng cổ kinh hồn tức giận phản kích, nhấc lên thủy triều chặn đánh biển lửa, nhưng trước đó bị trọng thương, thực lực không đủ. Mà, yêu hỏa đối với hồn thể loại thủy hệ như nó này sinh ra áp chế tàn khốc, để nó tiếp tục yếu bớt. Giống. Dương Duy gào thét, chật vật nhấc lên thủy triều giữa trời bên trong, đau đớn kêu rên. Không lâu sau đó, làn da có hỏa diễm lao ra. Lộ ra bạch cốt âm u. Miệng rộng mở ra, gào thét với trời cao, bên trong lại còn phun ra hỏa diễm. Lăng Vi ở phía xa nhìn trợn mắt hốc mồm, không dám tin mà che môi đỏ. Luyện đan sư này, lại còn là võ giả. Võ giả chân chính, mà không phải đơn giản là tu luyện mấy loại võ pháp bảo mệnh. Còn có thể lấy thất trọng thiên khiêu chiến bát trọng thiên. Luyện đan thì có thể luyện đan dược chuẩn thánh phẩm. Chiến đấu lại có thể khiêu chiến bát trọng thiên, đó là quái vật gì? T. Hứa Đan hít vào một ngụm khí lạnh, tên điên này lúc điên lại nóng nảy đến như vậy, cường đại đến như vậy. Lý Dần thì ánh mắt sáng rực, trong ánh mắt lại khó nén kích động cùng sùng bái. Thiên phẩm, quả nhiên không phải tầm thường, vậy mà lại có thể tại linh hồn cao giai mà vượt cấp khiêu chiến. Khương Phàm liên tục phóng liệt diễm, điên cuồng đốt cháy Dương Duy. Dương Duy mang theo thân hình khổng lồ hơn 300 mét kịch liệt cuồn cuộn, liệt diễm cũng càng ngày càng mãnh liệt, từ da thịt đốt tới đầu. Hải triều của hắn xác thực cường đại, nhưng kinh hồn bị thương, thực lực đại tướng,
mà người hắn đối mặt lại chính là thiên phẩm linh văn, lại còn đã toàn diện thăng hoa chú tước yêu hỏa. Bành! Phía sau lưng Dương Duy nổ nát vụn, liệt diễm hòa với huyết nhục, phun ra giữa trời. Khương Phàm phóng lên tận trời, xung kích về đằng trước, rơi xuống trên đầu to lớn của Dương Duy, nghiêm nghị quát lớn. Lùi về hình người cho ta, nếu không ta đốt ngươi đến thần hồn câu diệt. Giống. Dương Duy đau đớn nhấc thân hình khổng lồ vài trăm mét lên, yêu hỏa đốt huyết nhục hài cốt đều đang nóng chảy. Dưới sự uy hiếp không ngừng của Khương Phàm, cuối cùng hắn vẫn trở lại thân người. Khương Phàm bỗng nhiên mang theo móng vuốt khổng lồ nắm chặt hắn, uy lực bác thiên bộc phát tại trung tâm cái chảo. Bành! Huyết nhục toàn thân Dương Duy văng tung tóe, hôn mê tại chỗ. Cử động tàn nhẫn lại lần nữa khiến cho Lăng Vi ở xa xa chấn kinh. Khương Phàm kéo Dương Duy vào thanh đồng tiểu tháp, lại phóng tới hoang dã, cuốn đi tất cả thi thể thị vệ. Mau rời khỏi nơi này. Dương Duy tiến đến hẳn là có chìa khóa, tìm kiếm trên người hắn. Lý Dần theo sát bên trên Khương Phàm. Ở đây, Khương Phàm đã lấy được, nhanh chóng phóng tới biên giới hòn đảo. Chìa khóa là một quả cầu ngọc, khuấy động linh hồn mê quang mạnh mẽ. Ngọc cầu xua tan mê vụ, đánh thẳng vào pháp trận trong sương mù. Một lối đi im ắng rộng mở, tiếp dẫn bọn hắn rời khỏi. Khương Phàm đứng trong sương mù, thừa dịp bọn thủ vệ đảo lưu vong ở xa xa nhìn về phía những phương hướng khác, lập tức xông vào trong biển. Dưới sự tiếp dẫn của Hứa Đan, rút lui về nơi xa. Trong thanh đồng tiểu tháp, Dương Biện mệt mỏi đứng lên, đi tới trước mặt Dương Duy. Dương Duy bị thương rất nghiêm trọng, toàn thân rách dưới không còn hình dáng, nhưng sinh mệnh lực cự kình linh văn vẫn quá cường đại. Những vết thương này đang lấy tốc độ mà mắt trần có thể thấy, từ từ khép lại, ý thức cũng bắt đầu dần dần thanh tỉnh. Khương Phàm mệnh lệnh thiết long cổ thụ khống chế hắn. Thiết long cổ thụ cũng rất nghiêm túc, 6 cái cành đâm xuyên tứ chi cùng cái cổ và lồng ngực hắn, cũng lan tràn ra cành cây, quấn chặt lấy xương cốt của hắn. Nó đã hấp thu toàn bộ kim dịch bên trong hóa sinh bát, cành cây nhìn thì non mịn, nhưng kỳ thật lại cực kỳ cứng cỏi. A! À, Dương Duy tỉnh lại trong đau đớn. Toàn thân bị cành cây quấn quanh, lại còn trực tiếp chui vào trong máu thịt, dán tại xương cốt, loại đau khổ, toàn tâm thực cốt này, đơn giản so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng, Dương Biện, con người Dương Duy đột nhiên phóng đại, quên cả đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trước mặt. Ta, đã trở về. Hai mắt Dương Biện vẫn còn nước mắt, nhưng đã bỏ đầy tơ máu. Ngươi trở về rồi, ngươi từ chỗ nào trở về? Dương Duy còn tưởng rằng mình gặp ảo giác. Chỗ kia, gọi là địa ngục. Giọng Dương Biện khàn khàn trầm thấp, giá lạnh thấu xương. Ngươi, điều đó là không thể nào. Không thể nào. Dương Duy dùng sức nhắm hai mắt lại, người đã chết làm sao có thể sống lại. Đây tuyệt đối là không thể nào. Ảo giác sao? Ta khẳng định là gặp ảo giác. Có thứ, được gọi là sinh tử ngâm. Có thể tại thời điểm trong nháy mắt tử vong xé mở hàng rào hai giới sinh tử, kéo người ta vào địa ngục, còn có thể trả lại một lần nữa. Đây là khi ta xông xáo ngoài hải vực ngoài ý muốn lấy được. Ta, không chết. Dương Biện nói rất nhẹ rất lạnh, giống như không có bất kỳ tình cảm gì, lại làm cho Dương Duy hít vào từng hơi. Không chết. Dương Biện không chết, đây không phải ảo giác. Hơi thở của Dương Duy bắt đầu gấp rút, nhìn Dương Biện tóc tai bù xù trước mặt. Khó nhọc nói. Ngươi hẳn là đã chết, ngươi không nên còn sống. Đôi mắt Dương Biện có chút ngưng tụ. Vì sao ta phải chết, ta, đã làm sai điều gì? Ngươi, Dương Duy há hốc mồm, nhưng vẫn khó mà tiếp nhận được. Hắn nhìn Dương Biện, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, thật không phải là mộng cảnh sao? Thiết long cổ thụ đột nhiên đâm vào một trạc cây, che kín xương cốt, đâm xuyên nội tạng. Hắn đau đến nghẹn ngào kêu thảm, triệt để tỉnh táo lại. Giọng Dương Biện đột nhiên đề cao. Nói, ta đã làm sai điều gì? Ngươi không làm sai cái gì? Dương Duy đau đớn kêu rên, thân thể hùng tráng không khống chế nổi run rẩy. Mặc dù ý chí hắn rất cứng cỏi, tính cách cường thế, nhưng bị cành cây ma sát xương cốt như thế này, lại lan tràn trong máu thịt như thế này, cảm giác quá đau đớn. Vậy ta vì sao đáng chết? Dương Biện nhìn ra được Dương Duy khẳng định là đã biết được chút gì đó. Ta không biết. Nói. Ta thật không biết. Giọng Khương Phàm truyền vào thanh đồng tiểu tháp.
Dương Biện ngươi nghỉ ngơi trước, Thiết Long, tra tấn vào chỗ chết cho ta, đừng có ngừng. Thiết Long cổ thụ khống chế lại tất cả cảnh đột nhiên phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt cả người Dương Duy đều đứt gãy. A! À, từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trong thanh đồng tiểu tháp. Toàn thân Thiết Long cổ thụ nở rộ ánh sáng màu xanh, kích thích cành cây tiếp tục lan tràn, hoạt động ở bên trong nội tạng, tán loạn ở giữa da thịt, bò đầy mỗi một góc toàn thân. Sau đó không lâu, có chút cành còn chui ra cả ngoài da, nở rộ lên cả chồi non. Đau đớn thấu xương tủy, còn có trùng kích tâm lý to lớn để Dương Duy cơ hồ sụp đổ. Nhưng bất luận hắn kêu to thế nào, Thiết Long cổ thụ cũng làm như không nghe thấy, càng không ngừng giày vò hắn. Dương Biện cũng không lại để ý tới, dùng đan dược trong thanh đồng tiểu tháp nuôi nấng mẫu thân và mọi người. Chỉ là thân thể bọn họ đã quá mệt mỏi, Dương Biện chỉ có thể dùng những thứ bình thường nhất, cẩn thận từng ly từng tí giúp họ tẩm bổ. Sau hơn một giờ, Khương Phàm xông ra khỏi Hắc Thủy Hải vực bạo loạn, trở lại trên thuyền của Thiên Mộng Đảo. Dương Duy rốt cuộc cũng không kiên trì nổi. Viễn cổ kinh hồn, Hải Thần Đảo muốn thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, ta chỉ biết là nhiều như vậy, ta thật chỉ biết là nhiều như vậy. Thất khiếu Dương Duy rớm máu, yết hầu cùng trong miệng đều chui ra cành non, thanh âm khàn giọng quái dị. Viễn cổ kinh hồn. Dương Biện đứng dậy, hai mắt sung huyết dần dần lăng lệ. Cự kình linh văn tại linh hồn cảnh cao giai sẽ thức tỉnh kinh hồn, dựa theo thực lực mạnh yếu chia làm, thượng cổ kinh hồn, thái cổ kinh hồn, cùng, viễn cổ kinh hồn. Thánh phẩm linh văn, chỉ có thể thức tỉnh thượng cổ kinh hồn. Thiên phẩm linh văn, có khả năng thức tỉnh thượng cổ kinh hồn, cùng thái cổ kinh hồn. Nhưng, tại tình huống cực kỳ đặc thù, thiên phẩm linh văn còn có thể thức tỉnh viễn cổ kinh hồn càng kinh khủng hơn. Một khi thức tỉnh, hồn lực cường đại sẽ kích thích huyết mạch, linh hồn. Thậm chí là biến đổi linh văn, trở nên vô cùng cường đại. Nhưng thức tỉnh viễn cổ kinh hồn quá khó khăn, tại Hải Thần Đảo kéo dài đến vạn năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi lần thức tỉnh, đều sẽ mang đến cho thần vực chi hải trùng kích to lớn, cũng không hề nghi ngờ sẽ mang theo Hải Thần Đảo trở lại Thiên Khải Hoàng Đảo. Dương Biện đi đến trước mặt Dương Duy. Thức tỉnh viễn cổ kinh hồn có liên quan gì với ta? Tại sao ta nhất định phải chết? Dương Duy đau đớn kêu rên, thân thể bị chạc cây khống chế mà vặn vẹo. Bọn họ muốn thái cổ kinh hồn ngươi làm kíp nổ. Thái cổ kinh hồn của ngươi vô cùng cường đại, mà còn vừa ngưng tụ thành tinh thể hồn nguyên, nhưng không có hoàn chỉnh dung hợp cùng thân thể. Cho nên cái gì, nói rõ cho ta, nếu không ngươi sẽ ở bên trong lồng giam này nhận hết tra tấn, sống không bằng chết. Hải Thần Đảo muốn trùng kích hoàng đạo, chỉ lợi dụng thánh bằng đảo thì vẫn còn không đủ. Bọn hắn cần phải có lãnh tụ tuyệt đối, có thể mang theo bọn hắn giết đến chiến trường Thiên Khải, đồng thời toàn thắng trở về. Cho nên, ngươi nhất định phải hy sinh. Không thể nào, nói bậy nói bạ, dùng thái cổ kinh hồn của ta thì có thể dẫn xuất viễn cổ kinh hồn sao? Nếu như dễ dàng như vậy, Dương gia đã sớm làm như vậy. Những cái khác ta không biết, ta chỉ biết đến như vậy. Nói tiếp, Dương Duy kêu rên nói. Bọn họ khẳng định có cách. Nhưng dính đến cơ mật, ta thật không biết. Dương Biện nắm lấy cổ áo Dương Duy, gầm thét. Nói. Dương Duy đau đớn giãy giụa. Ta thật không biết, ngươi giết ta cũng không biết. Ngươi còn biết cái gì, đều nói ra cho ta. Dương Biện vừa vội vừa giận, đều đã muốn rời khỏi, nếu như vẫn không rõ nguyên nhân vì sao, hắn thực sự đi không cam tâm. Ta chỉ biết đến như vậy. Dương Duy bị tra tấn sắp hỏng mất. Giọng Khương Phàm truyền vào thanh đồng tiểu tháp. Là ai bảo ngươi tới? Dương Thiên Hữu hay là tộc trưởng Dương gia? Dương Thiên Hữu, tại sao hắn muốn an bài ngươi tới nơi này? Hắn hoài nghi nơi này sẽ có chuyện. Chỉ là hoài nghi. Còn có giết thân tộc Dương Biện. Nội bộ Dương gia đối với huyết thư là thấy thế nào? Bọn hắn cho rằng thân tộc Dương Biện trước kia đầu hàng đang bất bình. Khương Phàm đứng ở đầu thuyền. Yên lặng nhìn Hắc Thủy Hải vực đang khuất xa tầm mắt. Dương gia không có hoài nghi là Dương Biện khởi tử hoàn sinh, Dương Thiên Hữu cũng chỉ cảm giác chuyện có vấn đề nên mới đến, trận hành động này của mình vẫn còn tính là trọn vẹn, không có để lại tai họa ngầm, cũng không có kích thích đến Lý Hoàng hoài nghi mình. Như thế này hắn đã có thể yên tâm rời khỏi. Mấy ngày mạo hiểm này, cũng coi như đáng giá. Nhưng, nguyên nhân Hải Thần Đảo sát hại Dương Biện vẫn còn có chút kỳ quặc. Giết Dương Biện,
lấy kình hồn. Ngưu đồ viễn cổ kình hồn. Đây cũng là để giúp hải thần đảo trở lại thiên khải chiến trường, làm chuẩn bị chiến tranh điên cuồng nhất. Vì chiến trường, vì vinh dự, con ruột cũng đều có thể lấy ra làm thành thuốc dẫn. Vì để bảo toàn bí mật, tránh cho bên ngoài hoài nghi, đều vô tình lưu vong thân tộc và cả Dương Thiên Khuyết, thê tử của mình. Phương thức làm việc này đã không thể nào dùng bất cứ thủ đoạn để mà hình dung, mà là phát rồ. Nhưng, nếu bọn hắn dám lãng phí siêu cấp thiên tài như Dương Biện đây, hẳn là có niềm tin rất lớn từ Dương Thiên Hữu nơi đó thức tỉnh viễn cổ kình hồn. Nắm chắc ở đâu? Lực lượng ở đâu ra? Viễn cổ kình hồn, có thể xưng cự kình tổ hồn. Sư phụ, ngài có ý nghĩ gì sao? Khương Phàm thực sự không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Đan Hoàng mặc dù từ đầu đến cuối đều luôn yên lặng, nhưng lại một mực đang chú ý bên ngoài. Ta hoài nghi có liên quan cùng vị luyện đan sư Ngụy gia kia. Trước mắt Khương Phàm có chút sáng lên. Ý của ngài là, vị lão tổ tông Ngụy gia kia. Đan Hoàng nói. Hắn hẳn là mấu chốt bên trong. Khương Phàm lập tức hỏi thăm Dương Biện. Người đã nói, Ngụy Vô Đạo là thiên phẩm linh văn đầu tiên hơn 500 năm Ngụy gia sinh ra được, nói cách khác. Hơn 500 năm trước Ngụy gia cũng từng sinh ra một vị thiên phẩm linh văn. Dương Biện nói, Ngụy Thanh Nguyên, từ sau khi Hải Thần Đảo rơi xuống Hoàng Đạo liền suy yếu rất nhiều năm, cho đến khi Ngụy gia sinh ra một vị luyện đan sư thiên phẩm, cụ thể là vào hơn 530 năm trước. Ông ta còn sống không? Còn sống, bắt đầu chủ tu thuật luyện đan, sau 200 tuổi đã bắt đầu dốc lòng tu luyện, thành công đột phá đến thánh linh cảnh, tuổi thọ cũng liền theo đó mà kéo dài. Tuy nhiên, hơn 500 tuổi thì đã đến cực hạn tuổi thọ. Ngươi còn nói qua, Hải Thần Đảo đã tiếp tục ổn định phát triển hơn 500 năm, mỗi lần đều có thể cam đoan hai vị thiên phẩm linh văn thức tỉnh, trong này có phải cụ có liên quan Ninh Ngụy Thanh Nguyên hay không? Không sai, từ khi hắn bắt đầu thức tỉnh thiên phẩm linh văn liền thể hiện ra thiên phú luyện đan siêu phàm, tất cả cổ tịch đan thuật của Hải Thần Đảo đều dung hội quán thông, còn nghiên cứu ra mấy loại đan thuật hoàn toàn mới. Hải Thần Đảo có thể sau khi yên lặng 500 năm lại một lần nữa quật khởi, đồng thời ổn định phát triển 500 năm, tiếp tục sinh ra thiên phẩm linh văn, thật sự không thể bỏ qua công lao Ngụy Thanh Nguyên. Hắn cũng là người mà toàn bộ các lão tổ tông Hải Thần Đảo đều phải tôn trọng. Dương Biện dù sao cũng là người của Hải Thần Đảo, nhắc đến Ngụy Thanh Nguyên, trong ánh mắt vẫn tự nhiên toát ra mấy phần kính sợ. Tại sao ngươi muốn hỏi cái này? Ngươi rất tôn trọng ông ta. Khương Phàm hỏi lại, ta đương nhiên tôn trọng, ngài ấy là thánh linh chân chính của Hải Thần Đảo, tất cả chúng ta đều là nghe chuyện xưa của ngài ấy mà lớn lên. Ta có một phỏng đoán, người thật sự hạ lệnh giết ngươi, rất có thể là Ngụy Thanh Nguyên. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Dương Biện hơi biến đổi, hai đầu lông mày hiện lên tia giận dữ. Trước đừng kích động, nghe ta nói suy đoán của ta đã. Khương Phàm sửa sang lại mạch suy nghĩ, nói. Hải Thần Đảo muốn trở lại chiến trường Thiên Khải, không chỉ cần phải có thực lực cường đại, càng cần lãnh thụ tuyệt đối hơn. Lãnh thụ này không chỉ có phải cường đại dũng mãnh, có mưu lược có dũng khí, càng có thể mang đến cho toàn bộ con dân Hải Thần Đảo đều đầy đủ lòng tin. Mặc dù ngươi rất ưu tú, nhưng tại vấn đề dẫn dắt lòng tin Hải Thần Đảo, hiển nhiên còn chưa đủ. Cho nên bọn họ nghĩ tới thức tỉnh viễn cổ kình hồn. Tựa như ngươi nói, thức tỉnh viễn cổ kình hồn vô cùng khó khăn. Nhưng, Hải Thần Đảo các ngươi vừa vặn có hai điều kiện tiên quyết, cho bọn hắn có đầy đủ lực lượng đi nếm thử. Điều kiện đầu tiên, tuổi thọ của Ngụy Thanh Nguyên sắp hết, Ngụy Vô Đạo vừa lúc xuất hiện, tương đương với Ngụy gia có truyền thừa thiên phẩm mới, Ngụy Thanh Nguyên có thể yên tâm chết. Điều kiện thứ hai, Hải Thần Đảo đến thế hệ các ngươi đây đã thức tỉnh bốn vị thiên phẩm hiếm thấy, cho nên bọn hắn có quyết đoán hy sinh một người. Có hai điều kiện này, cao tầng Hải Thần Đảo phải làm quyết định thật lớn. Ngụy Thanh Nguyên muốn trước khi chết, dốc hết khả năng, thậm chí là tự dùng mình làm vật hiến tế, luyện chế đan dược đặc thù nào đó, trợ giúp Dương Thiên Hữu thức tỉnh viễn cổ kình hồn. Bên trong viên đan dược kia là thuốc dẫn quan trọng nhất, hẳn là hồn nguyên thái cổ kình hồn của Dương Biện ngươi. Mặc dù bỏ qua ngươi thật đáng tiếc, nhưng, ngay cả lão tổ thánh nhân Ngụy gia đều đã cam nguyện chịu chết, Dương gia cũng không có cái gì dễ nói. Khương Phàm được Đan Hoàng chỉ điểm. Đã nghĩ thông suốt mấu chốt bên trong. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng khả năng này cực lớn. Dương Biện hoảng hốt, ta là thuốc dẫn. Ngụy Thanh Nguyên muốn hy sinh chính hắn,
luyện chế một viên thánh đan cuối cùng cho Hải Thần Đảo. Dương Biện rất khó chấp nhận được, nhưng suy đi nghĩ lại, hắn lại tìm không thấy lý do phản bác. Chỉ có Ngụy gia quyết định hy sinh lão tổ tông của bọn hắn, mới có thể để cho Dương gia hạ quyết tâm hy sinh trưởng tử. Chỉ có Ngụy gia lão tổ tông quyết định dốc hết khả năng đi luyện đan, mới có thể để cho Hải Thần Đảo từ bỏ Dương Biện, nếm thử thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Đan Hoàng ở trong ý thức Khương Phàm nhẹ giọng thở dài. Hải Thần Đảo đều là đám người điên, bọn hắn vì để tái hiện vinh quang thiên tổ, lại có thể không tiếc cái giá hy sinh bất cứ kẻ nào. Nếu như tương lai ngươi đối đầu với Hải Thần Đảo, ngàn vạn lần phải coi chừng. Kẻ địch có thực lực không đáng sợ, đáng sợ là kẻ địch đã cường đại lại không từ thủ đoạn. Khương Phàm cũng cảnh giác. Nếu như quả thật như chính mình tưởng tượng, Hải Thần Đảo xác thực đáng để cảnh giác. Tương lai nếu như phải đối mặt, không, dựa theo tình huống bây giờ, tương lai hắn khẳng định sẽ đối đầu với Hải Thần Đảo. Đến lúc đó, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, nếu không rất có thể sẽ bị tính kế. Khương Phàm trầm mặc thật lâu, nói với Dương Biện. Chúng ta phải rời khỏi thần vực chi hải. Mặc dù không có làm rõ ràng nguyên nhân thực sự tại sao Hải Thần Đảo sát hại ngươi, nhưng ta cảm giác có liên quan tới Ngụy Thanh Nguyên, hẳn là tiếp cận chân tướng. Ta vẫn cam đoan như trước đó, sẽ cung cấp cho ngươi đan dược, bảo đảm ngươi trở lại đỉnh phong, cũng sẽ ở tương lai cùng ngươi trở lại thần vực chi hải, đón Lôi Tú đi. Dương Biện từ trong hoảng hốt hoàn hồn, nhìn người thân suy yếu khô gầy bên cạnh một chút, buồn bã cười một tiếng. Hắn lảo đảo đứng dậy, lại nặng nặng quỳ xuống, đối với Hải Thần Đảo trong lòng, cúi đầu, tự lẩm bẩm. Cái quỷ này, là quỳ lại ân tình Hải Thần Đảo dưỡng dục. Cái quỷ này, là quỳ vinh quang cùng những gì đã từng bỏ ra. Giờ khắc này cúi đầu, cũng là thổ lộ hết hắn cùng Hải Thần Đảo. N đoạn nghĩa tuyệt. Dương Biện ngẩng đầu, trên mặt treo đầy nước mắt, ánh mắt lại một lần nữa nổi lên sáng rực. Hắn nắm lấy mái tóc rối tung của mình, chậm chạp lại dùng sức kéo xuống, mang theo da đầu, mang theo cả máu, một tay kéo xuống. Máu tươi hòa với đầu tóc rối bời, trượt xuống gương mặt lãnh tuấn của hắn. Thân thể, tóc da, nhận từ phụ thân phụ mẫu. Cắt hết thay mặt, đáp lễ sinh dưỡng. Dương Biện muốn cùng Hải Thần Đảo, cùng phụ thân, cùng hết thảy mọi thứ ở nơi đó, triệt để chặt đứt liên quan. Năm nào, tháng nào đó, nếu như gặp lại, hắn không vì mình, chỉ vì mẫu thân, vì thân tộc, báo thù tất cả. Khương Phàm nhìn tràng diện đẫm máu trong thanh đồng tiểu tháp, lắc đầu than nhẹ. Lăng Vi đi tới trên bong thuyền, lần nữa mời Khương Phàm. Các ngươi thật không nghĩ đến Thiên Mộng Đảo ngồi một chút sao? Khương Phàm nói. Lăng Vi cô nương có ý tốt, ta xin nhận. Chúng ta còn có chuyện khác phải xử lý, tạm biệt ở chỗ này đi. Lăng Vi khẽ mím môi, hỏi. Ta có thể lại vào gặp Dương Biện không? Khương Phàm cười khổ. Vẫn là nên từ bỏ đi. Hắn bây giờ rất đau đớn, không hy vọng bị người khác quấy rầy. Lăng Vi không tiếp tục kiên trì. Các ngươi lúc nào sẽ trở lại? Khả năng là 3 năm, cũng có thể là 5 năm, chờ chúng ta trở về, nhất định đến Thiên Mộng Đảo bái phỏng Lăng Vi cô nương. Cũng hy vọng Lăng Vi cô nương giúp chúng ta một chuyện, tuyên bố với bên ngoài ta đã gia nhập Thiên Mộng Đảo. Ta sẽ thay ngươi che giấu tốt. Đa tạ Lăng Vi cô nương, chờ tương lai ta trở về, nhất định tự thân vì Thiên Mộng Đảo luyện mấy viên đan dược. Vậy ta cần phải mong đợi rồi. Lăng Vi lộ ra nụ cười thản nhiên. Cáo từ. Khương Phàm ngưng tụ hỏa dực, xông về bầu trời. Hứa Đan và Lý Dần theo sát phía sau, rất nhanh đã biến mất trong tầng mây. Lăng Vi nhìn qua thân ảnh bọn hắn biến mất, yên lặng chúc phúc Dương Biện. Hy vọng ngươi có thể mau chóng từ trong đau đớn giải thoát khỏi ra, cũng mong đợi ngày chúng ta gặp lại. Ngươi là cự kình, ngươi là tinh linh của Hải Dương, ngươi nên thuộc về Đại Dương mênh mông, mà không phải là hòn đảo kia. Kiếp nạn sinh tử này là họa cũng là phúc, nó giải thoát ngươi từ trên hòn đảo kia, trả lại cho người một đại dương mênh mông. Dương Thiên Hữu đợi trong Hải Thần Đảo trọn vẹn 5 ngày, từ đầu đến cuối không có đợi được Dương Duy trở về. Hắn lần nữa phái người đến điều tra, kết quả bên trong Tang Thi Đảo không có một ai, lao tù dưới mặt cầm tù thân tộc Dương Biện đất lại bị phá hư, người ở bên trong toàn bộ đều mất tích. Theo người trấn thủ miêu tả, ngày Dương Duy đến, Tang Thi Đảo xung quanh xuất hiện qua bóng người, bọn hắn đều tụ ở nơi đó điều tra, chỉ thấy Dương Duy đi đến, sau đó liền không có để ý.
tin tức rốt cuộc cũng để cho Hải Thần Đảo cảnh giác. Nhưng, bất luận bọn hắn điều tra thế nào cũng đều không có tra được bất cứ manh mối gì, càng đoán không ra là ai muốn cướp đi thân tộc Dương Biện. Nếu quả thật muốn cứu người, tại sao phải chờ tới bây giờ? Mà thân tộc Dương Biện đều đã không còn ký ức, nửa sống nửa chết, cướp đi lại có ý nghĩa gì? Thật chẳng lẽ là Dương Biện đã trở về rồi? Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng Hải Thần Đảo không hy vọng làm lớn chuyện, nhưng vẫn điều ra mấy trăm người từ Dương gia tiến hành bí mật điều tra. Mà lúc này, kẻ cầm đầu là Khương Phàm đã chạy được mấy vạn dặm hải vực. Kỷ nguyên năm thứ 8, ngày 21 tháng 2, Khương Phàm vượt qua mấy chục vạn dặm hải dương, đến tây bộ Tân Hải của Thương Huyền, không có bất kỳ ngừng lại, một đường lên phía bắc, thẳng đến cổ Hoa Hoàng Thành. Kỳ thật hắn rất muốn về Nam Bộ nhìn, nhưng quan tâm tình huống Kiều Hinh hơn. Cổ Hoa Hoàng Thành. Từ khi Khương Phàm rời khỏi lần trước, đến nay đã hơn 7 năm. Trong thời gian hơn 7 năm, cổ Hoa Hoàng Thành từ lúc bắt đầu minh tranh ám đấu, càng về sau sóng cả càng mãnh liệt, dần dần phát triển đến hỗn loạn, thậm chí là mất khống chế. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô gia nuốt không trôi cục tức kia, đã cùng Kiều gia ngoài sáng đối kháng, ngầm chém giết, từ đầu đến cuối không buông tha. Nhưng dưới sự uy hiếp của Hoàng Thất, hai bên đều giữ vững khắc chế, không có huyên náo quá phận. Nhân Hoàng từ mở to con mắt đến nhắm cả hai mắt, không có cưỡng ép áp chế. Lý do là muốn cho hai bên thích hợp phát tiết một phen, cũng hy vọng mượn Kiều Vạn Niên giáo huấn Tô gia, để Tô Thiên Can nhận sai lầm với Hoàng Thất, đều lần nữa ném đến Hoàng Thất ôm ấp. Nhưng, Nhân Hoàng tuyệt đối không có nghĩ đến Kiều gia đã hoàn toàn thay lòng đổi dạ, càng lộ ra răng nanh, chuyện phát triển dần dần vượt qua mong muốn của tất cả mọi người. Dưới sự vận hành xảo diệu cùng phối hợp của ác nhân cốc, Tô gia nhiều lần tập kích đều xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, thương vong thảm trọng. Nhất là nguyên niên tháng 7 lần kia, ác nhân cốc thông qua đường tắt bí mật, dẫn dụ đội ngũ tình báo Tô gia đạt được một tin tức bí ẩn. Kiều gia lại bắt đầu chuẩn bị, trường sinh đan, lại từ đầu, bây giờ đã thu thập được rất nhiều dược liệu. Trước mấy ngày, bọn hắn phát hiện bảo dược cực kỳ quan trọng ở bên trong bắc bộ Xích Vân sa mạc. Kiều Vạn Sơn bí mật dẫn đầu chi đội Liệp Kiêu đến tiếp ứng. Tô gia sau khi cẩn thận xác minh tin tức, lập tức điều động cường giả đến chặn đường. Dù sao cũng là ở bên ngoài hoàng thành, lại là phục sát, chỉ cần làm sạch sẽ, liền không có người có thể truy xét đến bọn hắn. Nhưng, mưu kế phục sát tỉ mỉ của Tô gia kỳ thật lại là do Kiều gia dụ sát. Khi ác nhân cốc cùng Kiều gia phối hợp với nhau, Tô gia phái đi hơn 800 vị cường giả, toàn quân đã bị diệt, không ai sống sót. Mặc dù chỉ có 800 người, nhưng toàn bộ đều là tinh nhuệ Tô gia, còn bao gồm 13 vị tộc lão tôn quý. Khi Kiều gia phái người đưa hơn 30 quan tài chứa 800 cái đầu đến trong phủ Tô gia triệt để nổi giận, lại khó mà nhẫn nhịn nổi. Bọn hắn dù sao cũng là thân tộc hoàng thất, trăm ngàn năm qua một mực cao ngạo lại bá đạo, tính tình này đã lắng đọng đến trong lòng, sao có thể chịu được loại kích thích này. Mà chuyện thật sự để Tô gia tức giận, còn có hoàng thất lạnh nhạt đến nửa năm. Trong mắt bọn hắn, hoàng thất hẳn là phải đứng bên bọn hắn đây, cũng nhất định phải đứng bên bọn hắn đây, kết quả lại bỏ mặc không quan tâm, còn đứng trong bóng tối gõ bọn hắn. Cho nên, bắt đầu từ nguyên niên tháng 8, Tô gia đã bắt đầu phản kích đặt tới trên mặt nổi, còn liên hợp đến gia tộc hoàng phủ cùng Đường gia. Bọn hắn khiêu khích, gây sự, chém giết, càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Hoàng thất không nghĩ tới Tô gia lại ngu xuẩn mất khôn như thế, sau khi bỏ mặc bọn hắn phát tiết nửa năm, chẳng những không có thu tay lại, ngược lại càng náo càng nghiêm trọng hơn, còn công nhiên chém giết quy mô lớn ngay trong hoàng thành. Nhân hoàng nhiều lần nghiêm khắc ngăn lại, tam đại gia tộc mặt ngoài nhận lời, thực tế lại hoàn toàn không để ý, bọn hắn nhất định phải trọng thương Kiều gia, giáo huấn Kiều gia. Đến tận đây, quyền uy của nhân hoàng nhận khiêu khích. Thanh âm yêu cầu trừng trị bên trong hoàng thất càng ngày càng nghiêm trọng. Tam đại gia tộc liên hợp hành động, xác thực tạo thành phiền phức cực lớn cho Kiều gia, nhưng cũng chính là cơ hội thật tốt mà Kiều gia luôn chờ đợi. Bọn hắn cố gắng thu liếm, cố ý khắc chế, một số thời khắc thà rằng gặp chút tổn thất, cũng không nguyện ý làm lớn chuyện. Bọn hắn xảo diệu lại có kế hoạch làm cho hoàng thành, thậm chí hoàng thất, tạo nên một loại giả tượng, tam đại gia tộc không buông tha, càng ngày càng quá phận. Kiều gia trầm ổn phản kích, từ trước tới giờ không khiêu khích, có phong phạm của đại gia. Loại giả tượng này đã bắt đầu hình thành nhận thức chung,
Kiều gia cũng bắt đầu hành động trong thời gian đầu quan trọng nhất của bọn hắn. Vào một đêm khuya nào đó cuối tháng 9, Kiều gia đột nhiên liên phát 3 đường mật tín, khẩn cấp đưa đến Hoàng Cung, nói có chứng cứ cho thấy, tam đại gia tộc cố ý tập kích Kiều gia vào đêm nay. Bọn hắn khẩn cầu nhân hoàng tự mình đến Kiều gia tọa trấn, để tránh gây nên chiến tranh. Mà Kiều gia cũng nguyện ý trả giá đắt, giải quyết triệt để ân oán giữa các gia tộc, để tránh đảo loạn thế cục cổ Hoa. Thái độ của Kiều gia làm cho hoàng thất vô cùng vui mừng, nhân hoàng khởi hành trong đêm, dẫn đầu số lượng lớn cường giả đi đến Kiều gia. Cùng lúc đó, Kiều gia lợi dụng ác nhân cốc, xảo diệu đi đưa tin tức tới tam đại gia tộc, nhân hoàng tiếp đêm khuya Kiều gia, cố ý thông gia đến đỡ, đều xem trọng trật tự cửu đại gia cổ Hoa. Tam đại gia tộc lập tức khẩn trương, vội vàng phái người tiến về gần Kiều gia quan sát. Kết quả, thị vệ của bọn hắn ở trên nửa đường liền bị sát thủ của ác nhân cốc ngụy trang thành người của Kiều gia bí mật chu sát, gọn gàng, không có dẫn phát bất cứ oanh động gì, nhưng lại xảo diệu để lại người sống, để bọn hắn mật báo. Tam đại gia tộc tức giận càng khẩn trương, xem ra Kiều gia xác thực muốn cùng hoàng thất mưu đồ bí mật, nếu không thì sẽ không thể nào cẩn thận như vậy. Bọn hắn quả quyết phái ra càng nhiều cường giả, kết quả lại lần nữa bị chu sát, lại còn là sát phạt quyết đoán, trong thời gian rất ngắn đã kết thúc chiến đấu, ngay cả vết máu cũng đều không có lưu lại. Tam đại gia tộc bắt đầu bất an, điều động càng nhiều cường giả đi đến, ngay cả tộc trưởng gia tộc đều bí mật áp trận ở phía sau. Nhưng lần này, Kiều gia không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn tới gần Kiều gia. Cho đến khi khoảng cách của bọn hắn và Kiều gia cách nhau 50 dặm, tộc nhân Kiều gia mới cao điệu xuất hiện, tức giận quát tháo bọn hắn lui ra. Nhân hoàng tọa trấn đỉnh núi, tận mắt nhìn thấy tam đại gia tộc tụ tập tới Kiều gia, rốt cuộc cũng động sát cơ. Tam đại gia tộc làm tổn hại an nguy hoàng thành, muốn hành động vây công Kiều gia. Nếu như làm lớn chuyện, chắc chắn sẽ khiến cho cổ Hoa hỗn loạn, khiến cho phương Bắc chú ý. Trong con mắt của bọn họ còn có hoàng thất hay không, còn có an nguy cổ Hoa hay không? Trong lòng nhân hoàng, sự ổn định của cổ Hoa cao hơn hết thảy mọi thứ, địa vị hoàng quyền, phải bao trùm các tộc. Trận khiêu khích đêm nay đã kích thích hắn cực lớn. Mà vào sáng sớm ngày hôm sau, lúc nhân hoàng rời khỏi, tai mắt của tam đại gia tộc ẩn núp ở phía xa cũng đều tận mắt nhìn thấy. Lập tức ấn chứng bọn hắn ngờ vực vô căn cứ, nhân hoàng quả nhiên đang cùng Kiều gia mưu đồ bí mật gì đó. Bắt đầu từ một ngày này, quan hệ giữa hoàng thất cùng tam đại gia tộc đã nhanh chóng chuyển biến xấu. Sau nửa tháng ngắn ngủi, ác nhân cốc khẩn trương tăng thêm lửa mạnh cho thế cuộc hoàng thành, giải lời đồn, Tô gia đang bí mật di chuyển cấm nguyên cổ thụ, mà chuyển giao nơi lại là hoàng tộc Bắc Bộ, Kiếm Hùng Hoàng Triều. Ác nhân cốc không trực tiếp giải tin tức trong hoàng thành, mà lợi dụng những phân bộ khác của bọn hắn, giải tin tức bên trong thế giới dưới đất ở bên ngoài hoàng thành, sau đó đưa vào cổ Hoa hoàng thành. Mà tin tức truyền đi thật thật giả giả, rất ra dáng. Sau khi hoàng thất nhận được tin tức, lập tức cảnh giác. Cấm nguyên cổ thụ là căn mệnh tử của Tô gia, từ đầu đến cuối đều bảo vệ nghiêm mật. Ngay cả hoàng thất bọn hắn đều không thể chạm vào, thậm chí cũng không biết cấm nguyên cổ thụ ở nơi nào. Tại lúc quan hệ giữa hai bên đang khẩn trương, Tô gia lại muốn chuyển rời cấm nguyên cổ thụ đến Kiếm Hùng Hoàng Triều, mục đích đó không cần nói cũng biết. Sau khi Tô gia nhận được tin tức cũng bắt đầu cảnh giác. Bọn hắn rõ ràng không liên hệ cùng Kiếm Hùng Hoàng Triều, ở đâu ra lời đồn. Nếu như hai bên vẫn là quan hệ thân mật như trước kia, Tô gia khẳng định lập tức giải thích với Hoàng thất cũng sẽ chủ động hỏi thăm. Nhưng tại giai đoạn đặc biệt, dùng mình, này... Hoàng thất đầu tiên là phái người điều tra truyền ngôn thật giả, Tô gia cũng không có lập tức giải thích, mà là hoài nghi có người mưu đồ cấm nguyên cổ thụ, cho nên cũng đã an bài số lượng lớn tộc lão tiến về bí cảnh, tăng cường phòng ngự. Nhưng, Tô gia đã trúng cái bẫy của ác nhân cốc. Ác nhân cốc vẫn luôn đang bí mật điều tra cấm nguyên cổ thụ của Tô gia, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời gian đầu Kiều Vô Hối sáng tạo ác nhân cốc. Chỉ là Tô gia đối với biện pháp giữ bí mật cấm nguyên cổ thụ đã làm vô cùng đúng chỗ, chỉ có tộc trưởng sau khi thoái vị mới có thể từ lão tổ biết được vị trí thực sự, cũng tự mình đi qua bảo vệ. Ác nhân cốc mấy trăm năm nay trước sau xác định 7 mục tiêu hư hư thực thực, nhưng mãi vẫn không cách nào xác định được chỗ ở chân chính. Cho tới bây giờ, cổ Hoa gió nổi mây phun, Tô gia khẩn trương, bắt đầu mời nhiều nhân vật cấp lão tổ tỉnh lại, bí mật tiến về trấn thủ cấm nguyên cổ thụ. Rốt cuộc ác nhân cốc cũng đợi được cơ hội, cũng tra được vị trí.
Cấm nguyên cổ thụ là ở trong rừng rậm ngoài cổ Hoa Hoàng Thành, phía dưới một cái hồ nước không hề thu hút chút nào. Chỗ hồ nước này còn không ở trong 7 mục tiêu hư thực trước đó của ác nhân cốc. Mà, không phải bọn hắn theo dõi không đến, mà bọn hắn thông qua tra khảo 13 vị tộc lão bị, dụ sát, trước đó kia, cùng bí mật giám sát lần này, suy đoán ra. Kỷ nguyên năm đầu tiên, ngày 17 tháng 10, do Kiều Vô Hối tự mình ra tay, bọn người Khương Diễm phối hợp, thành công đột phá phòng ngự bảo vệ dưới hồ nước, cướp đi cấm nguyên cổ thụ. Trước khi rời khỏi, bọn hắn còn lưu lại khí tức nhân hoàng trên mặt đất trong tầng phế tích. Phần khí tức yếu ớt này là nửa tháng trước Kiều gia mời nhân hoàng đi qua, dùng suốt cả đêm ngưng tụ lại. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đầy đủ gây nên cảnh giác. Tô gia tức giận, sau khi nghiêm mật điều tra, đầu mâu đã trực chỉ hoàng thất. Bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh, lời đồn có thể là do hoàng thất cố ý giải. Mà, lực lượng phong ấn bọn hắn bố trí lại cực kỳ cường đại, đủ để chống cự niết bàn cảnh đỉnh phong. Cho nên người có năng lực phá vỡ phòng ngự, chỉ có hoàng thất. Hoàng thất đây là muốn thông qua cấm nguyên cổ thụ đến chế tải bọn hắn sao? Không sai. Khẳng định là như thế. Hoàng thất muốn trừng trị bọn hắn, nhưng lại tham luyến cấm nguyên cổ thụ, dứt khoát cưỡng ép bắt lấy. Lão tổ Tô gia tức giận, tiến về hoàng cung chất vấn. Đây là mệnh căn của bọn hắn, tuyệt đối không thể giao cho người khác. Nhân hoàng đương nhiên không thừa nhận, thậm chí hoài nghi Tô gia cố ý trình diễn vở kịch, bị trộm, bí mật di chuyển cấm nguyên cổ thụ. Các tộc lão hoàng thất đối với cử động quá phận một thời gian này của Tô gia đã sớm không thể nhịn được nữa, bây giờ lại phải di chuyển cấm nguyên cổ thụ, đơn giản là không thể tha thứ. Nếu như là gia tộc khác, bọn hắn còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng Tô gia thì không được. Tô gia là chó mà bọn hắn nuôi, chó nên trung thành, nên nghe lời. Bây giờ con chó này lại muốn quay về phía chủ nhân sủa inh ỏi, còn muốn cắn ngược lại chủ nhân. Mối quan hệ giữa hai bên đã triệt để chuyển biến xấu. Mặc dù rất nhiều tộc nhân Tô gia được gả vào hoàng thất đã nghĩ hết biện pháp hòa giải, nhưng cũng đã không cách nào áp chế lửa giận hai bên được nữa. Ngày 25 tháng 10, tại thời điểm hoàng thất chuẩn bị chế tài Tô gia, ác nhân cốc lần nữa phối hợp Kiều gia bí mật triển khai hành động, trong vòng một đêm tập kích 5 thương hội bên ngoài của Kiều gia, còn có 3 khu sản nghiệp bên ngoài của hoàng thất. Lấy phương thức tự sát, giá họa cho Tô gia. Nhân hoàng tức giận, hoàng thất không thể nhịn được nữa. Ngày 26 tháng 10 cùng ngày, hoàng thất phong tỏa toàn bộ sản nghiệp Tô gia tại nội bộ hoàng thành, cũng yêu cầu gia chủ Tô gia cùng tộc lão toàn bộ vào hoàng cung dự tiệc. Tô gia biết rõ vào hoàng cung thì dễ, nhưng đi ra chỉ sợ cũng khó. Cho nên sau khi kịch liệt tranh luận, gia chủ Tô gia, Tô Thiên Can lấy lý do thân thể khó chịu cự tuyệt dự tiệc, chỉ an bài nhị đệ là Tô Thiên Nguyên tiến vào hoàng cung. Đến lúc này, rốt cuộc bọn hắn cũng sợ hãi, cũng bắt đầu tỉnh táo. An bài Tô Thiên Nguyên tiến hoàng cung, chính là muốn giải thích bọn hắn không có tập kích sản nghiệp của hoàng thất, cũng hy vọng hoàng thất có thể giao ra cấm nguyên cổ thụ, Tô gia nguyện ý một lần nữa quy thuận. Nhưng, Tô Thiên Nguyên không đợi đuổi tới hoàng cung liền bị Kiều Vô Hối ẩn núp tự mình chu sát. Lấy thực lực Kiều Vô Hối, chu sát niết bàn cảnh tứ trọng thiên Tô Thiên Nguyên, chỉ cần một kích. Một đêm này, cổ Hoa Hoàng Thành đã lâm vào mưa sa gió rét. Hoàng thất, không có chờ được Tô gia. Tô gia, không có chờ được Tô Thiên Nguyên trở về. Đến tận đây, mối quan hệ giữa hai bên đã triệt để quyết liệt. Sáng ngày hôm sau, nhân hoàng điều động toàn bộ tộc lão hoàng thất, cũng truyền lệnh các đại gia tộc, tề tụ về Tô gia. Cao tầng Tô gia lại sớm từ rạng sáng đã bắt đầu chuẩn bị đào vong. Bọn hắn khẩn cấp an bài một số tộc nhân cùng người hầu, đào vong từ mật đạo gia tộc. Mà cao tầng Tô gia cùng tất cả thủ vệ thì bí mật liên hệ thế lực hắc ám cổ Hoa, ác nhân cốc. Đây là thế lực bọn hắn có thể nghĩ tới, là thế lực duy nhất có thể giúp đỡ, đồng thời có năng lực di chuyển của bọn hắn. Tô Thiên Can hy vọng ác nhân cốc có thể dốc hết có khả năng, trợ giúp bọn hắn chạy ra khỏi cổ Hoa. Chỉ cần thành công, bọn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Khi hoàng thất cùng bát đại gia tộc đuổi tới Tô gia đã không có một ai. Bọn hắn lập tức tìm kiếm mật đạo, cuối cùng cũng vây bắt một số tộc nhân cùng người hầu đến làm mồi dụ tại bên ngoài hoàng thành. Nhân hoàng tức giận, đây là phản bội. Tô gia phản bội tổ huấn, phản bội hoàng thành. Tô gia để cho cổ Hoa Hoàng Thành mất hết mặt mũi, để cho cổ Hoa Hoàng thất bị khuất nhục.
Nhân hoàng lập tức hạ lệnh lùng bắt Tô Thiên Can và tất cả mọi người. Chỉ là, từ sau ngày hôm đó, toàn bộ cao tầng Tô gia đã mất tích, không còn tin tức gì nữa. Hoàng thất suy đoán, Tô gia đã chạy đến phương Bắc tìm kiếm Hùng Hoàng triều tị nạn, phái người tiến đến thương lượng. Nhưng tin tức đợi được lại là, nơi đó căn bản cũng không biết chuyện như thế. Thế cục cổ hoa thoáng bình tĩnh, nhưng bầu không khí lại lộ ra khẩn trương. Bởi vì, trong một năm ngắn ngủi này, bọn hắn vậy mà từ bên trong các loại hỗn loạn cùng nháo kịch đã mất đi một đại gia tộc. Cửu đại gia cổ hoa, từ đây chỉ có thể là bát đại gia. Mà gia tộc rơi đi kia, lại còn là gia tộc trung thành nhất của hoàng thất, là mãnh hổ trước sau bồi bạn mấy ngàn năm. Liền ngay cả các thế lực đóng giữ như thiên cung đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn cảm giác chuyện giống như không cần thiết phải phát triển đến tình trạng này. Trong thời gian một năm này, hai bên kỳ thật có rất nhiều cơ hội có thể hòa hoãn. Nhưng, mỗi lần thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ có một chuyện nào đó đột nhiên phát sinh, cũng để cho hai bên thêm lửa giận, để chuyện càng ngày càng nghiêm trọng. Từ nơi sâu xa, giống như có bàn tay vô hình, đang xảo diệu dẫn dắt hết thảy mọi thứ. Về phần cuối cùng Tô gia thoát khỏi và hoàng thất vây công, càng giống là tới quá đột nhiên, đừng nói các thế lực như thiên cung không ngờ tới. Ngay cả gia tộc Hoàng Phủ và các gia tộc khác đều cảm giác ngoài ý muốn. Nhân hoàng sau khi tỉnh táo lại cũng cảm thấy hối hận không thôi. Tô gia cường đại, cứ như vậy mà rời khỏi. Cửu đại gia cổ hoa, vậy mà lại kết thúc ở thời đại này của hắn. Hắn coi trọng nhất là mặt mũi, coi trọng nhất là sự ổn định của cổ hoa, kết quả lại thành phá hư cách cục kia. Hắn, rất không muốn lưu danh sách sử cổ hoa, bị hậu thế của trách. Nhân hoàng một lần nữa hồi tưởng tất cả sự kiện phát sinh trong một năm qua này, mơ hồ cảm giác rất nhiều chỗ kỳ lạ, thậm chí rõ ràng có vấn đề. Chẳng qua là lúc đó các phương đều đang giận trên đầu, đều tức giận đối phương, cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ, có người đang tính kế hoàng thất? Là ai? Ai có thể đảm lượng có như thế? Ai dám tính toán hoàng tộc cao ngạo? Nhân hoàng cảm thấy không thể nào, nhưng càng cẩn thận hồi tưởng, càng cảm giác có khả năng. Là kẻ địch phía ngoài? Hay là các thế lực thiên cung đóng quân nơi này? Giống như bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy cổ hoa tiếp tục ổn định, càng không nguyện ý nhìn thấy các đại gia cổ hoa đoàn kết. Ngoại trừ bọn hắn, giống như, Kiều gia cũng có khả năng. Nhưng, Kiều gia và bọn hắn chỉ là ân oán giữa gia tộc mà thôi, không đến mức hủy hoại Tô gia, lại không dám trực tiếp tính toán hoàng thất. Nếu không khi tin tức bại lộ, bọn hắn chính là gặp phải nguy hiểm diệt tộc. Rốt cuộc là ai? Nhân hoàng bắt đầu bí mật thành lập đội ngũ đặc biệt, triển khai điều tra đối với tất cả sự kiện. Nhưng, ác nhân cốc làm việc rất khéo léo, sớm đã đều xóa đi tất cả vết tích, mà còn để lại tin tức cực kỳ bí ẩn, chỉ hướng thiên cung. Kiều gia sau đó dàn xếp lại, bí mật phối hợp ác nhân cốc thanh lý vết tích, cũng do Kiều Vô Hối tự mình dẫn đầu, tiến về náo động Huyền Nguyệt Hoàng Triều, bí mật bố cục. Kỷ nguyên năm thứ ba, ngày mùng 5 tháng 10. Khương Diễm dùng thời gian 2 năm, thuận lợi kết thúc hành động ở Huyền Nguyệt, thành công di chuyển di cốt Chu Tước. Nhưng, Huyền Nguyệt Hoàng Triều không hề từ bỏ đối với đuổi bắt di cốt Chu Tước. Vạn Đạo Thần Giáo triển khai bí mật điều tra, mục tiêu điều tra đầu tiên định tại Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ. Kỷ nguyên năm thứ tư, Kiều gia lại bắt đầu bố cục cổ hoa lại từ đầu. Nhưng, qua 2 năm điều tra, Hoàng thất cổ hoa đã từ các loại dấu vết. Phát hiện bóng dáng Kiều gia cùng ác nhân cốc. Nhất là vào cái đêm khuya Tô gia kịch biến đó, Tô gia đã có hối hận, Tô Thiên Nguyên thậm chí đã rời khỏi Tô gia. Nhưng, Tô Thiên Nguyên lại mất tích. Thời khắc cuối cùng, cao tầng Tô gia nhưng thật ra bí mật nhờ sự giúp đỡ của ác nhân cốc. Bên trong cổ hoa hoàng thành, chỉ có ác nhân cốc mới có năng lực, đồng thời có đảm lượng, bí mật di chuyển toàn bộ cao tầng Tô gia. Mà, bây giờ hoàng thất đã vô cùng xác định. Tô gia không liên hệ cùng kiếm hùng Hoàng Triều. Chẳng lẽ là Kiều gia liên hợp ác nhân cốc, mượn tay Hoàng thất xử lý Tô gia? Nếu thật là như thế này, Kiều gia thật sự cả gan làm loạn, mà ác nhân cốc càng là phạm vào kiêng kỵ. Nhưng, bất luận là nhân hoàng, hay là các tộc lão Hoàng thất, cũng chỉ là hoài nghi, không trực tiếp có chứng cứ. Mà, trong bọn họ rất nhiều người đều không tin Kiều gia cùng ác nhân cốc dám làm như thế. Lý do vẫn là cái kia. Giữa Kiều gia và Tô gia chỉ là chút ân oán, không cần thiết phải nhắc lên nguy hiểm diệt tộc cho bị, triệt để hủy Tô gia. Các lão tổ tông hoàng thất,
thậm chí hoài nghi đây là có một bàn tay bí ẩn phía sau màn cố ý chỉ dẫn hoàng thất điều tra Kiều gia, xử lý Kiều gia, sau đó mượn cơ hội này lần nữa tiêu diệt một đại gia. Nếu thật là như thế này, hoàng thất bọn hắn liền trúng phải cái bẫy, không chỉ có thẹn với tổ tông, càng sẽ biến thành trò cười. Cho nên hoàng thất điều tra chia làm hai bộ phận, một bộ phận do đại hoàng tử phụ trách, tiếp tục điều tra ác nhân gốc cùng Kiều gia. Một bộ phận do nhân hoàng tự mình phụ trách, tiếp tục truy tra vấn đề khác. Trọng điểm là, hướng đi của Tô gia cùng cấm nguyên cổ thụ hạ lạc. Kỷ nguyên năm thứ tư, tháng 5, ác nhân cốc chuẩn bị ba chuyện, một lần nữa đảo loạn cổ hoa sốc lên mở màn chiến tranh. Chuyện đầu tiên, sự kiện nữ nô. Ngày 11 tháng 5, ác nhân cốc tiến hành đấu giá thông thường, hoàn khố công tử Đường gia, Đường Nguyên Kiệt, ra giá cao cạnh tranh một nữ tử xinh đẹp. Sau đó không kịp chờ đợi chạy tới Đường gia. Nhưng, thân phận thật sự của nữ tử xinh đẹp kia thật ra là nữ nhi Kiều Phương Hoa nhận nuôi, Kiều Nhược Đồng, cũng, ly kỳ mất tích tại nửa năm trước. Kiều gia nhận được tin tức, lên cơn giận dữ, lập tức hành động. Kiều Vạn Sơn tiến về ác nhân cốc, chất vấn cốc chủ ác nhân cốc, vì sao muốn đấu giá Kiều Nhược Đồng, lại là từ nơi nào lấy được Kiều Nhược Đồng. Hai bên liệt xung đột, diễn biến thành chém giết. Kiều Phương Hoa tính tình nóng nảy, trực tiếp mang theo hơn 2.000 người của vệ đội Kim Kiêu, lao thẳng đến Đường gia. Kiều gia bọn hắn đã không có hài tử, coi Kiều Nhược Đồng là bảo bối, không nghĩ tới lại bị Đường gia lấy đi, còn muốn làm nữ nô, cái này không thể chịu đựng được. Đường gia vội vàng không kịp chuẩn bị, bình chướng cũng không kịp mở ra, liền bị Kiều Phương Hoa đánh bay cửa phủ. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại cực kỳ oanh động. Ác nhân cốc tiếp tục tăng chém giết. Hai bên thảm trọng, gia chủ Kiều gia, Kiều Vạn Niên đều theo sát lao đến ác nhân cốc, cùng cốc chủ ác nhân cốc bộc phát ác chiến. Đường gia chém giết cũng bởi vì Kiều Phương Hoa tức giận mà giết tới mất khống chế, cho đến khi lão tổ Đường gia liên tiếp xuất hiện, cường thế khống chế Kiều Phương Hoa lại, thế mới biết chân tướng mọi chuyện. Đường Nguyên Kiệt không biết mình đã gây họa, càng không biết mình bị tính toán. Bởi vì hắn chỉ biết là Kiều Phương Hoa có nữ nhi nhận nuôi, lại không gặp qua Kiều Nhược Đồng. Càng sẽ không nghĩ đến ác nhân cốc cũng dám đấu giá con cái Kiều gia. Cho nên, hắn thành mục tiêu, thời điểm cũng đang muốn ra vẻ ta đây, bị Kiều Nhược Đồng thiến giết, sau đó mang theo, y phục không chỉnh tề kêu khóc chạy ra. Kiều Nhược Đồng suýt nữa chịu nhục. Đường Nguyên Kiệt bị tàn nhẫn sát hại. Kiều gia giết tới Đường phủ. Đường gia trọng thương Kiều Phương Hoa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sự kiện nữ nô, lấy phương thức cực kỳ kịch liệt triệt để khơi dậy thù hận giữa Kiều gia cùng Đường gia, cục diện vừa bình tĩnh của cổ hoa lại bị xáo trộn. Chỗ cao minh của sự kiện lần này cũng là tạo cho người ta giả tưởng, tức là Kiều gia cùng ác nhân cốc đã không đội trời chung. Chuyện thứ hai, sự kiện tranh phong. Ngày 17 tháng 5, ác nhân cốc bí mật cung cấp 3 vị nữ tử tuyệt mỹ đến hoa lâu lớn nhất cổ hoa. Hoa lâu trắng trợn tuyên truyền. Tất cả thiếu gia ăn chơi trong hoàng thành tề tụ một đường. Trong đó có hai nhân vật đặc biệt, một là công tử Độc Cô Gia, Độc Cô Giác. Hắn là con trai độc nhất của đại ca Độc Cô Phong Vân, gia chủ gia tộc Độc Cô đương thời. Mà căn bản đã xác định vị trí gia chủ Độc Cô Gia, cũng hẳn là đại ca hắn, tuy nhiên sau này lại chết bởi ngoài ý muốn. Cho nên từ gia chủ tiền nhiệm Độc Cô Gia, đến gia chủ đương thời, cùng các vị tộc lão, đều vô cùng sủng ái đối với vị công tử này. Cũng làm cho hắn ngang ngược càn rỡ, tính cách hoàn khố vô độ. Một tên là Trung Ly Lương Ngọc của gia tộc Trung Ly, hắn là con trai út của gia chủ Trung Ly gia, cũng là một trong những hoàn khố nổi danh nhất cổ hoa. Khi hoa lâu cạnh tranh bắt đầu, Độc Cô Giác cùng Trung Ly Lương Ngọc rất nhanh cũng đã triển khai cạnh tranh, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà ác nhân cốc đều hạ độc trong rượu của hai người, có thể khiến người ta kích động, táo bạo dễ giận. Sau đó... Hai người cạnh tranh biến thành hỗn chiến, cho đến khi Trung Ly Lương Ngọc thất thủ giết chết Độc Cô Giác, thị vệ Độc Cô Giác thì giết chết Trung Ly Lương Ngọc. Trung Ly gia cùng Độc Cô gia lập tức thủy hỏa bất tương dung. Mà dưới sự chỉ dẫn xảo diệu của ác nhân cốc, một ít thanh niên nhiệt huyết, trong hai bên tộc, đều bí mật hướng ác nhân cốc mở ra hành động ám sát với cái giá trên trời, mục tiêu trực chỉ cao tầng các nhà. Ác nhân cốc lập tức công khai chuyện, cũng biểu thị tuyệt đối không xen vào ân oán các đại gia. Mà liệp sát lệnh đã công bố, cũng lần nữa tăng lên thù hận giữa hai bên, tiến tới dẫn phát xung đột kịch liệt. Chuyện thứ ba, sự kiện loạn quyền.
Kiều gia vì để tránh cho vận hành quá độ, khiến cho hoàng thất cảnh giác, cho nên sớm thông qua phân bộ bên ngoài của ác nhân cốc, hướng các tộc phương Bắc truyền tống tin tức cổ hoa loạn cục. Mỗi khi cổ hoa xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn nào, bọn hắn đều sẽ lấy phương thức khoa trương, khuếch tán ra phương Bắc. Kích thích những thế lực đối địch có ý tưởng đối với cổ hoa hoàng thành kia, để bọn hắn về sau dần dần nhúng tay. Chỉ cần có 3 đến 5 thế lực đồng ý, liền sẽ có càng nhiều người tham dự vào, cuối cùng hình thành thuế lực loạn quyền, cưỡng ép đảo loạn cổ hoa, kiềm chế tinh lực hoàng thất, để cục diện mất khống chế. 3 trận sự kiện tựa như mở màn cho chiến tranh, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã đảo loạn cổ hoa, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 10, lần lượt có thế lực bên ngoài bắt đầu mưu đồ bí mật, mà còn đằng đằng sát khí. Bởi vì những năm này cổ hoa hoàng triều phát triển quá ổn định, đối với thế lực xung quanh, thậm chí là hoàng tộc khác, sinh ra áp lực cực lớn. Nếu như có cơ hội có thể làm loạn cổ hoa, bọn hắn khẳng định sẽ tận hết sức lực. Mà sớm tại sau khi sự kiện Tô gia phản bội chạy trốn phát sinh, bọn hắn liền đã dục dịch. Chỉ là hoàng thất rất nhanh đã tỉnh táo lại, không có cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Bây giờ cổ hoa lại nổi sóng gió, bọn hắn đều quả quyết nắm lấy cơ hội. Cứ như vậy, cổ hoa hoàng thành nhanh chóng lâm vào náo động, gia tộc nội bộ va chạm kịch liệt, thế lực ngoại bộ nhúng tay trợ giúp. Hoàng thất mặc dù tôn vị chủ nhân hoàng tộc, nhưng dù sao cũng đã bình tĩnh hơn ngàn năm, ban đầu là sợ đầu sợ đuôi, mệt mỏi chống đỡ, mà mâu thuẫn nội bộ đọng lại đã lâu, ngoại bộ khí thế hung hung, để cục diện cổ hoa triệt để mất khống chế. Chỉ trong 2 năm, cổ hoa hoàng thành lâm vào mưa sa gió rét, thương vong thảm trọng, danh dự bị hao tổn. Ngay cả hoàng tộc phương Bắc, kiếm hùng hoàng triều cũng bắt đầu đâm ra lợi kiếm với nơi này. Nhưng, cổ hoa nhân hoàng tuyệt đối không phải hạng người vô năng. Chỉ là cục diện mất khống chế quá mãnh liệt, để hắn chống đỡ không được, bây giờ hoàng thành đứng trước sinh tử tồn vong, rốt cuộc hắn cũng bắt đầu cường thế phản kích. Kỷ nguyên năm thứ 6, tháng 7. Cổ hoa nhân hoàng đột nhiên cao điệu tuyên bố, gây dựng lại cửu đại gia cổ hoa. Từ bên trong bát đại gia tộc chọn lựa 7 đại gia tộc, từ trong gia tộc quan trọng còn lại đề bạt 2 đại gia tộc, tổ kiến cửu đại gia cổ hoa hoàn toàn mới. Thời gian trọng chỉnh cụ thể là năm thứ 9, ngày mùng 9 tháng 9. Trước đó, hoàng thất sẽ xuất ra toàn bộ tinh lực, tiến hành ước định toàn diện đối với các tộc cổ hoa. Chiếu lệnh vừa ra, cổ hoa hoàng thành lập tức an tĩnh. Dù sao bất kể mọi người náo thế nào, đều là phát tiết lửa giận, tranh thủ quyền lợi. Ai cũng không muốn rời khỏi cổ hoa. Bát đại gia tuyệt đối không hy vọng bị trục xuất khỏi, đỉnh cấp gia tộc, bằng không địa vị của bọn hắn sẽ rớt xuống ngàn trượng, càng là thẹn với tổ tông. Mà đối với các gia tộc cường đại khác mà nói, đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Chỉ cần bước lên hàng ngũ cửu đại gia tộc, bọn hắn sẽ là một bước lên trời, hưởng thụ địa vị phi phàm, làm rạng rỡ tổ tông. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc cổ hoa toàn bộ đứng yên, đồng thời chặt chẽ chen chúc đến bên cạnh hoàng thất cổ hoa, mang theo các loại nịnh nọt xung xoe. Ngay cả thế lực bên ngoài đều quả quyết thu tay lại, không còn dám tùy tiện khiêu khích. Nếu không, một khi lại ra mặt gây sự, ngay lập tức sẽ biến thành công cụ cho các đại gia tộc cổ hoa, tranh công, không phải cho ngươi học một khóa, chính là nhổ ngươi tận gốc. Trận phản kích này của cổ hoa nhân hoàng tinh diệu tuyệt luân. Mặc dù cửu đại gia tộc vô cùng mạo hiểm, hỏng tổ huấn tiên tổ để lại, nhưng hắn vẫn bày ra tư thế, cường lực phổ biến. Hắn muốn nhờ sự kiện lần này, một lần nữa khống chế các đại gia tộc cổ hoa, cũng bồi dưỡng, trung khuyển, mới, mà là muốn bồi dưỡng 2 cái, tiến hành chế ước lẫn nhau. Đến tận đây, cổ hoa an tĩnh, kiều gia cũng an phận. Kỷ nguyên năm thứ 8, ngày 17 tháng 4, Khương Phàm đến cổ hoa hoàng thành. Từ thần dụ chi hải đến tây bộ thương huyền. Từ Tây Bộ lại đi thẳng đến Bắc Bộ, bọn hắn lặn lội đường xa hơn 500.000 dặm. Ngoại trừ chỉnh đốn cần thiết, cơ hồ toàn bộ đều là ở trên đường. Rốt cuộc cũng, trở về. Khương Phàm đứng trước cửa thành cổ hoa rộng rãi hùng vĩ, cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. Hình nhi, ta đã trở về. Thuốc cứu nàng, ta đã tập hợp đủ toàn bộ. Nàng, sắp được tỉnh lại rồi. Đan Hoàng xuyên qua ý thức Khương Phàm. Nhìn qua cổ hoa trước mặt, âm thầm rung động, chỉ mong tới kịp. Vì để gom góp dược liệu, đứa nhỏ này ngay cả địa ngục cũng đều xông, cảnh giới đều phải tu luyện lại từ đầu. Nơi này là hoàng tộc Bắc Bộ, cổ hoa hoàng thành.
Đây chính là nơi ngươi muốn tới. Khương Phàm, ngươi xác định không có lầm. Hứa Đan nhìn qua tường thành nguy nga cao ngất trước mặt mình, biểu hiện trở nên đặc sắc không gì sánh được. Từ sau khi đổ bộ đến Thương Huyền, Khương Phàm vẫn luôn cắm đầu đi đường, từ đầu đến cuối không đề cập tới muốn đi nơi nào. Hứa Đan thực sự không nghĩ ra, một người của Thánh Địa Nam Bộ như Khương Phàm, tại sao muốn chạy đến Bắc Bộ cứu người? Hắn là làm thế nào biết được người của Bắc Bộ, lại là người nào đáng để hắn liều chết xông đến địa ngục tìm kiếm dược liệu? Đáp án rốt cuộc cũng vào hôm nay cũng được công bố, nhưng cũng lại làm cho nàng trợn mắt hốc mồm. Tên điên này vậy mà lại có liên quan cùng hoàng tộc phương Bắc. Khương Phàm nói, Lý Dần, từ hôm nay trở đi, xem trọng Hứa Đan cho ta. Nếu như nàng có bất kỳ cử động quá đáng nào, đừng trách sư phụ ta tâm ngoan thủ lạt. Lý Dần nghiêm nét mặt nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Hứa Đan. Khương Phàm nói với Hứa Đan, từ hôm nay trở đi, ngươi làm câm điếc cho ta, dám nói lung tung một chữ, ta ngươi ném vào thanh đồng tiểu tháp. Từ nay về khi, ngươi hoặc là ở bên trong chờ chết, hoặc là cùng Lý Dần sinh hài tử. Ngươi, Hứa Đan vừa muốn phản kích, lại bị ánh mắt sắc bén của Khương Phàm làm cho ngậm miệng lại. Lý Dần đụng đụng Hứa Đan, để nàng đừng nói lung tung. Hắn nhìn ra được, sư phụ rất nghiêm túc, không phải đùa giỡn. Mà, thời điểm bọn hắn tại hải vực sư phụ ngẫu nhiên sẽ còn cười cười nói nói, sau khi tiến vào lục địa, trên mặt đã không còn nụ cười nữa. Khương Phàm nói, Lý Dần, thay đổi dung mạo, cũng đừng nói tên mình. Còn có, từ hôm nay trở đi, mặc kệ các ngươi nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không cần hỏi. Các ngươi, một mực đi theo ta. Làm thần bí như vậy. Hứa Đan bĩu môi, không nói gì thêm, nàng cũng muốn nhìn xem, Khương Phàm có liên quan gì cùng hoàng tộc phương Bắc này. Bọn hắn theo đám người, đi tới thành mặt. À, thị vệ phụ trách kiểm tra vừa muốn ngăn cản, bỗng nhiên cảm giác Khương Phàm có chút quen thuộc. Kiều gia, Khương Phàm. Khương Phàm tự báo tính danh. Khương Phàm. Số lượng lớn thị vệ đồng loạt nhìn qua, rất nhiều người qua đường đều đưa cổ nhìn quanh. Không biết vì sao, cái tên nghe giống như rất xa lạ này đột nhiên liền kéo lực chú ý của bọn hắn lại. Lại nghĩ lại, tên xa lạ đã lập tức trở nên không xa lạ gì. Con rể Kiều gia, Khương Phàm. Một nam tử phách lối lại mạnh mẽ. Thi đấu bài vị đã làm kinh diễm toàn trường. Sức một mình trợ giúp Kiều gia đăng đỉnh đứng đầu cửu đại gia tộc. Chỉ là sau trận thảm kịch đột nhiên xuất hiện trong tiệc tối kia, Khương Phàm liền mất tích. Tính toán ra, đến nay đã 7-8 năm rồi. Ngươi trở về rồi. Bọn thị vệ cũng đều nhớ ra rồi, nhân vật phong vân này đã lại trở về. Còn cần kiểm tra không? Không cần. Bọn thị vệ lập tức tránh ra, đưa mắt nhìn hắn tiến vào cổ thành. Rất nhanh. Tin tức Khương Phàm trở lại cổ hoa trong thời gian ngắn đã truyền khắp truyền hoàng thành. Khương Phàm trở về rồi. Ta còn tưởng rằng hắn đã chết rồi chứ. Lúc trước sau khi thảm án tại Thanh Bình Uyển xảy ra, Kiều Vi Nhi đã chết, Khương Phàm bị kích thích, từ đó sau khi liền biến mất. Kiều gia nói Khương Phàm sau bế quan mấy tháng, đã rời khỏi nhà đi giải sầu. Kiều Vi Nhi đều đã chết, Khương Phàm còn tới làm gì? Hắn đã không thể tính là con rể Kiều gia nữa. Có ai biết cảnh giới của hắn không? Theo bí mật quan sát, cảnh giới của Khương Phàm hẳn là linh hồn cảnh cao giai. Tốc độ thật nhanh, 7 năm đã là thất trọng thiên, có thể tại linh hồn cảnh làm đến trình độ này, không hổ là chí tôn thánh phẩm. Các tộc sau khi nhận được tin tức đều rất bất ngờ, cũng đều phái người bí mật chú ý. Mặc dù chuyện năm đó đã qua 7-8 năm, nhưng biểu hiện trong hơn 10 ngày ngắn ngủi kia của Khương Phàm vẫn để lại cho bọn hắn ấn tượng rất sâu. Hoàng Phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa cũng là mất mạng trên tay hắn. Thiên Cung. Đông Hoàng Như Ảnh vẫn ngồi trong phòng tại tầng thứ 19 như thường, diễn biến, lục đạo bí thuật. Sau khi sự kiện tại Luân Hồi Bí Cảnh kết thúc, nàng thường xuyên tiến về Vương Quốc Hắc Ám, chú ý tin tức Khương Phàm. Nhưng qua 2 năm cũng không thấy Khương Phàm trở về, nàng dần dần quên đi, toàn bộ tinh lực đều đặt ở bên trên Thiên Thu Vạn Cổ. Nhìn trộm cổ kim. Truy tìm lục đạo, diễn lại võ pháp siêu việt, bí thuật trí cường, truy tìm uy lực đại đạo trí cao vô thượng. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới càng tăng hơn. Ngay cả đột phá linh hồn cảnh, nàng đều dùng 2 năm liền bình ổn vượt qua,
thành công bước lên sinh tử cảnh. Nàng có khả năng sẽ trở thành thiên tài tiến vào niết bàn cảnh sớm nhất trong gần mấy trăm năm qua của thần giáo. Tin tức này thậm chí đã kinh động đến thần giáo, giáo chủ thần giáo tự mình mời nàng, hy vọng có thể trở về thần giáo. Nhưng bị Đông Hoàng Như Ảnh đã nhẹ nhàng cự tuyệt, chỉ nguyện ở lại thiên cung thứ 9. Tuy nhiên tại trong lúc này, cửu thiên thần giáo phát sinh qua một sự kiện, đều mang đến trùng kích cực lớn cho nội bộ thần giáo cùng ngoại bộ thiên cung. Chuyện này chính là Lan Nặc từ trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn đi ra đã thành công bảo vệ hư thiên kính, còn giúp trợ Lan Dận bảo trụ trường sinh đao, Lan Nguyệt bảo trụ càn khôn hồ lô. Tam đại bảo khí vẫn thuộc về Lan gia. Hơn nữa còn là do lão tổ tông tự mình làm ra quyết định. Sau đó, vị phó giáo chủ thần giáo khác, Lan Quỳ đã tự mình thu Lan Nặc làm đồ đệ. Chuyện này không thể nghi ngờ chính là cho toàn bộ phe phái họ Lan ủng hộ to lớn, cũng cho phe phái Đông Hoàng áp lực cường đại. Rất nhiều người đều coi Lan Nặc là hy vọng của Lan gia, coi là tân tú của cửu thiên thần giáo. Đông Hoàng Như Ảnh mặc dù có chú ý qua, cũng phỏng đoán qua nguyên nhân, nhưng nàng đã không thèm để ý qua nhiều. Nàng nắm trong tay truyền thừa cường đại, đủ để cho nàng không nhìn đến bất kỳ đối thủ nào. Tiểu thư, phó cung chủ an bài nô tỳ đưa cho ngài một tin tức, nói rằng ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Có một thị nữ khẽ gõ cửa gian phòng lầu 19. Nói, trong phòng truyền ra thanh âm nhẹ nhàng mà nhu hòa của Đông Hoàng Như Ảnh. Có người, từ địa ngục trở về. Trong phòng an tĩnh một thời gian, truyền ra lời khẽ nói. Khương Phàm, hắn còn sống. Hoàng cung. Đại hoàng tử ngồi ngay ngắn ở trong phòng, lặp đi lặp lại liếc nhìn tư liệu tình báo trên mặt bàn đá, hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ đều là liên quan tới Kiều gia, Tô gia, cùng ác nhân cốc. Lúc trước sau khi Tô gia phản bội chạy trốn, nhân hoàng đã giao chuyện Tô gia cho đại hoàng tử điều tra. Chỉ là sau đó hoàng thành lại lâm vào hỗn loạn, hắn không thể không phối hợp nhân hoàng ứng phó cục diện, dần dần buông xuống. Bây giờ nhân hoàng cao điệu tuyên bố, trọng chỉnh cửu đại gia tộc, thành công khống chế cục diện, hắn lại bắt đầu đặt tinh lực ở bên trên sự kiện Tô gia. Hắn muốn tra rõ ràng rốt cuộc là ai mưu đồ trận đại cục kia. Càng phải tra rõ ràng đám người Tô gia kia cùng vị trí của cấm nguyên cổ thụ. Nếu như hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có thể dựa theo thời gian quy định của hoàng thất tiếp quản hoàng vị, chấp trưởng cổ hoa hoàng thành. Nếu như kết thúc không thành, thời gian thuận vị sẽ chuyển rời 10 năm, thậm chí càng lâu hơn. Cho nên từ bắt đầu tháng 7, kỷ nguyên năm thứ 6, đại hoàng tử đã đặt toàn bộ tinh lực ở trên này. Một năm rưỡi điều tra, đại hoàng tử dần dần loại bỏ tất cả tình báo quấy nhiễu, đưa mắt nhắm ngay Kiều gia cùng ác nhân cốc. Nhưng, để đầu hắn đau chính là, tình báo nhằm vào Kiều gia cùng ác nhân cốc, cơ bản đều là suy đoán thôi diễn, không có chứng cứ quá trực tiếp. Lão Tam, Kiều Vạn Bình còn không có đồng ý sao? Đại hoàng tử buông tình báo trong tay xuống, xoa trên trán căng đau. Chỉ có hoài nghi, không có chứng cứ. Rốt cuộc là Kiều gia quá khôn khéo, hay là hắn còn chưa đủ năng lực, hay thật sự là cha sai phương hướng rồi. Đại ca đừng có gấp, nếu Kiều Vạn Bình do dự, đã nói lên trong lòng có ý tưởng. Tam hoàng tử gầy gò lãnh khốc, đáy mắt hiện lên hung ác. Hắn là cùng phụ thân cùng phụ mẫu thân tộc với đại hoàng tử, cũng là người đại hoàng tử tín nhiệm nhất bây giờ. Xúi dục Kiều Vạn Bình, cũng chính là đề nghị của hắn. Nếu cha không được chứng cứ trực tiếp, liền xúi dục một quan trọng nhân vật nào đó từ nội bộ Kiều gia. Cuối cùng đã chọn Kiều Vạn Bình. Thân phận Kiều Vạn Bình tương đối phức tạp. Nếu thật sự tính toán ra, hắn mới là trưởng tử của tộc trưởng Kiều gia tiền nhiệm, Kiều Anh Tung, tuổi tác so với Kiều Vạn Niên còn lớn hơn 10 tuổi. Hắn là do lúc Kiều Anh Tung tuổi trẻ u mê, kiềm chế xúc động không nổi, cùng thị nữ thiếp thân kết hợp, sinh hạ hài tử. Nhưng thị nữ này tính tình rất bướng bỉnh, tự biết thân phận không xứng, nàng đã mang theo hài tử chạy đi. Kiều gia không có tìm kiếm, mà về sau thị nữ càng chết bởi vì ngoài ý muốn. Cho đến khi Kiều Vạn Niên tiếp quản tộc trưởng, mới phái người đi ra bên ngoài tìm được hắn, mang về Kiều gia, bây giờ phụ trách thương hội của Kiều gia tại Cổ Hoa. Cho nên tình cảm của Kiều Vạn Bình đối với Kiều gia rất phức tạp, mặt ngoài là tôn trọng, đội ơn gia tộc, nhưng kỳ thật trong lòng còn có chút oán niệm. Tam hoàng tử chính là lợi dụng điểm ấy, xảo diệu kích thích Kiều Vạn Bình. Quan trọng nhất chính là để Kiều Vạn Bình tin tưởng, năm đó mẫu thân hắn không phải chết bởi ngoài ý muốn,
mà là chết bởi tay Kiều Anh Tung. Chỉ cần Kiều Vạn Bình đồng ý phối hợp, lấy hắn thân phận đặc thù, hẳn là có thể giúp bọn hắn tra được có một số chân tướng. Đại hoàng tử nhắc nhở Tam hoàng tử. Tuyệt đối không nên biến khéo thành vụng. Nếu như cuối cùng Kiều Vạn Bình lựa chọn Kiều gia, có khả năng sẽ bán đứng chúng ta. Tam hoàng tử nhếch môi nói. Đại ca cứ việc yên tâm, đệ chỉ là phái người đến ảnh hưởng tâm tình của hắn, phơ vét chứng cứ cho hắn, đệ đều không có tự mình xuất hiện qua. Không đến lúc có cơ hội hoàn toàn chín muồi, đệ sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Đại hoàng tử gật đầu nói. Ác nhân cốc thì sao? Một năm trước an bài chiến nô đều đã bị ác nhân cốc hấp thu, có một số phụ trách thủ vệ vân vụ xâm lâm, có một số được an bài trấn thủ đại điện. Mặc dù còn không có tiếp xúc hạch tâm, nhưng chí ít chúng ta đã thành công sắp đặt tai mắt ở nơi đó. Đại hoàng tử gật gật đầu. Bây giờ là giữa tháng tư, cuối năm nay chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng sự kiện Tô gia từ đầu đến cuối, cho phụ hoàng tranh thủ đầy đủ thời gian chuẩn bị. Nếu như đúng là Kiều gia cùng ác nhân cốc làm, chúng ta phải từ cùng ngày đại điển phong thưởng, nhất cử bắt lấy bọn hắn. Tam hoàng tử nói. Nếu như không phải bọn hắn thì sao? Không phải khác các đại gia tộc, cũng không phải bọn hắn, vậy vấn đề kia liền nghiêm trọng. Đại hoàng tử lắc đầu, trong lòng cũng không chắc chắn. Càng điều tra, càng cảm giác kẻ cầm đầu là Kiều gia, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tìm không thấy chứng cứ trực tiếp, điểm này thật là đáng sợ. Nếu thật là Kiều gia làm, đủ để chứng minh bọn hắn khôn khéo và điên cuồng, mà lại vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không phải ngoan thuận ôn hòa như nhìn thấy mặt ngoài vậy. Lúc này, có người đến đây bẩm báo. Con rể Kiều gia, Khương Phàm, đã vào thành. Khương Phàm, đại hoàng tử đều sắp quên cái tên đó. Tam hoàng tử kỳ quái. Kiều Vi Nhi đều đã chết, hắn về đây làm gì? Đại hoàng tử bỗng nhiên cảnh giác. Chẳng lẽ là Kiều gia mời hắn trở về? Thế nào, Kiều gia muốn gả Kiều Linh Vận cho hắn? Không, phụ hoàng hoài nghi tới vị sư phụ kia của Khương Phàm có thể là thánh nhân. Kiều gia lúc này mời Khương Phàm trở về, có khả năng chính là mời vị thánh nhân kia. Chẳng lẽ, Kiều gia bắt đầu cảnh giác chúng ta? Thánh nhân, nói đùa cái gì, nào có thánh nhân vô danh bừa bãi? Coi như không phải thánh nhân thật sự, nhưng cũng có thể là cấp bậc bán thánh. Kiều gia kết giao với nhân vật như vậy. Tam hoàng tử kinh ngạc, lập tức hỏi. Khương Phàm tự mình trở về một mình. Còn mang theo một nam một nữ, thân phận cụ thể không rõ ràng. Cảnh giới của Khương Phàm gì? Sơ bộ xác định, linh hồn cảnh thất trọng thiên. Tốc độ rất nhanh. Tam hoàng tử lấp lóe ánh mắt, nhìn về phía đại hoàng tử. Sắp xếp người kích thích hắn một chút. Kiều gia. Khương Phàm đi đến trước cửa Kiều gia, Kiều Vãn Niên, Kiều Vãn Sơn, Kiều Phương Hoa, Kiều Linh Vận, đám người Kiều gia, đã sớm nhận được tin tức, tề tụ ở ngoài cửa. Chỉ là sau khi tận mắt nhìn thấy Khương Phàm, đều sửng sốt một chút, sao lại mù rồi? Đại chiến trận như vậy. Hứa Đan kinh ngạc, lại tranh thủ thời gian im lặng. Kiều Linh Vận kỳ quái dò xét Lý Dần và Hứa Đan, còn tưởng rằng là mang bọn người Kiều Vi Nhi trở về, rốt cuộc lại là hai người xa lạ. Kiều Vãn Niên và mọi người nhiệt tình mang theo Khương Phàm lên đỉnh núi, sau đó chuyển tới tổ địa sau núi. Càng là lên phía trước, thị vệ càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có ba người Kiều Vãn Niên. Hứa Đan đang tò mò nhìn cảnh vật xung quanh, lại suýt chút nữa té ngã. Ba người Kiều Vãn Niên trước đó còn kiêu ngạo uy nghiêm, giờ phút này lại chủ động rơi xuống sau lưng Khương Phàm, còn có chút cúi đầu, không dám dương mắt. Phần tư thái cung kính này để Hứa Đan và Lý Dần đều ngây ra. Cái này là tình huống như thế nào? Đường đường là đỉnh cấp tộc trưởng gia tộc của hoàng tộc, vậy mà lại hành lễ với Khương Phàm. Ai là khách, ai là chủ nhân? Sai lầm sao? Từ khi hoàng thất làm ra quyết định, trọng chỉnh cửu đại gia tộc, thế cục cổ hoa liền trở nên vô cùng vi diệu. Ai cũng không dám lại dẫn đầu gây sự, tất cả gia tộc đều đang nhìn sắc mặt nhân hoàng mà làm việc. Các gia tộc ngoài bát đại gia đều vô cùng sinh động, cơ hồ là không biết xấu hổ nịnh nọt hoàng thất, nghĩ hết biện pháp muốn chen vào hàng ngũ cửu đại gia. Kiều gia dưới tình huống này chỉ có thể giữ vững tỉnh táo. Kiều Vạn Niên theo sát sau lưng Khương Phàm, giới thiệu kỹ càng tình thế cổ hoa. Mặc dù đã giải quyết Tô gia được, đảo loạn tình thế, làm vô cùng tốt. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới hoàng thất lại đi một nước cờ như vậy, đột nhiên lại xảo diệu khống chế được cục diện cổ hoa.
Cứ như vậy, bọn hắn không thể tiếp tục làm loạn, càng không thể dựa theo ý đồ ban đầu của Khương Phàm, trọng thương Cổ Hoa, sau đó lại thoát khỏi. Kiều Vạn Sơn nói bổ sung. Thời gian trọng chỉnh cửu đại gia tộc định vào năm thứ 9, ngày mùng 9 tháng 9, dựa theo ý tứ hoàng thất, đến lúc đó còn giống như sẽ mời các tộc phương Bắc cùng nhau chứng kiến. Nhân hoàng sĩ diện, khẳng định sẽ huyên náo chuyện đến oanh oanh liệt liệt, vô cùng náo nhiệt, hắn muốn để tất cả thế lực phương Bắc, cùng nhau chứng kiến Cổ Hoa ổn định, cùng các đại gia Cổ Hoa ủng hộ hoàng thất. Khương Phàm yên lặng gật đầu, cũng không nghĩ tới nhân hoàng lại vứt bỏ tổ huấn, chơi ra một chiêu lớn như thế. Dù sao cửu đại gia tộc ban đầu đều là công thần tuyệt đối làm bạn với Cổ Hoa hoàng thành quật khởi lần nữa, từ dậy bảo tổ tiên để lại, trừ phi gia tộc nào đó phản loạn, nếu không tuyệt đối không thể tước đoạt lợi ích. Nhưng lần này nhân hoàng lại muốn từ trong những công thần này đuổi đi một kẻ. Không nghĩ tới, nhân hoàng nhìn như bình thường, vậy mà lại có mưu kế cùng quyết đoán như thế. Chỉ là làm như vậy, hắn còn báo thù các đại gia thế nào, còn trọng thương Cổ Hoa hoàng thất thế nào. Khương Phàm yên lặng đi về phía trước một trận, đột nhiên hỏi. Nhân hoàng, tiếp cận Kiều gia rồi. Kiều Vạn Niên cùng mọi người nhắm mắt thần trao đổi, gật đầu nói. Bởi vì thiếu Tô gia, nhân hoàng muốn lại tuyển gia tộc khác bổ sung vị trí Tô gia, cái này kỳ thật không gì đáng trách, nhưng nếu như muốn từ bên trong bát đại gia lại loại bỏ một nhà, cái này cần lý do tuyệt đối. Chúng ta đoán, rất có thể là nhân hoàng đã tiếp cận Kiều gia. Đến lúc đó, chân chính diệt trừ, cũng sẽ là Kiều gia chúng ta. Lý do, chính là chúng ta làm loạn Cổ Hoa, mưu hại Tô gia. Cái này không khác gì phản loạn. Khương Phàm chau mày, cái này rất phiền toái. Không chỉ không thể trọng thương Cổ Hoa, ngược lại phải đối mặt Cổ Hoa vây bắt. Tháng 9 năm thứ 9, thời điểm Cổ Hoa trọng chỉnh, chính là ngày chặt đầu Kiều gia. Kiều Vạn Niên chú ý tới sắc mặt Khương Phàm thay đổi, hổ thẹn cúi đầu xuống. Kiều Vạn Sơn thay đại ca giải thích nói. Dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, trước tiên là thừa dịp mối quan hệ giữa Tô gia và Hoàng thất chuyển biến xấu, diệt trừ con mãnh hổ Tô gia này của Hoàng thất, để tránh sau này bọn hắn lại cùng tốt. Sau đó phối hợp ác nhân cốc dẫn phát mâu thuẫn giữa các tộc, đảo loạn thế cục Cổ Hoa, dùng cái này liên lụy tinh lực Hoàng thất. Tài dẫn thế lực ngoại bộ nhúng tay, tiếp tục tăng lên hỗn loạn, cũng thuận tiện thay chúng ta làm hỗ trợ. Khoảng chừng 8 năm 10 năm như vậy, Hoàng thất bởi vì cục diện càng ngày càng loạn mà sứt đầu mẻ chán, mệt mỏi ứng phó. Càng nhiều thế lực bên ngoài, thậm chí là hoàng tộc, cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào, để Cổ Hoa càng ngày càng loạn, cho đến khi triệt để mất khống chế. Cứ như vậy, Hoàng thất sẽ vẫn điều tra chuyện Tô gia lúc trước, càng sẽ không hoài nghi Kiều gia chúng ta. Cho nên trước tiên chúng ta đã làm một ít chuyện, thiên về mạo hiểm, thiên về cấp tiến, cũng sẽ không thể nào có vấn đề. Nhưng chúng ta không nghĩ tới, nhân hoàng lại đột nhiên tới một chiêu như vậy, nhẹ nhõm lại triệt để ổn định cục diện, còn các đại gia tộc Cổ Hoa lại một mực tóm vào trong tay. Còn chuyện Tô gia lúc trước, bọn hắn tự nhiên sẽ lấy tay điều tra, cũng rất có thể đã tra được manh mối. May mắn duy nhất chính là, nhân hoàng khống chế cục diện vẫn chậm một chút, dù sao chuyện Tô gia cũng đã qua rất nhiều năm, bọn hắn bây giờ nhiều nhất chỉ là hoài nghi, rất khó có chứng cứ thực sự. Đây cũng là nguyên nhân nhân hoàng muốn, trọng chỉnh cửu đại gia tộc, tại năm thứ 9 ngày mùng 9 tháng 9, một là thời gian đặc biệt, lấy chữ cửu huyền bí, hai chính là bọn hắn cần thời gian tra rõ vấn đề, tìm kiếm chứng cứ. Khương Phàm lại hỏi, ác nhân cốc bên đó thế nào? Kiều Vạn Niên nói, nơi đó càng không lạc quan, hoàng thất rõ ràng đã bắt đầu giám sát nơi đó. Khương Phàm lắc đầu, không phải là do các ngươi. Là lúc đầu ta đã tưởng tượng lạc quan. Kiều Vạn Niên hỏi. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ? Khương Phàm yên lặng đi thật lâu, trong lòng có tính toán. Rút lui. Sớm rút lui. Trước khi Hoàng thất kịp phản ứng, toàn diện rút khỏi Cổ Hoa. Từ hôm nay trở đi, nghe ta điều phối, ta yêu cầu cái gì, thì các ngươi làm cái đó, càng không cần nhiều lời bất cứ chuyện gì cùng phía dưới. Lĩnh mệnh. Ba người ở phía sau khẽ vuốt cằm, cung kính lĩnh mệnh. Hứa Đan cùng Lý Dần theo ở phía sau, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Rốt cuộc đây là tình huống như thế nào? Khương Phàm có thể ra lệnh cho đại gia hoàng tộc. Mấu chốt là mấy tên này lại còn rất kính sợ Khương Phàm. Khương Phàm đi đến cấm khu tổ từ phía sau núi, u cốc của Kiều Vô Hối. Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn,
Kiều Phương Hoa toàn bộ ở lại bên ngoài, cũng ngăn cản Hứa Đan cùng Lý Dần. Các ngươi là? Kiều Linh Vận đánh giá bọn hắn, còn chưa kịp nhận biết. Ta là Lý Dần, đây là thê tử của ta. Ngô ngô. Hứa Đan gật đầu, mím môi giả câm. Tuy nhiên cái câu thê tử kia Lý Dần kêu nàng rất quả quyết, nhịn không được liền khoác cánh tay lên. Lý Dần, sư đệ Khương Phàm. Không dám, ta là. Lý Dần vừa muốn giải thích, đột nhiên nhớ tới Khương Phàm nhắc nhở, không nên nói lung tung. Đúng vậy. Các ngươi từ đâu tới? Kiều Linh Vận không nghĩ tới Khương Phàm thật sự có một sư đệ tên Lý Dần. Nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Lý Dần nói quanh co hai tiếng, đưa tay ra hiệu Hứa Đan. Để cho thê tử ta nói. Ngô ngô ngô. Hứa Đan mím môi nói vài câu, sau đó nhún vai, nói xong. Kiều Vạn Niên và mọi người trao đổi ánh mắt, im lặng lắc đầu. Để câm điếc nói chuyện, chính là không muốn nói. Đứa nhỏ này vẫn rất uyển chuyển. Phụ thân, ngài đã trở về. Trong u cốc, Kiều Vô Hối nhìn thấy Khương Phàm liền cung kính quỳ xuống. 8 năm không gặp, hắn vẫn là dáng vẻ già nua khô quắt kia, ngoại trừ trên mặt có nhiều thêm chút huyết sắc ra, giống như không có thay đổi gì. Khương Phàm đỡ dậy Kiều Vô Hối, khẽ nhíu mày. Không phải đã lấy được di cốt Chu Tước sao, ngươi không dùng. Ta đã dùng. Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của Kiều Vô Hối hiện ra vài nụ cười, chỉ là thói quen không quá hay mỉm cười, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hiệu quả đâu? Khởi bẩm phụ thân, đã khôi phục thiên phẩm, cảnh giới cũng trở lại bán thánh. Giọng Kiều Vô Hối run nhẹ nhẹ, từ trong lòng lộ ra kích động. Thời điểm lúc trước khi hắn thức tỉnh, kỳ thật hẳn là thiên phẩm linh văn, nhưng mẫu thân vì để tránh gây nên chú ý, lúc bắt đầu đang thức tỉnh liền cưỡng ép phong ấn hắn. Đến mức về sau bất luận cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá gông cùm xiềng xích. Nhưng di cốt đến từ phụ thân của hắn, đồng căn đồng nguyên, càng là tổ mạch Chu Tước, cho nên sau khi hấp thu số lượng lớn máu tươi bên trong di cốt, thành công giải trừ phong ấn ngàn năm, khôi phục phong ấn thiên phẩm thuộc về hắn. Quan trọng nhất chính là, phụ thân kiếp trước đã nhìn trộm đến đế cảnh, cho nên máu tươi bên trong di cốt không chỉ đơn giản là hoàng huyết như vậy. Hắn không chỉ có khôi phục thiên phẩm, càng trong vài năm ngắn ngủi này, trở lại cảnh giới bán thánh. Máu bên trong di cốt không đủ sao? Vì sao không có trực tiếp đột phá đến thánh cảnh? Khương Phàm thở phào, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Di cốt là một mảnh xương cột sống của phụ thân, vị trí đặc thù, có được năng lực tạo máu, Huyền Nguyệt còn bảo dưỡng nó rất tốt, máu tươi cũng coi như sung túc. Chỉ là cái gì? Ta dùng hơn phân nửa, cũng không dám dùng nữa. Trên di cốt có dấu vết Huyền Nguyệt lưu lại, dùng máu tươi càng nhiều, vết tích phản ứng càng mãnh liệt. Nếu như ta muốn cưỡng ép đột phá đến thánh phẩm, chỉ sợ cần hút đi toàn bộ máu tươi, đến lúc đó phản ứng kia vô cùng có khả năng sẽ bại lộ vị trí di cốt. Lượng máu tươi hòa vào trong cơ thể ta cũng sẽ bởi vì không cách nào kịp thời luyện hóa, mà khiến cho bọn hắn chú ý. Kiều Vô Hối lắc đầu, không phải là không muốn dùng, mà là không dùng đến. Huyền Nguyệt Hoàng Triều không có bị hủy đi. Ngược lại còn quy thuận vạn đạo thần giáo, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hai thế lực lớn cũng từ đầu đến cuối cùng cũng không có từ bỏ điều tra di cốt, phạm vi đã từ Tây Bộ, mở rộng đến Nam Bộ cùng Bắc Bộ. Hắn không thể không cẩn thận. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, dù sao di cốt cũng bị Huyền Nguyệt Hoàng Triều khống chế ngàn năm, phía trên khẳng định tất cả đều là bẫy. Kiều Vô Hối nói, lúc ấy sau khi ta hấp thu hơn phân nửa máu tươi, vị trí di cốt có khả năng đã bại lộ. Bất đắc dĩ, di cốt đã bị chuyển rời đến nơi khác, cưỡng ép phong ấn. Giấu ở nơi nào rồi? Khương Phàm trên đường tới đã biết sự kiện của Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt vậy mà lại thành công kiên trì dưới sự vây công của hai đại hoàng tộc, còn đầu phục vạn đạo thần giáo. Chuyện này bằng với chẳng những không có hủy Huyền Nguyệt, ngược lại càng khó chơi hơn. Suy nghĩ lại cục diện bên trong cổ hoa một chút. Khương Phàm không khỏi không rung động, thế sự vô thường, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta dùng lực lượng cấm nguyên cổ thụ bố trí pháp trận. Cụ thể ở đâu? Tại nơi bọn hắn không nghĩ tới, cũng tại nơi bọn hắn tuyệt đối sẽ không điều tra. Khương Phàm quay đầu, chú ý tới vẻ mặt Kiều Vô Hối lại có chút phức tạp. Kiều Vô Hối cúi đầu. Đại diễn thánh địa. Khương Phàm cau chặt lông mày.
Tại sao các ngươi lại đưa tới đại diễn thánh địa rồi? Bởi vì, thiên hậu đã tới. Ai, thiên hậu? Khương Phàm bỗng nhiên biến sắc, toàn thân chợt nóng lên. Thiên hậu tới. Trực tiếp tìm được nơi này. Kiều Vô Hối nói. Thiên hậu, sinh ra ở đại diễn thánh địa, đặt tên là Tôn Niệm, sinh trước tân lịch nguyên niên 3 năm. Thiên mục đại tướng, đang tự mình bảo vệ. Khương Phàm sau khi kích động, thể hiện lại từ từ quái dị. Thiên hậu đã 11 tuổi rồi. Lúc đó hắn đi đại diễn thánh địa, vì sao không có gặp? Diêm Bá vẫn luôn ở đại diễn thánh địa. Kiều Vô Hối có chút cúi đầu. Nguyên niên tháng 8, thiên hậu bí mật tới qua, thăm mẫu thân, hiểu rõ tình huống. Sau khi chúng ta đạt được di cốt, nàng lại tự mình tới. Cũng là bởi vì thiên mục đại tướng tự mình bảo vệ, ta thuận lợi khôi phục thiên phẩm linh văn. Bởi vì di cốt phản ứng mãnh liệt, sợ là đã gây nên chú ý, bọn hắn liền dẫn đi di cốt cùng cấm nguyên cổ thụ, đến đại diễn thánh địa phong ấn. Nơi đó là thánh địa, lại còn là tôn chủ Tây Bộ, sẽ không có người tới nơi đó điều tra. Có thiên mục đại tướng tự mình bố trí pháp trận, còn có cấm nguyên cổ thụ ảnh hưởng thời gian, huyền nguyệt cùng vạn đạo rất khó tra được nơi đó. Thiên hậu đã tới. Khương Phàm nhẹ nhàng thở phào, nếu như tìm hiểu tình huống, thiên hậu hẳn sẽ không lại trách tội Kiều Hinh. Tuy nhiên, thiên hậu lại ở đại diễn thánh địa, cái này thật sự quá ngoài ý muốn. Tô Triệt, Tô Lăng, chẳng phải là thân nhân kiếp này của thiên hậu sao? Khương Phàm đẩy cửa điện ra, đi tới phía trước quan tài thủy tinh. Sau khi nhìn thấy Kiều Hinh, tâm tình vừa mới vui sướng bởi vì tin tức thiên hậu mang tới lại không còn sót lại chút gì. Kiều Hinh lẳng lặng nằm ở bên trong, hai tay chồng ở trước ngực, duy trì tư thế lúc trước. Nhưng nụ cười mỉm trước đó đã biến thành đau đớn, làn da toàn thân ảm đạm không ánh sáng, không có chút huyết sắc nào, ngay cả tóc đều trở nên khô cạn, giống như tùy tiện một bàn tay liền sẽ chóc ra. Huyền M. Đan đã mất đi kích thích, nàng đang nhanh chóng già đi, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu suy yếu. Khương Phàm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hơi thở Kiều Hinh, vậy mà cũng vô cùng yếu ớt. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Nàng biến chất rất nghiêm trọng, tiếp theo chính là da thịt chóc ra, biến thành bụi. Tình huống so với những gì ta mong muốn còn nghiêm trọng hơn, nhưng không nên gấp gáp, dược liệu đều đã tìm được, chỉ cần đan dược thành hình, hẳn là có thể cứu sống nàng. Nàng còn có thể kiên trì bao lâu? Trong vòng nửa năm hẳn không có vấn đề, lại kiên trì mấy tháng, cũng có khả năng. Ta cho ngươi một cực hạn an toàn, cuối năm nay. May mắn là chúng ta đã trực tiếp trở về. Khương Phàm nhẹ nhàng thở phào. Ta vẫn câu nói kia, không cần vội vã luyện đan. Đầu tiên phải hoàn thành nhiệm vụ ta đưa cho ngươi, thuận lợi luyện chế 10 viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Chỉ có thuần thục nắm giữ cách luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm. Điều chỉnh vấn đề xuất hiện trong quá trình, cha tìm mình thiếu hụt, người mới có thể chỉ dẫn luyện chế sau cùng. Đan Hoàng rất nghiêm túc, sau đó phải luyện chế đan dược ngay cả hắn cũng đều không có luyện qua, cũng không tồn tại ở bên trong Đan Hoàng cổ kinh, thuần túy là dựa theo kinh nghiệm đến tiến hành. Đến lúc đó rất có thể sẽ gặp được các loại ngoài ý muốn, tồn tại biến cố to lớn. Cho nên, viên đan dược kia nhất định phải do Khương Phàm tự mình luyện chế. Hắn tùy thời chỉ dẫn điều chỉnh ở trong đầu. Các luyện đan sư khác, bất luận là đại cấp tông sư hay thậm chí là cấp bậc đan thánh, đều chỉ có thể phối hợp Khương Phàm. Mà Khương Phàm muốn gánh cương chủ đạo liền cần có đầy đủ kinh nghiệm. Nếu như không phải thời gian không đủ, cũng không có nhiều tài liệu như vậy, Đan Hoàng thậm chí hy vọng Khương Phàm có thể luyện chế 20 viên đan dược chuẩn thánh phẩm sau đó lại tiến hành thao tác. Ta đã hiểu. Khương Phàm không dám tùy tiện mạo hiểm. Dù sao dược liệu tìm kiếm đều quá quý giá, mà tình huống Kiều Hinh càng nguy hiểm hơn, nhất định phải một lần thành công. Mà muốn thành công, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Mẫu thân còn có thể cứu không? Kiều Vô Hối nhẹ giọng hỏi. Trong mấy năm này, hắn trơ mắt nhìn mẫu thân ngày càng gầy gò, yên lặng biến chất, lại bất lực, cảm giác trong lòng thực sự rất khó chịu. Điều hắn chờ đợi duy nhất, chính là phụ thân mang theo thuốc giải trở về. Dược liệu ta đều chuẩn bị đầy đủ, có thể cứu sống hay không liền xem ý trời. Khương Phàm hít sâu một hơi, lấy ra một tờ giấy, viết xuống các loại dược liệu thiên nhân đan, chuẩn thánh phẩm, đưa cho Kiều Vô Hối. An bài Kiều gia cùng ác nhân cốc, không tiếc cái giá nào tìm kiếm những dược liệu này cho ta, càng nhiều càng tốt. Ta sẽ đi an bài. Đừng sợ náo ra oanh động,
ta muốn chính là oanh động. Hài nhi đã hiểu. Kiều Vô Hối không có hỏi nhiều, cung kính lui lại. Khương Phàm ngồi bên cạnh quan tài thủy tinh, cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt đôi tay khô già của Kiều Hinh, nhẹ giọng nói nhỏ với Hoàn Hồn Thạch. Hinh nhi, ta đã trở về. Kiều Hinh lặng lặng nằm, hình dung tiều tụy, thể hiện vẻ đau đớn. Khương Phàm nhìn lo lắng, ánh mắt dần dần mông lung, một lần lại một lần nói nhỏ với Hoàn Hồn Thạch. Ta, đã trở về. Ta, trở về. Ta trở lại để cứu nàng. Theo một tờ mật lệnh của Kiều Vô Hối, Kiều gia lập tức triển khai hành động, đến trong thương hội, cửa hàng lớn nhỏ ở Hoàng Thành tìm kiếm dược liệu. Ác nhân cốc mở ra cửa hàng của bọn hắn, triệu tập dược liệu, còn mật lệnh phân bộ bên ngoài, từ thế giới dưới đất trắng trợn tìm kiếm. Khương Phàm cho ra dược liệu theo thứ tự là Đại La Xích Dương Đan, Thiên Nhân Đan, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, cùng Thiên Địa Tạo Hóa Đan, Kim Dương Cửu Huyền Đan, dược liệu của 5 loại đan dược chuẩn thánh phẩm. Đây cũng là tất cả đan dược chuẩn thánh phẩm thức tỉnh bên trong đan hoàng cổ kinh mà Khương Phàm có khả năng nắm giữ trước mắt. Kiều gia đột nhiên triển khai quy mô lớn hành động tìm dược, lập tức khiến cho thế lực khắp nơi ở Cổ Hoa chú ý. Khương Phàm vừa mới trở về, Kiều gia liền có động tác lớn như thế, trùng hợp sao, hay là bởi vì Khương Phàm? Rất nhiều người lần nữa tìm về năm đó cảm giác, tên Khương Phàm này rốt cuộc có quan hệ quan thế nào với Kiều gia? Nơi nào có nửa điểm là dáng vẻ con rể. Thế lực khắp nơi khẩn cấp điều tra dược liệu bọn hắn muốn tìm, nghiên cứu Kiều gia muốn làm gì. Chỉ là lần này không có người nào cưỡng ép nhúng tay ngăn cản. Bởi vì hoàng thất đang giám sát toàn thành, ước định biểu hiện của từng gia tộc, nếu ai gây sự vào lúc này, chính là ảnh hưởng đến mình. Tại thời điểm bọn hắn triển khai hành động, Khương Phàm cũng tự mình tiến về thiên cung bái phỏng. Hy vọng có thể mượn nhờ thế lực cấp hoàng đạo này, hỗ trợ siêu tập vật liệu. Khương Phàm, đã lâu không gặp. Trong phòng tại tầng 19, cỏ thơm tùm, hơi nước mịt mờ, Đông Hoàng Như Ảnh ngồi bên trong thạch đỉnh ướt át, ưu nhã pha trà, mời Khương Phàm ngồi xuống. Từ biệt nhiều năm, rốt cuộc cũng trở về, đặc biệt tới bái phỏng lão bằng hữu. Khương Phàm mỉm cười ngồi xuống. Mặc dù đã gặp nhiều lần, cũng biết rõ Đông Hoàng Như Ảnh mỹ lệ cùng phong tình. Nhưng đã cách nhiều năm lại gặp nhau, vẫn có cảm giác kinh diễm lúc ban đầu. Da thịt non mịn bóng loáng, bên trong lộ da trắng muốt. Dáng người yểu điệu, eo nhỏ nhu cốt, phong tình vô hạn. Chủ yếu nhất vẫn phần khí chất tĩnh mỹ kia, tràn đầy thần vận. Thấy được nàng, hoảng hốt cảm giác như thấy được phong cảnh đẹp nhất thế gian, chỉ là ngồi đối mặt nhau liền có loại cảm giác mê say. Khương Phàm âm thầm rung động, ngay cả loại người như hắn đây trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đều có thể sinh ra mấy phần thưởng thức, có thể tưởng tượng được những tên công tử hoàng thành kia nhìn thấy nàng thì nội tâm sẽ sao động cỡ nào. Chúng ta là bằng hữu.